Giả sử một người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh. Vậy làm thế nào để thần thức người này vẫn vãng sinh được? Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh. Vậy phải làm thế nào để cho thần thức của người đó được vãng sinh? Đây là một câu hỏi cũng khá là khó, có thể nói là rất là khó. Làm thế nào? Chúng ta thấy khi còn sống, họ niệm Phật cả đời, niệm nhiều năm, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mà không sinh được, mà cần từ nghiệp đến mà đọa làm vào súc sinh. Thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc này, nhưng tới khi cần từ nghiệp đến, tức là sắp sửa chết, nằm ốm trên giường bệnh đó, niệm thế nào mà cả cuộc đời niệm Phật, bao nhiêu năm niệm Phật cầu sinh cực lạc, mà đến khi cận tử nghiệp đến mà Phật không hiện ra, mà lại cảnh giới thì súc sinh hiện ra. Chúng ta phải xem xét người đó niệm Phật nhiều năm đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, hay là chỉ niệm Phật gì khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi bên ngoài, hay là niệm Phật đi vào để lạc vào con đường tà. Chúng ta biết không phải là cứ niệm Phật là đi theo chính đạo đâu nhé. Nhiều người niệm Phật nhưng mà lạc vào tà đạo, lạc vào mê cung tà đạo. Cho nên người đó khi cận tử nghiệp đến, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không hiện ra, mà cảnh giới ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện ra. Trường hợp này khi mà cảnh giới súc sinh hiện ra đối với những người niệm Phật như thế, chúng ta rất khó có thể kéo họ quay đầu trở lại, vì chúng ta biết đấy là cái nghiệp của họ rồi. Cái cận tử nghiệp nó rất là mạnh. Trong kinh Đức Phật nói là Ngài có thể vào trong A Tỳ địa ngục để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh hết tội khổ hoặc đang chịu tội khổ ở trong địa ngục, giác ngộ và được thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nhưng những chúng sinh mà cận tử nghiệp đến, họ quyết định đi đầu thai hoặc đi về một quyết định nghiệp nó đã đến, đi vào con đường nào đó như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để kéo họ quay trở lại được. Cho nên đây Phật tử hỏi là người niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, nhưng khi cận tử nghiệp đến mà bị đọa vào trong súc sinh thì làm cách nào để lôi họ ra? Khó vô cùng các quý vị. Nếu mà bảo kéo họ vào ngay luôn thì khó vô cùng các quý vị. Chúng ta bắc thang lên trời khó, nhưng bắc thang có thể được. Nhưng mà bảo kéo cái người cận tử nghiệp đến mà đọa vào súc sinh, mà kéo họ quay lại để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc còn khó hơn gấp bội lần như thế các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ mà xem, trong một thời gian qua cũng có khá nhiều người niệm Phật, kể cả tăng ni chứ đừng nói là mình Phật tử không. Lúc đầu thì cũng dẫn lời kinh ý tổ để giảng giải cho các Phật tử tu tập niệm Phật tinh tiến để cầu sinh cực lạc. Nhưng mà một thời gian sau thì mới thấy rằng chính họ đang đi lầm đường lạc lối. Họ hiểu lầm về pháp môn niệm Phật của Đức Phật dạy và chư tổ đã truyền. Ví dụ như là mấy năm trước chúng ta thấy có cái niệm Phật bất niệm từ niệm đó, đúng không? Đạo tràng chúng ta thầy nói đi nói lại mấy lần rồi. Lúc đầu bảo là sai, nhưng một số các Phật tử trong đạo tràng chúng ta bỏ thầy bỏ tổ đi để chạy theo. Thầy bảo là sai nhưng các Phật tử đâu có nghe, vì lúc đó thầy nói là họ làm như vậy là sai. Nhưng một số các Phật tử đó lại nói gì? Thầy nhỏ nhen, thầy hẹp hòi, thầy ích kỷ, thầy chỉ muốn là chúng con đến với thầy thôi chứ không muốn chúng con đi cầu học với các quý thầy khác. Không phải thầy nhỏ nhen, các vị thấy thầy có cấm các Phật tử bao giờ đâu. Nhưng thầy chỉ muốn chúng ta đi làm sao đó cho đúng con đường mà lời Phật ý tổ đã
đã trình bày, đã diễn giảng. Nhưng lúc đó thì mọi người bảo là thầy nhỏ nhen, nhưng 2-3 năm sau nó vỡ lở ra, mọi người mới thấy lại gì, lời thầy nói hoàn toàn đúng đắn. Mà hòa thượng Tịnh Không ấy, là ân sư về Tịnh Độ Tông ấy, của đạo tràng chúng ta, pháp năm 2018-19 gì đó, cùng cô cũng phải xác nhận là gì, là cái phương pháp bất niệm tự niệm ấy là sai pháp. Rồi pháp sư Ngộ Thông là đệ tử hòa thượng Tịnh Không ấy, cụ cũng thì cũng lên giảng và cũng nói đi nói lại khá nhiều lần về cái pháp tu niệm Phật bất niệm tự niệm ấy là gì, là sai pháp đó. Cho nên chúng ta thấy, mà gần đây thì lại có một vài vị cư sĩ ở nước ngoài, hình như là cũng ở Mỹ thì phải, họ cũng lên trên room họ giảng, họ cũng khuyên các Phật tử niệm Phật. Tôi cũng xem qua, cái vị này xưng là cái cư sĩ cái gì Vân, cái gì Vân Vân gì đó, tên là Vân, tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ xem một chút thôi. Nhưng tôi xem một chút khoảng độ 5-10 phút, tôi phát hiện ra là trường hợp này cũng tương tự như trường hợp bất niệm tự niệm trước đây, mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Đó là trường hợp này là còn gì, còn đi xem về vận hạn người này người nọ người kia, rồi bảo là cúng để thế này thế nọ thế kia. Nó giống như cái trường hợp mà cái gì Trần Tâm ấy. Nó tệ kiểu như thế, nó cũng kiểu như là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nhưng mà bây giờ họ để ở trong cái giai đoạn này, nó chưa bộc lộ hết ra mà thôi, nó đang cứ thế là dạy, là cứ một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thậm chí là khuyên các Phật tử là không đi chùa nữa, không tụng kinh nữa, không nghe pháp nữa, chỉ một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc thôi. Chúng ta nghĩ xem, không đi chùa, không tụng kinh, không nghe pháp, chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc, không đi chùa, không nghe pháp, không tụng kinh, tức là gì? Chúng ta muốn để rời khỏi Tam Bảo, đúng không? Tam Bảo thì gồm có ba ngôi là gì? Phật, Pháp và Tăng. Thì bây giờ pháp không nghe, không tụng kinh, không nghe pháp, tức là rời khỏi ngôi gì? Ngôi Pháp Bảo. Không đi chùa, tức là không gần gũi chữ Tăng, tức là rời khỏi, xa lánh ngôi Tăng Bảo. Và chỉ có một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Chúng ta nghĩ xem, mọi người cứ nghĩ rằng họ tu tinh tấn lắm, một ngày mấy thời niệm Phật, và như vậy là chúng ta nghĩ rằng đấy là họ tinh tấn, họ niệm Phật một ngày mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ. Các sư bây giờ thì ngày được 2 thời tụng kinh, có người còn chẳng được thời tụng kinh nào, bận công việc Phật sự vân vân ABC này nọ. Đúng, ngay cả thầy bây giờ có những ngày có khi vài ngày không được thời tụng kinh nào, vì công việc Phật sự quá nhiều. Vì sao mà công việc Phật sự quá nhiều? Vì đi làm công việc của giáo hội, rồi các công việc của chùa. Có làm công việc của giáo hội thì mới duy trì được mạnh mạch của Phật Pháp. Không có các tôn giáo khác thì nó chèn vào gì? Một lúc nào đó là chùa chiền chúng ta cũng bị đốt phá. Tăng ni thì bị bắt hoàn tục, bị đuổi về quê. Phật tử chúng ta còn chỗ để mà nương không? Còn chùa để mà đến, mà lễ mà lạy, còn chỗ để mà tu không? Không còn nữa. Đó. Chúng ta phải hiểu cái điều sâu xa cái việc đó. Cho nên trong nhà Phật chúng ta, Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta mới có gì? Mới có các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo là như thế. Mà hành hành Bồ Tát là gì? Là tổn mình để lợi người. Mình sẵn sàng chịu hy sinh, chịu mất mát để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ cho đại chúng, vân vân. Có cái chỗ để nương tựa, để học tập, để tu hành, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy thì có những vị là nghịch hạnh Bồ Tát, có những vị thuận hạnh Bồ Tát là như thế. Chứ không phải là một ngày 6 thời lên chùa mới là người tu hành chân chính. Chúng ta thấy Tế Công Hòa Thượng, kinh ngài cũng chẳng tụng, thiền ngài cũng chẳng ngồi,
Nhưng mà Ngài vẫn cứu độ được vô số gì những chúng sinh. Vì sao? Vì Ngài này, Ngài đã chứng đắc thánh quả La Hán rồi. Ngài chính là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, tức là một trong gì? Thập Bát La Hán đó các quý vị. Đó, nhìn thấy Ngài cứ điên điên khùng khùng như vậy thôi, nhưng mà cứu độ được không biết bao nhiêu những chúng sinh đau khổ, bệnh tật, ốm đau, ma quỷ nhập thân, vân vân, đủ các thứ hết cả. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có vội vàng nghe thấy một số người họ bảo là họ tu tinh tấn lắm, ngày niệm Phật mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ, mà họ đi phản bác chư tôn túc mười phương và các đạo tràng Phật tử khác vân vân, thì những trường hợp như vậy không sớm thì muộn nó cũng lộ hết cái đuôi ra thôi. Vì chúng ta biết là có những trường hợp tự họ không muốn hủy Phật giáo, không muốn làm như thế, nhưng mà họ bị gì? Bị ma dựa. Chúng ta biết thế nào là bị ma dựa không? Tức là bị thiên ma hoặc bị quỷ thần ma nó ám nhập vào cái thân thể của người đó, nó điều khiển những tư duy, những lời nói và những hành động của người đó, mà người đó cũng không biết là mình đang làm sai, cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là mình đang hộ trì Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang xiển dương Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang gì? Đang hoằng truyền Phật Pháp, vân vân. Nhưng thực tế đang làm chia rẽ Phật giáo chúng ta. Các Phật tử chúng ta phải tinh thì mới hiểu rõ điều này. Chúng ta biết là có ai bảo đi quy y nhị bảo bao giờ không? Đi quy y nhất bảo bao giờ không? Mà quy y tam bảo. Vì tam bảo trong kinh Đức Phật nói nó như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được. Cái đỉnh ba chân cưa một chân đi đổ ngay. Ví dụ chỉ có Phật Pháp còn bỏ tăng đi là đổ. Thì bây giờ họ bảo là chủ trương là gì? Không đến đến chùa và không gì? Không nghe Pháp. Vậy là bỏ đi cả hai bảo cơ. Bỏ đi cả chân gì? Pháp bảo, bỏ đi cả chân tăng bảo. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đây chính là gì? Là ma, là thiên ma, là quỷ thần ma ám nhập vào một số những vị, thậm chí là tăng ni và cư sĩ, để bên ngoài thì nói là xiển dương tịnh pháp, nhưng bên trong thì thực sự là gì? Đang chia rẽ và hủy hoại giáo lý của Đức Phật Thích Ca chúng ta, hủy hoại Phật giáo chúng ta. Nên chúng ta phải thì cũng phải cẩn thận và phải nghe, là phải biết tư duy, phải biết quán chiếu cái đúng cái sai. Nếu chưa hiểu, chưa biết được tận cùng đến nơi đến chốn, phải đi thưa hỏi các bậc tôn túc là như thế. Cho nên ngày xưa các cụ người ta mới nói thân cận bậc hiền, bậc tài như là gì? Đi ở trong sương sớm á, tuy không ướt nhưng mà cũng làm chúng ta đượm mát. Giống như người vào trong gì? Vào trong rừng cỏ lan cỏ chi á, tuy không ngắt gì, ngắt bông lan cỏ chi, nhưng mà thân thể cũng cho ta chúng gì cũng được đượm mùi thơm vậy. Đó, cho nên gần gũi chư tăng, gần gũi các bậc gì tôn túc ở trong giáo hội, để chúng ta gì thưa hỏi những điều hay lẽ phải, những sự vi diệu màu nhiệm thầm thâm cùng tột ở trong Phật giáo chúng ta thực sự khó mà có thể với được. Chúng ta đi tham vấn với các ngài để thưa hỏi thì dần dần chúng ta sẽ thấu hiểu được từng phần một thôi. Góp nhặt cát đá, quét sạch xoải bụi thì chân tâm sẽ dần dần hiển lộ ra mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp niệm Phật mà cả đời niệm Phật mà cuối cùng để cho cận tử nghiệp lôi vào con đường súc sinh hoặc là ba đường ác đó, tức là mình niệm Phật gì đang sai đường, phải xem xét lại. Niệm Phật mà mình vẫn tham sân si, tức là mình sân đang sai đường rồi. Đó, các Phật tử chúng ta cứ tu, cứ phải nghe vào, hướng tâm mình vào nội tâm của mình. Muốn biết mình có tu đúng hay không thì hãy xem trước đây chúng ta chưa theo Phật mà chúng ta hay sân si, hay nóng giận. Từ khi theo Phật, niệm Phật đến giờ chúng ta giảm bớt đi thì đó là chúng ta đang tu đúng.
Trí tuệ của chúng ta ngày một mở mang ra, tâm tính của mình ngày một gì hiền lương thuần hậu và hoan hỷ với mọi người. Cái lòng từ bi của mình thương tưởng chúng sinh khổ nhiều hơn. Trước đây bữa nào cũng muốn phải có thịt có cá mới ăn cơm, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ đến thì tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết như con người chúng ta thôi. Họ cũng có gia đình, cũng có vợ chồng con cái vân vân, cũng có mái ấm yêu thương tình cảm chân thành của họ chứ, không phải không có đâu các quý vị ạ. Chúng ta nghĩ xem con chó con mèo nó có tình cảm không? Có. Con cua con cá nó có tình cảm không? Cũng có. Con trâu con bò có tình cảm không? Có, có hết các quý vị. Đến như con kiến nó nhỏ như thế, chúng ta thấy nó có nhà không, có đàn không? Chúng ta thấy con kiến nó đi á, nó đi nó có gì? Nó có giữ gì trật tự tham gia giao thông, có khi nó còn tốt hơn Việt Nam, tốt hơn con người chúng ta. Chúng ta thấy nó đi theo hàng theo lối như vậy, nhưng nó có gì? Nó có cắn nhau không? Không có hàng theo lối nó đi như vậy, mà cái này có khi nó hàng triệu triệu năm rồi. Cái tham gia giao thông của con kiến nó còn văn minh hơn con người chúng ta rất là nhiều, từ lâu rồi cơ các quý vị ạ. Mình bây giờ mới khoảng độ mấy chục năm nay tham gia giao thông mới có đèn đỏ, nhưng ở trong đây chúng ta thì có mấy người chúng ta chấp hành đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới đi, ai cũng chấp hành được tuyệt đối không? Khó lắm. Nhìn ngược nhìn sau không thấy công an đâu là gì, vọt đấy. Chúng ta thấy không, ý thức tham gia giao thông chúng ta đấy. Nhưng mà con kiến đó thì nó chờ nhau đi qua đi lại. Mình mới được chỉ có còn mấy chục năm nay thôi, nhưng con kiến đó, nó có cái hàng triệu năm, hàng tỷ năm rồi các quý vị. Đấy, chúng ta đừng nói rằng họ không có tri giác, không có tri thức, không có gì, gia đình có hết. Nhưng con người chúng ta không biết từ bao giờ chúng ta tự phong cho mình là con người là bậc tối tôn, là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của trời đất, còn hơn cả trời, hơn cả đất nữa. Chúng ta là trung tâm, tức là gì? Cái nơi quan trọng nhất của trời đất, của vũ trụ đó. Vì vậy mà chúng ta tự cho mình cái quyền là tự sinh tự sát, quyền sinh quyền sát. Cho loại chúng sinh nào sống thì họ được sống, bắt chúng sinh nào phải chết thì họ phải chết. Chính vì vậy chúng ta mới thấy chúng ta, con người chúng ta, cõi sa bà của chúng ta này mới gọi là cõi gì? Sa bà kham nhẫn đau khổ, thánh phàm mà đồng cư phàm nhiều hơn thánh là như thế, khổ nhiều hơn gì? Hơn vui hơn sướng là như thế. Đó, cho nên các vị cứ hướng tâm vào trong, xem mình tu đúng hay không là biết ngay. Mình tu sai thì sân si này vẫn cứ nổi, mặc dù tụng kinh một ngày 2-3 thời. Có những vị tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời là hết cả một cuốn quyển thượng của Trung Nguyên Hạ. Lên khoe với tôi là: bạch thầy, dạo này tự nhiên con khản hết cả cổ, đau hết cả họng. Thế hỏi làm sao mà khản cổ đau họng? Và bạch thầy, từ khi con đã theo thầy nghe pháp, con phát nguyện tụng kinh tới nay là con đau hết cả cổ, khản hết cả họng. Thế tôi bảo đi khám chưa? Bảo đi khám rồi, họ bảo con là cái họng của con bây giờ là có vấn đề. Thế hỏi vấn đề là bị ung thư hay bị gì ạ? Bảo không, họ bảo là do con nói nhiều quá. Thế tôi bảo làm sao mà lại nói nhiều? Bảo bạch thầy, mỗi một ngày con tụng 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời hết cả 3 quyển, thượng trung hạ là 1 thời. Thế tôi bảo là đấy, tu mà không hiểu thì cũng sinh bệnh là như thế. Thế nếu mà cơ thể, thân thể chúng ta và cái họng chúng ta nó yếu thì sáng tụng 1 quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, dành thời gian mà niệm Phật nhẹ nhàng, tu nó phải thanh thản, phải an lạc chứ các quý vị. Tu lại mau gấp như thầy mong gấp như vậy, mỗi ngày làm 3 thời, nhưng mỗi thời cả 3 quyển luôn, thượng trung hạ. Thế là đọc thì cứ rống thật to lên, đọc to lên, thế thì gì? Nó giãn thanh quản, đau họng. Lên kêu với thầy: con chưa tu thì không sao, tu rồi bây giờ là con phải bị bệnh. Có phải nghiệp không thầy?
Thế bảo không, cái này không phải là nghiệp, cái này là do các Phật tử tu hành là gì? Không nghe theo cái cơ thể của mình, thân thể của mình, sức khỏe của mình mà tu như vậy là tu nhanh, tu gấp như vậy cũng không được đâu. Sức của mình gánh được có 30 cân mà mình muốn gánh một tạ để cho gì? Cho mau hết cái đống này, cái đống đất, đống phân bên này để dọn sạch nhà cũng không được đâu. Sức có 30 cân thì chúng ta phải làm 3 chuyến nó mới hết. Làm một chuyến đi thì chết là phải thôi. Đúng không? Đó, cho nên hỏi là hỏi thầy có phải nghiệp không thầy? Tôi bảo không phải nghiệp. Mà đây là do gì? Hiểu không đúng. Tu không lượng sức mình. Tu muốn nhanh, muốn gấp cũng không được các quý vị ạ. Đó. Vừa phải thôi. Đó. Giống như dây đàn, chúng ta lên căng quá rồi thì nó sao? Chưa vui đã đứt dây đàn đúng không? Đấy, chưa vui, chưa hát được đấy gì, đứt mất dây đàn rồi còn đâu để mà hát nữa. Tức là tu chưa đến nơi đến chốn, cái thân thể và mắc bệnh và thậm chí đã gì? Ỏ ý e, củ ơi, chết rồi. Người ta đến người ta hát là cụ ơi, sao cụ lại bỏ con bỏ cháu mà sớm đi về nơi đâu nhanh như thế, thế thì chết rồi. Đó. Đấy. Đây là cũng nói như vậy để nhắc nhở, để cảnh tỉnh các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta thì tu nhanh tu gấp quá như thế cũng không được. Mà giải đãi biếng lười quá, bê trễ quá, 3, 4, 5 ngày cả tuần mới lên được một khóa tụng kinh, mà muốn cho nghiệp chướng thì tiêu trừ hết một đời để con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con thành Phật một đời, có được không? Cũng khó lắm, giống như dây trùng, dây đàn mà gì? Nó trùng quá, nó cứ từng tưng, từng tưng, từng tưng. Có đánh đàn được không? Cũng không được luôn. Đấy, nó phải vừa phải. Nhà Phật chúng ta gọi là đi theo con đường trung đạo, không quá nhanh, cũng không quá gấp. Không quá nhanh, không quá chậm. Nó đi theo con đường trung đạo, đại khái thế. Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm sao đó mà phải luôn luôn hướng tâm vào trong để xem mình tu có đúng hay chưa. Tu đúng thì phiền não ngày một vơi đi, sân si ngày một thì giảm đi, trí tuệ ngày một tăng trưởng, lòng từ bi yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn người muôn loài ngày nó một gì tăng lên. Trước đây chúng ta đi ra đường cái chợ thấy con vật nó nhốt ở trong, người ta nhốt ở trong lồng, trong chậu, trong bu, trong rọ vân vân đó thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta khởi cái tâm gì? Thương xót. Chúng ta niệm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho họ. Tâm chúng ta thầm ước nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho những chúng sinh ấy, gia hóa những chúng sinh ấy, khiến cho họ gì? Đời sau và mãi mãi về sau không bị đọa lạc vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Đấy chính là gì? Tâm Bồ Đề phát khởi. Do mình tu gì? Đúng đường, đúng pháp đó các quý vị. Đó. Trở sang, chuyển sang một câu hỏi một Phật tử nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Phạm Thị Nhiệm, địa chỉ xóm 5 Giao An, Giao Thủy, Nam Định. Con do tiền kiếp gây bao tội chướng lầm lỡ, nay mang thân hình xấu xí, đi đâu không ai hoan hỷ. Nay xin bái bạch được thầy hoan hỷ cho con xin cầu pháp ngữ trực tiếp. Con Phạm Thị Nhiệm, số điện thoại. Phật tử nói rằng do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp gây tạo, cho nên đời nay thân thể xấu xí, đi đâu cũng bị người coi khinh. Phật tử này về nên xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư. Xem bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, tiền kiếp của Ngọc Lâm Quốc Sư cũng gì? Cũng xấu xí lắm. Vừa xấu vừa đen, vừa lùn vừa lé, lại vừa bị mọc một cái biếu là to ở trên lưng. Nhưng đổi lại thì ông lại có trí tuệ tuyệt vời. Và đặc biệt là có đôi bàn tay tài hoa viết chữ rất là đẹp.
viết chữ như rồng bay phượng múa. À, nhưng mà thân thể thì lại quá xấu xí. Có cô tiểu thư dòng dõi vương tộc đến chùa lễ Phật, nhìn thấy chữ câu đối và chữ Hoành Phi mà viết thờ trên chùa đó các vị, đẹp quá. Cô ấy nhìn thấy chữ đẹp mà cô cũng là cái người thích văn thơ chữ nghĩa, cho nên nhìn thấy chữ đẹp quá và cứ mường tượng là người viết chữ đẹp như thế này chắc chắn người đó phải là tướng hảo lắm, đoan trang lắm, chắc chắn là phải gì, cốt cách phi phàm, thân thể thì thân tướng thì phải tuyệt trần. Cho nên cô về cô tương tư, chưa nhìn thấy người, nhìn thấy chữ thôi các quý vị mà đã yêu rồi. Gọi là yêu gì? Yêu yêu thầm nhớ trộm đúng không? À, ngoài đời bây giờ người ta gọi là yêu gì ạ? Tương tư đúng không? Một mình mà à, tương tư. Ngày này qua tháng khác, cô tương tư không thể chịu đựng được. Cô quyết định đến chùa mà hỏi mấy chú tiểu ở trong chùa. Dạ thưa chú tiểu, cái bức hoành đại tự, bức hoành phi đó, cái đại tự ở trên chùa là do ai viết đấy? Đôi câu đối là do ai viết đấy? Thế chú tiểu mới nói là sư huynh ở trong chùa viết đấy. Nghe nói sư huynh trong chùa, cô thì mặt cô sáng ra, tâm cô là hoan hỷ vô cùng, biết cái chữ này chính là một vị sư ở trong chùa. Cho nên từ đó là cô về, cô chịu khó đến chùa để cúng dường nhiều hơn. Nhưng việc đến chùa cúng dường nhiều không phải là vì cái tâm cầu đạo, mà vì muốn được thấy cái người ở trong gì, trong mộng của mình. Một hôm cô ấy đến, cô cũng mang đến thật nhiều, lấy cái cớ là thầy chủ trì đang kêu gọi tu sửa lại ngôi chính điện, tức là tam bảo đó. Cô mang lên thật nhiều vàng bạc châu báu để cúng dường. Và khi thầy chủ trì nhận và tiếp nhận rồi và mời ngồi uống nước, thì cô mới hỏi là ý khéo khéo với thầy chủ trì là không biết là ai viết cái bức đại tự với cái đôi câu đối ở trên chùa mà đẹp thế. Thầy chủ trì mới vội vàng mới nói là đấy, đệ tử của tôi tên như thế, pháp danh như thế, thầy viết. Thế cô mới nói là bạch hòa thượng, vậy không biết là con muốn xin mấy chữ, khéo lắm chứ, con muốn xin mấy chữ của đệ tử của hòa thượng để con về con gì ạ, con treo ở trong cái phòng thờ Phật của con có được không? Hòa thượng nghĩ trong bụng, ôi cái tiểu thư thiên kim tiểu thư mà có tâm cúng dường như vậy thì nó tốt rồi, bây giờ là còn thờ Phật là còn muốn xin chữ để thờ để ở trong nhà nữa thì càng tốt chứ sao. Bảo đệ tử thì giả của mình đi sang đằng sau gọi sư huynh con lên viết cho gì tiểu thư mấy chữ con. Tiểu thư nghe trong lòng mừng khấp khởi, nghĩ rằng mình sắp được gặp người trong mộng rồi. Chờ một chút thì thấy này, một vị sư lưng còng có biếu gì to ở sau lưng, mà thầm cái biếu nó đè nặng còng hết cả cái lưng vị sư. Mặt mũi thì nhìn như là quỷ dạ xoa. Cô ấy sợ quá, cô ấy rụt người vào. Thì hòa thượng mới bảo là gì, không sao, đây là gì, đệ tử của tôi, đây chính là vị sư sẽ viết chữ cho gì, cho tiểu thư đấy. Cô ấy vỡ mộng. Cô ấy vỡ mộng và cô gì, cô về cô buồn quá, về cô ốm gì, cô ốm bệnh và cô gì, cô chết. Cô ốm bệnh và cô chết. Sau khi cô ấy chết thì chúng ta biết tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chuyện đó không được mấy cô người hầu nó nói với gì, với vương gia, tức là với bố của cô tiểu thư ấy. Cho nên thì vương gia đùng đùng nổi giận và trách mắng chư tăng trong chùa. Chư tăng trong chùa thì lúc đó đổ hết lên đầu của cái vị sư ấy, trách mắng. Ai cũng trách mắng, duy nhất có sư phụ thì không nói gì. Vì sư phụ là bậc cao tăng đắc đạo rồi, cho nên biết cái nghiệp và cái nhân quả của đệ tử của mình rồi, cho nên không nói gì.
Còn sư huynh sư đệ thì tranh mang hết ăn tranh mang bảo. Sư huynh thì bảo tại đệ, sư đệ thì bảo tại huynh, mà làm cho cô tiểu thư thì kia phải gì, phải chết. Làm cho ngôi chùa, chùa của chúng ta mất đi một gì, một đại thí chủ. Làm cho cái việc xây dựng chùa chiền và hộ pháp của chùa sau này thì cũng gặp phần khó khăn, vân 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 vân. Cho nên cái vị sư đó tức quá, đi ra sau vườn, lấy cái dây thừng treo lên cây mít và muốn là gì? Kết liễu đời mình, là tự tử đó, mình là treo cổ tự tử đó. Thì công việc xong xuôi hết rồi, chỉ có mối gì? Trèo lên ghế rồi buộc thắt dây vào cổ thì chỉ có mối gì? Hất cái chân một cái là 3 phút sau là về thế giới bên kia thôi. Nhưng mà may á, sư phụ biết được, cho nên lúc đó sư phụ đi ra và gì? Mắng đệ tử của mình, nói rằng con đang làm gì đấy. Đệ tử khóc òa lên bảo thưa sư phụ ạ, cho con xin sám hối, con biết con có lỗi rồi, cho nên thôi cho con là xin sám hối, con để cho con lấy cái chết để con tạ tội với thì sư phụ và với thì với tăng đoàn, với chư huynh đệ ở trong chùa, vì con mà gì mà tăng đoàn mà các sư ở trong chùa phải chịu lời giảm pha và chịu cái lời khinh miệt của mọi người vân vân, xin cho con chết. Sư phụ mới bảo là nếu mà con chết ấy, con nghĩ là con hết khổ ấy, thì con cứ chết. Nhưng trong kinh Phật nói ấy, trước khi chết mà con chưa hết khổ thì sau này con vẫn cứ tiếp tục con khổ, mà thậm chí đời nay con khổ một phần, đời sau ấy, con khổ còn gì gấp bội phần. Đệ tử nghe như vậy sợ quá, với buông dây ra mới bạch với sư phụ, bây giờ thì con phải làm thế nào? Sư phụ mới dạy con á, giống như người tu hành á, phải giống như người gì? Người mặc áo trắng, không may bị ngã, bùn đất nó dính, phân nhơ nó dính đầy vào đó, thì phải đem... Người mà thông minh á, thì phải đem giặt rũ sạch sẽ nó đi, rồi mặc lại nó lại trở lại bình thường thôi. Còn nếu bảo gì nó ngã nó bẩn rồi, dính bụi bẩn rồi mà đem vứt hết bỏ đi để cởi trần trùng trục thì chúng ta thấy là như thế nào? Đấy là người thông minh hay là người gì si mê ngủ tối? Đệ tử nghe thầy giáo hóa như vậy liền là gì, quỳ xuống sám hối và bạch với sư phụ, bây giờ thì bạch sư phụ con phải làm như thế nào? Sư phụ bảo rằng có lỗi thì phải sửa, biết mình có lỗi thì sửa, biết mình thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì phải bổ sung nó vào. Con do gì? Là một người có trí tuệ, có tài, nhưng mà thân tướng là gì? Lại xấu xí. Do đời trước con là gì? Vốn cũng là một người tu hành trụ trì một ngôi chùa, nhưng mà do lòng tham, do lòng kiêu căng và ngã mạn, cho nên đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy được làm tăng, tuy được xuất gia trong chùa, nhưng mà thân tướng của con gì? Xấu xí như vậy. Nay con muốn được cái tướng tăng hoàn mỹ, đời đời kiếp kiếp sinh ra được được đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính vân vân đó, thì con phải gì? Tụng kinh dược sư đi. Thế đệ tử nghe vậy, thế là xin sư phụ này đi vào nhập thất tụng kinh dược sư. Và hết kiếp đó, sang kiếp sau, sinh ra được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chính là gì? Là hậu thân của vị sư xấu xí kia, chính là gì? Là Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó các quý vị. Vừa trí tuệ, vừa ở ngoài đời người ta gọi là gì? Điển trai, đẹp trai hả? Nhưng trong nhà chùa của chúng tôi thì gọi là gì? Tướng hảo hay là hảo tướng. Đấy. Hôm qua có Phật tử lên lễ xong rồi. Dạ con 3 năm trời con không lên chùa được, nhưng mà lên đây mới nhìn thấy thầy vẫn đẹp trai lắm. Rồi, mệt lắm, không biết Phật tử này còn nữa không? Phật tử Hà Đông đây. Phật tử Hà Đông đây. Ai lại đi khen thầy đẹp trai lắm thế thì chết.
nhà chùa chúng ta muốn khen các quý thầy á thì phải khen là gì? Thay bằng cái từ đẹp trai nó là gì? Hảo tướng. Hảo tướng tức là gì? Tướng tốt. À, hiện lên trên nét mặt trên vân vân. Hảo tướng. Ai khen các sư đẹp trai là nguy đấy. May là cụ ấy cũng hơn 70 gần 80 đến nơi rồi chứ. Cụ mà 18 đôi 10 mà khen thầy đẹp trai thì chắc chết toi. Nguy hiểm. Đấy, lần sau đây nói vui thế thì các Phật tử chúng ta lần sau muốn khen các sư á thì hay muốn chúc các sư á thì phải chúc các thầy và khen các thầy gì? Tướng hảo hoặc là hảo tướng, chứ không khen quan chúc cho các thầy đẹp trai xinh gái á, sống thọ trăm năm là không nên. Ngoài đời chúng ta mới là đẹp trai, mới là xinh gái. Còn trong chùa thì gọi là hảo tướng. Đấy. Cho nên đối với Phật tử này thì thầy khuyên là cũng có thể là tụng kinh Dược Sư hoặc kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, bất cứ kinh gì mình phát nguyện mình chỉ vẫn được. Nhưng đặc biệt á, trong phòng á, trong cái nhà mình á, trên ban thờ á, hoặc là trong một nơi nào trang nghiêm trong nhà mình, nên treo một cái bức ảnh thật đẹp của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân, hay là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo có duyên với chư Phật Bồ Tát nào đó mà chúng ta thấy gì có duyên nhất á. Có duyên nhất thế là sao? Tức là chúng ta thích nhìn thấy cái tôn tướng của chư Phật Bồ Tát đấy mà chúng ta thấy hoan hỷ á, tức là đó, tức là chúng ta có duyên. Chúng ta nhìn thấy Đức Phật nào hoan hỷ, nhưng mà có vị là gì? Chỉ thích chứ nhìn thấy ảnh của Đức Phật Di Đà thôi. Nhưng có vị thì chỉ nhìn thích nhìn đấy ảnh Đức Phật Thích Ca thôi. Có vị thì chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Cứ nhìn thấy ảnh Phật Dược Sư chẳng hạn là hoan hỷ. Tụng kinh Dược Sư thì hoan hỷ, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì hoan hỷ. Thì chúng ta phải biết những vị đó là vô lượng kiếp là đã kết duyên với gì? Với Đức Phật Dược Sư rồi. Ngược lại, Đức Phật Di Đà hay Thích Ca hay vân vân, hoặc các chư vị Bồ Tát cũng đều như thế. Đó gọi là gì? Nhân duyên thầy trò. Nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, nay gặp lại bỗng nhiên sinh tâm gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ, đại hoan hỷ. Đó. Không biết các vị thế nào, nhưng thầy thì thấy Đức Phật nào thầy cũng hoan hỷ. Thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Thấy các vị Bồ Tát nào, đại Bồ Tát nào cũng hoan hỷ, đại hoan hỷ. Không biết là gần các cụ ấy lâu chưa, hay là đời nay kiếp này mới gần mới gặp. Nhưng mà thực sự trong lòng thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thấy ngày nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Cho nên bảo thầy tụng kinh Dược Sư thầy cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh Pháp Hoa cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh A Di Đà cũng hoan hỷ, bảo thầy học duy thức để gieo duyên với Bồ Tát Di Lặc cũng hoan hỷ, vân vân. Ngày nào cũng thấy hoan hỷ hết. Nhưng chúng ta thì cứ tùy duyên. Chúng ta thấy thì chúng ta hoan hỷ với thân tướng của Đức Phật hoặc Bồ Tát nào, vị Bồ Tát nào chúng ta treo cái ảnh, mà phải ảnh thật đẹp. Chúng ta ngắm tướng hảo của Ngài, đặc biệt là Phật tử này, ngắm tướng hảo của mà Ngài đi ra, nhìn thấy Ngài gì, giơ tay xá mở khá, mỉm miệng cười thật tươi, và nguyện gì? Khi con xả bỏ báo thân này, đời đời kiếp kiếp về sau, nguyện con đều được thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ tướng hảo như Ngài. Nào, cứ như thế cho thầy, tu như thế cho thầy, đến khi xả bỏ báo thân á, đời sau nếu mà còn phải chịu cái thân tướng xấu xa như kiếp này nữa thì thầy chịu thay cho. Thôi thì dù sao Phật tử này cũng biết là gì, do nhân là ác, do tiền kiếp mình gieo, cho nên đời này mới thân thể mới gì, mới xấu xí, mọi người đi đâu ai nhìn thấy cũng ghét, cũng không muốn gần như vậy. Nhưng thôi đừng có buồn. Thôi đấy, thầy bảo là về xem bộ phim của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư là để như thế. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, Ngài cũng gì, ngày xưa cũng quấn, túng quấn và gì, và phấn uất mà đến nỗi phải chuẩn bị treo cổ tự tử rồi. Nhưng mà được thầy giác ngộ cho mà
tu tập đời sau kiếp sau lại được thân tướng trang nghiêm, lại giỏi về Phật pháp, lại được xuất gia trở thành quốc sư là thầy của vua nữa, là thầy của vua Cản Long đó các quý vị, không phải đơn giản. Mà Cản Long chúng ta biết, chúng ta nếu ngày xưa đi học lịch sử, chúng ta học lịch sử thế giới, học lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy Cản Long là một vị vua rất là giỏi. Nhưng mà gì? Là phải bái gì? Ngọc Lâm á, làm thầy, và Suy Tôn á, ngày Ngọc Lâm á, làm gì? Làm quốc sư. Tức là thầy của gì? Của cả một đất nước, chứ không phải là thầy mình ông vua không. Chúng ta thấy đó. Mà ngài chính là một bậc cao tăng á, đắc đạo á, lúc bấy giờ của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử này cứ chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát nào vị này thấy hoan hỷ đó, thì chiêm bái sáng trưa chiều tối một ngày 5-3-7 lần vào, cứ đi qua nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài xá một xá và mỉm cười. Mồng một ngày rằm thì nếu không có điều kiện thì chỉ cần một bông hoa thôi cũng được, dâng lên cúng trước tranh ảnh tôn tượng của ngài, bông hoa cỏ dại cũng được các quý vị. Cốt là ở gì? Tâm thành. Dâng hoa cúng dường thì đời đời kiếp kiếp sinh ra được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ. Đó, nhìn các Phật tử thế này là đại đa số tướng hảo, chắc là đời trước kiếp trước cúng hoa thật nhiều đấy mà. Hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ đấy mà. Đó, làm được cái điều đó thì chúng ta được như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, Phật tử con xin thầy bố thí cho con hỏi. Hàng ngày con niệm Phật, con xin cầu nguyện cho con có sức khỏe để con hành trì công phu khóa lễ hàng ngày. Mệnh con hết, cho con đi nhẹ nhàng về với Phật. Nhưng có Phật tử bảo cầu nguyện vãng sinh mà lại cầu sức khỏe thì người không vãng sinh được. Kính mong thầy giảng cho con và nhiều Phật tử được thông. Con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này hoặc là Phật tử nào mà nói với Phật tử này như thế thì chắc là chưa đọc cái bài phát nguyện ở trong cái khóa, trong cái chư kinh nhật tụng ấy. Cái bài gọi là phát nguyện vãng sinh đó, khể thủ Tây phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư á. Tức là cái bài đó phải nguyên phiên âm chữ Hán mà viết ra chữ Việt á. Là cúi đầu đỉnh lễ Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật vân vân đó. Chúng ta thấy gì? Trong cái bài phát nguyện đấy của đó, chính là bài văn của ngài Liên Trì Đại Sư, tức là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài soạn ra để cho chúng ta tu tập theo. Và trong bài đó thì ngài nguyện gì? Nguyện là đời nay kiếp này nguyện cho thân con gì ạ? Không bị bệnh khổ, đúng không? Tinh tiến tu hành tới khi xả bỏ báo thân thì được bình an mạnh khỏe, biết trước ngày giờ. Trong chữ Hán gọi là dự chi thời chí. Dự chi, chi tức là gì? Tên rở, chi tức là biết á. Tức là biết trước ngày giờ ra đi. Thấy A-di-đà Phật và Quán Âm Thế Chí là hiện ra trước mắt, báo cho con biết là trước ngày giờ ra đi. Và đến đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí và chư Thánh chúng hiện lên trên không, hoặc là hiện ra trước mắt. Con thân không bệnh khổ, tâm không phiền não, liền theo sau Phật nhẹ nhàng ra đi. Theo sau Phật về Tây phương cực lạc. Đấy chính là gì? Bài phát nguyện của Đệ Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư, ngài dạy chúng ta. Vậy ở đây Phật tử nói rằng mình cầu cho sức khỏe để tu hành tinh tiến tới cái xả bỏ để nhẹ nhàng về Tây phương cực lạc thế giới, mà lại có Phật tử khác bảo là người tu theo trình độ mà lại cầu vãng sinh mà lại cầu cho mình khỏe mạnh như thế thì không được vãng sinh, là không đúng rồi.
Chẳng nhẽ người tu tịnh độ chúng ta cứ phải ốm đau bệnh tật mới được vãng sinh à? Không phải. Các vị về đọc cái bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc đó mà xem. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói này, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựng cột mà nghe là như thế, là dựa cột để mà nghe người ta nói, người ta bảo cho mà biết. Đã không hay không biết rồi là cứ muốn đi gì ạ? Ngoài đời người ta gọi là tinh vi, tinh tướng, đúng không? Đó. Đấy, cho nên tôi mới nói với các quý vị phải gì ạ? Phải gần gũi Tam Bảo, gần gũi Chư Tăng. Để làm gì? Để thưa hỏi những vấn đề chúng ta còn mâu mắc ở trong tâm, còn vướng về giáo lý, về con đường tu tập là như thế. Không có cái chỗ nào mà nói rằng người tu tịnh độ chúng ta mà cầu gì ạ? Sức khỏe, cầu bình an để tinh tiến tu hành. Chúng ta không có sức khỏe thì có tu được không? Rất khó tu. Không bình an gia đình thì cứ lục đục vợ chồng và con cái, chửi bới, nguyền rủa, đánh nhau, thù nhau, hận nhau, thì chúng ta có bình an để tu được không? Cũng không luôn. Cho nên chúng ta thì tu tập là phải mong được gì? Được mạnh khỏe, được bình an. Sau đó mới đến gì? Mới đến là cầu sinh cực lạc thế giới. Tu là phải an lạc ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời hiện tại này, đó mới gọi là tu. Còn tu mà chúng ta chỉ bảo là cứ tu đi, sau này về Tây Phương, Tây Phương chưa thấy đâu mà bây giờ họ khổ, họ khó khổ, họ không chịu được, ai họ tu nữa. Đó. Tôi nói với các quý vị trong hội trường này, có khi đến già nữa, chúng ta đến với Pháp hội ngày hôm nay không phải là vì cầu đạo giải thoát đâu, không phải vì mục đích là vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới 100% đâu, mà rất nhiều người đến đây vì gia đình gặp nhiều những gì? Nỗi khổ, niềm lo. Có người thì ốm đau bệnh tật mà đến, có người thì thậm chí là điên khùng và loạn tâm mà đến, có người thì gia đình có người thân vừa mới mất, muốn cầu siêu báo ân cho người thân mà đến, có người đi xem họ bảo là gì? Một tháng nữa chết cho nên sợ quá mà đến, vân vân. Đủ hạng người ở trong hội trường này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, các vị đã đến được đây và biết chắp tay trước gì? Trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, biết ngồi lại để nghe chúng tôi chia sẻ về những lời vàng tiếng ngọc của Tam Bảo, của Phật Pháp á, thì đó cũng là quý rồi. Giống như người đi vào gì? Đi vào vườn cỏ lan cỏ chi, tuy không ngắt bông hái cỏ nhưng mà cũng gì? Đượm mùi thơm rồi vậy. Tuy rằng có thể các vị không gì, không giác ngộ được ngay trong một, hai buổi theo pháp hội này, một hai ngày theo pháp hội này, nhưng cái tâm thức của các vị, cái bồ đề hạt giống, cái chủng tử bồ đề tâm của các quý vị đã bắt đầu được tưới tẩm, đã được gieo vào trong A Lại Gia thức rồi đấy. Một ngày nào đó, một tháng nào đó, một năm nào đó, một kiếp nào đó, cái hạt giống bồ đề ấy đủ nhân, đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng, nó tự nhiên đơm hoa kết trái. Và các quý vị đi quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Phật, tu tập dần dần và cũng được giải thoát mà thôi. Cho nên dù đến bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng đều là tốt. Còn tốt vừa hay là cực tốt thì do cái tâm của chúng ta và do cái ý thức của chúng ta và do sự gì? Cầu nguyện và cái sự thực hành tâm của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói với các quý vị chúng ta là đấy, cái gì không hay không biết thì mình phải đi hỏi chứ đừng có nói bừa. Phán bừa đi là tội về khẩu nghiệp đó các quý vị, không đơn giản đâu. Đó. Vì vậy mà trường hợp này thì khuyên Phật tử là thôi, các Phật tử chúng ta thì chúng ta tu tập, chúng ta thì ở còn ở trong cái cảnh giới phàm phu này, trước tiên là chúng ta cứ cầu gì ạ? Bình an, mạnh khỏe để chúng ta tinh tiến tu hành,
để cho chúng ta làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Trên thì báo ân Phật, dưới thì giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài. Đúng không? Xin thưa các quý vị, chứ nếu mà thầy mà không mạnh khỏe, thầy làm sao có thể lên ngồi đây với chúng ta được, đúng không? Đấy. Thế mà thầy tu càng ngày thì thân tướng nó gì? Nhìn nó càng gì ạ? Ngoài là gì? Da trắng như là củ súng. À, môi đỏ như chì. À, tướng hảo thì đẹp như là Ngưu Ma Vương. Các quý vị có muốn nhìn không? Muốn gần không? Không. Giảng pháp thì tiếng thì hay như là quỷ La Sát đó. Chúng ta có muốn nghe không? Cũng không luôn. Tiếng thì phải gì? Nghe thánh thoát như là tiếng Ca Lăng Tần Già, nhưng mà khổ thầy lại không được cái tiếng ấy. Khổ lắm. Nói bao nhiêu năm nay tiếng nó vẫn gì? Thỉnh thoảng cái tiếng dân tộc nó vẫn gì? Nó vẫn cứ lẫn vào đó. Người nào mà người Hòa Bình gốc ấy, người Mường gốc nghe thì phát hiện ra. Thôi, dù sao đi chăng nữa, các cụ ngày xưa nói rồi, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Hái không được quả ngọt thì ít nhất cũng được quả chua, đúng không? Mà quả chua không ăn được luôn thì đem nấu canh cũng tốt. Thì dù sao vẫn là gì? Tiếng Việt phổ thông mình, nói sói hay là không sói, nói thì hay là chưa hay, nhưng mà mọi người cứ nghe được là được rồi. Các vị nghe có dễ nghe không? Lại đi định thầy rồi sao? Vỗ tay to thế. Có người nói là tiếng thầy khó nghe quá, vì tiếng thầy nghe nó vẫn cứ ná ná cái tiếng dân tộc. Đúng thế. Khổ sửa mãi cũng không được. Chắc là trong dòng máu của mình nó đã gì ăn sâu vào rồi, cho nên cái tiếng nói thì nó mãi nó cũng vẫn không được. Thôi các vị hoan hỉ. Các cụ ngày xưa nói rồi, ghét ra của nào thì trời trao của đấy, đúng không? Bây giờ phải ngồi đây mà nghe thầy nói. Trở lại một bài câu hỏi tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật. Con Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thầy. Thầy xin hoan hỷ trả lời giúp con câu hỏi như sau. Viết này cũng sai về ngữ pháp nhé. Thầy xin hoan hỷ, gọi là xin thầy hoan hỷ. Thầy xin hoan hỷ là gì? Viết ngược lại, nó tối nghĩa lắm. Xin thầy hoan hỷ. Hàng ngày cứ vào khóa lễ ba thời sáng chiều tối, tụng kinh thì miệng con méo đi, lưỡi ngắn lại, rất khó cho việc tụng kinh. Con đã làm tất cả những điều thầy hướng dẫn, nhưng tụng kinh, sám hối, lễ Phật y học, tập bài thể dục dịch cân kinh từ tháng 9 năm 2021, và con cũng đi khám tất cả các bệnh lớn, các bệnh viện lớn trung ương, nhưng không tìm ra bệnh. Giờ con phải làm gì ạ? Có phải do nghiệp của con không ạ? Xin kính mong thầy hoan hỷ hướng dẫn con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế này mà lại tụng lúc tụng kinh lại bị méo mồm, lại bị ngắn lưỡi. Thế thì xem xét lại xem. Cũng có thể là do nghiệp thật đấy. Nghiệp thật là sao? Do trước đây á, không chỉ trước đây một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp về trước gì? Do báng bổ người tụng kinh niệm Phật, do báng bổ những bậc chân tu, cho nên đời nay kiếp này thì khi mình học đạo, mình tu hành, cho nên chướng là gì? Chướng nghiệp nó sinh ra. Cho nên cái trường hợp này phải gì? Nhất tâm sám hối đi.
thì mới có thể khỏi được. Đó, sám hối cái tội chướng đó đi, đối trước Tam Bảo, đối trước tôn thượng tranh chư Phật Bồ Tát, mà sám hối cái nghiệp đó, khẩu nghiệp đời ở trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng đời kiếp về trước. Con tên như thế này, pháp danh như thế này, địa chỉ ở đâu? Nay con mỗi khi lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật, tự nhiên là bị méo miệng, bị rút lưỡi, bị ngắn lưỡi, và bị gì? Đọc kinh không tròn trịa ra tiếng. Con trộm nghĩ này, do cái cấu nghiệp của con từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, do báng bổ Tam Bảo, hủy nhục tăng ni, chê người gì, hoặc là phá người tụng kinh niệm Phật ở đời trước kiếp trước, cho nên nay con mới nghiệp bị nghiệp báo như thế này. Nay con biết tội biết lỗi rồi, con thì nhất tâm sám hối, nguyện mong chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương, chư Thánh Tăng khắp mười phương, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, thủy tử chứng giám cho con, để cho con được gì, được đối trước Tam Bảo, để con thì thành tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp sinh ra không bao giờ hủy nhục Tam Bảo nữa, chỉ dùng những lời hay tiếng tốt để tán dương Tam Bảo, để khen ngợi Tam Bảo, khen ngợi chính pháp, khen ngợi những điều hay lẽ phải của thế gian và xuất thế gian. Đấy, làm như vậy, sám hối như vậy đi, 21 ngày á, nếu có kết quả thì lên báo tin cho thầy. Pháp hội lần sau thì viết thư cảm ơn trước đại chúng cho mọi người có tín tâm A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, từ khi con biết và học Phật thì con không dùng và đốt vàng mã, chỉ dùng tiền thật đặt lên ban thờ gia tiên, sau đó tiền sẽ dùng để làm việc phúc thiện và cúng dường, thì có được không ạ? Con xin thầy giải đáp giúp con ạ. Con tri ân thầy, con là Phật tử ở Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Tốt quá còn gì nữa, quá tốt rồi, làm như vậy là quá đúng rồi, thực sự đúng với chính pháp của Đức Phật rồi, không cần phải nói thêm gì nữa, không cần phải giải thích thêm gì nữa, chỉ cần một tràng pháo tay thật to của cái quý Phật tử thôi là được rồi. Giả sử một người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy làm thế nào để thần thức người này vẫn vãng sinh được? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy phải làm thế nào để cho thần thức của người đó được vãng sinh? Đây là một câu hỏi cũng khá là khó, có thể nói là rất là khó. Làm thế nào? Chúng ta thấy khi còn sống, họ niệm Phật ra cả đời, niệm nhiều năm, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mà không sinh được, mà cần từ nghiệp đến mà đọa làm vào súc sinh, thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc này, nhưng tới khi cần từ nghiệp đến, tức là sắp sửa chết, nằm ốm trên giường bệnh đó, niệm thế nào mà cả cuộc đời niệm Phật, bao nhiêu năm niệm Phật cầu sinh cực lạc, mà đến khi cận tử nghiệp đến mà Phật không hiện ra, mà lại cảnh giới thì súc sinh hiện ra, chúng ta phải xem xét người đó niệm Phật nhiều năm đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, hay là chỉ niệm Phật gì khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi bên ngoài, hay là niệm Phật đi vào thì lạc vào con đường tà. Chúng ta biết không phải là cứ niệm Phật là đi theo chính đạo đâu nhé. Nhiều người niệm Phật nhưng mà lạc vào tà đạo, lạc vào mê cung tà đạo. Cho nên người đó khi cần từ nghiệp đến, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không hiện ra, mà cảnh giới ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện ra. Trường hợp này, khi mà cảnh giới súc sinh hiện ra đối với những người niệm Phật như thế,
chúng ta rất khó có thể kéo họ quay đầu trở lại. Vì chúng ta biết đấy là cái nghiệp của họ rồi. Cái cần tử nghiệp nó rất là mạnh. Trong kinh Đức Phật nói là Ngài có thể vào trong A Tỳ địa ngục để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh hết tội khổ hoặc đang chịu tội khổ ở trong địa ngục, giác ngộ và được thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nhưng những chúng sinh mà cần tử nghiệp đến, họ quyết định đi đầu thai hoặc đi về một quyết định nghiệp nó đã đến, đi vào con đường nào đó như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để kéo họ quay trở lại được. Cho nên đây Phật tử hỏi là người niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, nhưng khi cần tử nghiệp đến mà bị đọa vào trong súc sinh thì làm cách nào để lôi họ ra? Khó vô cùng các quý vị. Nếu mà bảo kéo họ vào ngay luôn thì khó vô cùng các quý vị. Chúng ta bắc thang lên trời khó nhưng bắc thang có thể được. Nhưng mà bảo kéo cái người cần tự nghiệp đến mà đọa vào súc sinh mà kéo họ quay lại để vãng sinh Tây Phương cực lạc á, còn khó hơn gấp bội lần như thế các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ mà xem, trong một thời gian qua cũng có khá nhiều người niệm Phật, kể cả tăng ni chứ đừng nói là mình Phật tử không. Lúc đầu thì cũng dẫn lời kinh ý tổ để giảng giải cho các Phật tử tu tập niệm Phật tinh tiến để cầu sinh cực lạc. Nhưng mà một thời gian sau thì mới thấy rằng chính họ đang đi lầm đường lạc lối. Họ hiểu lầm về pháp môn niệm Phật của Đức Phật dạy và chư tổ đã gì? Đã truyền. Ví dụ như là mấy năm trước chúng ta thấy có cái niệm Phật bất niệm từ niệm đó, đúng không? Đạo tràng chúng ta thầy nói đi nói lại mấy lần rồi. Lúc đầu bảo là sai, nhưng một số các Phật tử trong đạo tràng chúng ta bỏ thầy bỏ tổ đi để chạy theo. Thầy bảo là sai nhưng các Phật tử đâu có nghe. Vì lúc đó thầy nói là họ làm như vậy là sai. Nhưng một số các Phật tử đó lại nói gì? Thầy nhỏ nhen, thầy hẹp hòi, thầy ích kỷ. Thầy chỉ muốn là chúng con đến với thầy thôi chứ không muốn chúng con đi cầu học với các quý thầy khác. Không phải thầy nhỏ nhen. Các vị thấy thầy có cấm các Phật tử bao giờ đâu. Nhưng thầy chỉ muốn chúng ta đi làm sao đó cho đúng con đường mà lời Phật ý tổ đã gì? Đã trình bày, đã diễn giảng. Nhưng lúc đó thì mọi người bảo là thầy nhỏ nhen. Nhưng 2-3 năm sau nó vỡ lở ra, mọi người mới thấy là gì? Lời thầy nói hoàn toàn đúng đắn. Mà Hòa Thượng Tịnh Không này là ân sư về Tịnh Độ Tông của đạo tràng chúng ta, pháp năm 2018-19 gì đó, cùng cô cũng phải xác nhận là gì? Là cái phương pháp bất niệm từ niệm ấy là sai pháp. Rồi Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không ấy, cô cũng lên giảng và cũng nói đi nói lại khá nhiều lần về cái pháp tu niệm Phật bất niệm từ niệm ấy là gì? Là sai pháp. Đó, cho nên chúng ta thấy. Mà gần đây thì lại có một vài vị cư sĩ ở nước ngoài, hình như là cũng ở Mỹ thì phải, họ cũng lên trên room họ giảng, họ cũng khuyên các Phật tử niệm Phật. Tôi cũng xem qua. Cái vị này xưng là cái cư sĩ cái gì Vân, cái gì Vân Vân gì đó, tên là Vân, tôi không nhớ rõ lắm, vì tôi chỉ xem một chút thôi. Nhưng tôi xem một chút khoảng độ 5-10 phút, tôi phát hiện ra là trường hợp này cũng tương tự như trường hợp bất niệm từ niệm trước đây, mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Đó là trường hợp này là còn gì? Còn đi xem về vận hạn người này người nọ người kia, rồi bảo là cúng để thế này thế nọ thế kia. Nó giống như cái trường hợp mà Trần Tâm ấy. Nó tệ kiểu như thế. Nó cũng kiểu như là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nhưng mà bây giờ họ để ở trong cái giai đoạn này, nó chưa bộc lộ hết ra mà thôi, nó đang cứ thế là dạy là cứ một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thậm chí là khuyên các Phật tử là không đi chùa nữa, không tụng kinh nữa, không nghe pháp nữa, chỉ một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc thôi. Chúng ta nghĩ xem, không đi chùa
không tụng kinh, không nghe pháp, chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc, không đi chùa, không nghe pháp, không tụng kinh, tức là gì? Chúng ta muốn để rời khỏi tam bảo, đúng không? Tam bảo thì gồm có ba ngôi là gì? Phật, pháp và tăng. Thì bây giờ pháp không nghe, không tụng kinh, không nghe pháp, tức là rời khỏi ngôi gì? Ngôi pháp bảo. Không đi chùa tức là không gần gũi chư tăng, tức là rời khỏi, xa lánh ngôi tăng bảo. Và chỉ có một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Chúng ta nghĩ xem, mọi người cứ nghĩ rằng họ tu tinh tấn lắm, một ngày mấy thời niệm Phật, và như vậy là chúng ta nghĩ rằng đấy là họ tinh tấn, họ niệm Phật một ngày mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ. Các sư bây giờ thì ngày được hai thời tụng kinh, có người còn chẳng được thời tụng kinh nào vì bận công việc Phật sự vân vân ABC này nọ. Đúng, ngay cả thầy bây giờ có những ngày có khi vài ngày không được thời tụng kinh nào vì công việc Phật sự quá nhiều. Vì sao mà công việc Phật sự quá nhiều? Vì đi làm công việc của giáo hội, rồi các công việc của chùa. Có làm công việc của giáo hội thì mới duy trì được mạnh mạch của Phật Pháp. Không có các tôn giáo khác thì nó chèn vào gì? Một lúc nào đó là chùa chiền chúng ta cũng bị đốt phá. Tăng ni thì bị bắt hoàn tục, bị đuổi về quê. Phật tử chúng ta còn chỗ để mà nương không? Còn chùa để mà đến, mà lễ mà lạy, nó còn chỗ để mà tu không? Không còn nữa. Đó. Chúng ta phải hiểu cái điều sâu xa cái việc đó. Cho nên trong nhà Phật chúng ta, Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta mới có gì? Mới có các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát đạo là như thế. Mà hành hành Bồ Tát là gì? Là tổn mình để lợi người. Mình sẵn sàng chịu hy sinh, chịu mất mát để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ cho đại chúng, vân vân. Có cái chỗ để nương tựa, để học tập, để tu hành, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy có những vị là nghịch hạnh Bồ Tát, có những vị thuần hạnh Bồ Tát là như thế. Chứ không phải là một ngày sáu thời lên chùa mới là người tu hành chân chính. Chúng ta thấy Tế Công Hòa Thượng, kinh Ngài cũng chẳng tụng, thiền Ngài cũng chẳng ngồi, nhưng mà Ngài vẫn cứu độ được vô số gì những chúng sinh. Vì sao? Vì Ngài đã chứng đắc thánh quả La Hán rồi. Ngài chính là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, tức là một trong gì? Thập Bát La Hán đó các quý vị. Đó, nhìn thấy Ngài cứ điên điên khùng khùng như vậy thôi, nhưng mà cứu độ được không biết bao nhiêu những chúng sinh đau khổ, bệnh tật, ốm đau, ma quỷ, nhập thân, vân vân, đủ các thứ hết cả. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có vội vàng nghe thấy một số người họ bảo là họ tu tinh tấn lắm, ngày niệm Phật mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ, mà họ đi phản bác chư tôn túc mười phương và các đạo tràng Phật tử khác, vân vân. Thì những trường hợp như vậy không sớm thì muộn nó cũng lộ hết cái đuôi ra thôi. Vì chúng ta biết là có những trường hợp tự họ không muốn hủy Phật giáo, không muốn làm như thế, nhưng mà họ bị ma dựa. Chúng ta biết thế nào là bị ma dựa không? Tức là bị thiên ma hoặc bị quỷ thần ma nó ám nhập vào cái thân thể của người đó, nó điều khiển những tư duy, những lời nói và những hành động của người đó, mà người đó cũng không biết là mình đang làm sai. Cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là mình đang hộ trì Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang xiển dương Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang hoằng truyền Phật Pháp, vân vân. Nhưng thực tế đang làm chia rẽ Phật giáo chúng ta. Các Phật tử chúng ta phải tinh thì mới hiểu rõ điều này. Chúng ta biết là có ai bảo đi quy y nhị bảo bao giờ không? Đi quy y nhất bảo bao giờ không? Mà quy y tam bảo. Vì tam bảo trong kinh Đức Phật nói nó như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được. Cái đỉnh ba chân cưa một chân thì đổ ngay. Ví dụ chỉ có Phật Pháp, còn bỏ tăng đi là đổ. Thì bây giờ họ bảo là chủ trương là gì? Không đến chùa và không gì? Không nghe Pháp.
Vậy là bỏ đi cả hai bảo cơ, bỏ đi cả chân gì, pháp bảo, bỏ đi cả chân tăng bảo. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đây chính là gì? Là ma, là thiên ma, là quỷ thần ma ám nhập vào một số những vị, thậm chí là tăng ni và cư sĩ. Để bên ngoài thì nói là xiển dương tịnh pháp, nhưng bên trong thì thực sự là gì? Đang chia rẽ và hủy hoại giáo lý của Đức Phật Thích Ca chúng ta, hủy hoại Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta phải thì cũng phải cẩn thận và phải nghe, là phải biết tư duy, phải biết quán chiếu cái đúng cái sai. Nếu chưa hiểu, chưa biết được tận cùng đến nơi đến chốn, phải thì phải đi thưa hỏi các bậc tôn túc là như thế. Cho nên ngày xưa các cụ người ta mới nói thân cận bậc hiền, bậc tài như là gì? Đi ở trong sương sớm á, tuy không ướt nhưng mà cũng làm chúng ta đượm mát. Giống như người vào trong gì? Vào trong rừng cỏ lan cỏ chi á, tuy không ngắt gì, ngắt bông lan cỏ chi, nhưng mà thân thể cũng cho ta chúng gì cũng được đượm mùi thơm vậy. Đó. Cho nên gần gũi chư tăng, gần gũi các bậc gì? Tôn túc ở trong giáo hội, để chúng ta gì? Thưa hỏi những điều hay lẽ phải, những sự vi diệu màu nhiệm thầm thâm cùng tột ở trong Phật giáo, chúng ta thực sự khó mà có thể với được. Chúng ta đi tham vấn nơi các ngài để thưa hỏi thì dần dần chúng ta sẽ thấu hiểu được từng phần một thôi. Góp nhặt là cát đá, quét sạch là xoải bụi, thì chân tâm sẽ dần dần hiển lộ ra mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp niệm Phật mà cả đời niệm Phật mà cuối cùng để cho cận tử nghiệp lôi vào con đường súc sinh, hoặc là ba đường ác đó, tức là mình niệm Phật gì đang sai đường, phải xem xét lại. Niệm Phật mà mình vẫn tham sân si, tức là mình sân đang sai đường rồi. Các Phật tử chúng ta cứ tu, cứ phải nghe vào, hướng tâm mình vào nội tâm của mình. Muốn biết mình có tu đúng hay không thì hãy xem trước đây chúng ta chưa theo Phật mà chúng ta hay sân si, hay nóng giận. Từ khi theo Phật, niệm Phật đến giờ chúng ta giảm bớt đi thì đó là chúng ta đang tu đúng. Trí tuệ của chúng ta ngày một mở mang ra, tâm tính của mình ngày một gì hiền lương thuần hậu và hoan hỷ với mọi người. Cái lòng từ bi của mình thương tưởng chúng sinh khổ nhiều hơn. Trước đây bữa nào cũng muốn phải có thịt có cá mới ăn cơm, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ đến thì tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết như con người chúng ta thôi. Họ cũng có gia đình, cũng có vợ chồng con cái vân vân, cũng có mái ấm yêu thương tình cảm chân thành của họ chứ, không phải không có đâu các quý vị ạ. Chúng ta nghĩ xem con chó con mèo nó có tình cảm không? Có. Con cua con cá nó có tình cảm không? Cũng có. Con trâu con bò có tình cảm không? Có hết các quý vị. Đến như con kiến nó nhỏ như thế, chúng ta thấy nó có nhà không, có đàn không? Chúng ta thấy con kiến nó đi á, nó đi nó có gì? Nó có giữ gì trật tự tham gia giao thông, có khi nó còn tốt hơn Việt Nam, tốt hơn con người chúng ta. Chúng ta thấy nó đi theo hàng theo lối như vậy, nhưng nó có gì? Nó có cắn nhau không? Nó không có hàng theo lối, nó đi như vậy mà cái này có khi nó hàng triệu triệu năm rồi. Cái tham gia giao thông của con kiến nó còn văn minh hơn con người chúng ta rất là nhiều từ lâu rồi cơ các quý vị ạ. Mình bây giờ mới khoảng độ mấy chục năm nay tham gia giao thông mới có đèn đỏ, nhưng ở trong đây chúng ta thì có mấy người chúng ta chấp hành đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới đi, ai cũng chấp hành được tuyệt đối không? Khó lắm. Nhìn ngược nhìn sau không thấy công an đâu là gì, vọt đấy. Chúng ta thấy không, ý thức tham gia giao thông chúng ta đấy, nhưng mà con kiến đó thì nó chờ nhau đi qua đi lại. Mình mới được chỉ có mấy chục năm nay thôi, nhưng con kiến ấy, nó có cái hàng triệu năm, hàng tỷ năm rồi các quý vị. Đấy, chúng ta đừng nói rằng họ không có tri giác, không có tri thức,
không có gì, gia đình có hết. Nhưng con người chúng ta không biết từ bao giờ chúng ta tự phong cho mình là con người là bậc tối tôn, là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của trời đất. Còn hơn cả trời, hơn cả đất nữa. Chúng ta là trung tâm, tức là gì? Cái nơi quan trọng nhất của trời đất, của vũ trụ. Đó. Vì vậy mà chúng ta tự cho mình cái quyền là tự sinh tự sát, quyền sinh quyền sát. Cho loại chúng sinh nào sống thì họ được sống, bắt chúng sinh nào phải chết thì họ phải chết. Chính vì vậy chúng ta mới thấy chúng ta, con người chúng ta, cõi sa bà của chúng ta này mới gọi là cõi gì? Sa bà kham nhẫn đó, đau khổ thánh phàm, mà đồng cư phàm nhiều hơn thánh là như thế, khổ nhiều hơn gì, hơn vui hơn sướng là như thế. Đó, cho nên các vị cứ hướng tâm vào trong xem mình tu đúng hay không là biết ngay. Mình tu sai thì sân si nó vẫn cứ nổi, mặc dù tụng kinh một ngày 2-3 thời. Có những vị tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời là hết cả một cuốn quyển thượng quyển trung quyển hạ. Lên khoe với tôi là: bạch thầy, dạo này tự nhiên con khản hết cả cổ, đau hết cả họng. Thế hỏi làm sao mà khản cổ đau họng? Và bạch thầy, từ khi con theo thầy nghe pháp, con phát nguyện tụng kinh tới nay là con đau hết cả cổ, khản hết cả họng. Thế tôi bảo đi khám chưa? Bảo đi khám rồi. Họ bảo con là cái họng của con bây giờ là có vấn đề. Thế hỏi vấn đề là bị ung thư hay bị gì à? Bảo không. Họ bảo là do con nói nhiều quá. Thế tôi bảo làm sao mà lại nói nhiều? Bảo bạch thầy, mỗi một ngày con tụng 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời hết cả 3 quyển, thượng trung hạ là 1 thời. Thế tôi bảo là đấy, tu á mà không hiểu á thì cũng sinh bệnh là như thế. Thế nếu mà cơ thể, thân thể chúng ta và cái họng chúng ta nó yếu á, thì sáng tụng 1 quyển, thường chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, dành thời gian mà niệm Phật nhẹ nhàng, tu nó phải thanh thản, phải an lạc chứ các quý vị. Tu lại mau gấp như thầy, mong gấp như vậy, mỗi ngày làm 3 thời, nhưng mỗi thời cả 3 quyển luôn, thượng trung hạ. Thế là đọc thì cứ rống thật to lên, đọc to lên, thế thì gì? Nó giãn thanh quản, đau họng. Lên kêu với thầy: con chưa tu thì không sao, tu rồi bây giờ là con phải bị bệnh. Có phải nghiệp không thầy? Thầy bảo không, cái này không phải là nghiệp. Cái này là do các Phật tử tu hành là gì? Không nghe theo cái cơ thể của mình, thân thể của mình, sức khỏe của mình. Mà tu như vậy là tu nhanh, tu gấp như vậy cũng không được đâu. Sức của mình gánh được có 30 cân mà mình muốn gánh 1 tạ để cho gì? Cho mau hết cái đống này, cái đống đất, đống phân bên này để dọn sạch nhà cũng không được đâu. Sức có 30 cân thì chúng ta phải làm 3 chuyến nó mới hết. Làm 1 chuyến đi thì gì? Chết là phải thôi. Đúng không? Đó, cho nên hỏi là hỏi thầy có phải nghiệp không thầy? Tôi bảo không phải nghiệp, mà đây là do gì? Hiểu không đúng. Tu không lượng sức mình. Tu muốn nhanh, muốn gấp cũng không được các quý vị ạ. Đó. Nó vừa phải thôi. Đó. Giống như dây đàn, chúng ta lên căng quá rồi thì nó sao? Chưa vui đã đứt dây đàn, đúng không? Đấy, chưa vui, chưa hát được đấy thì đứt mất dây đàn rồi, còn đâu để mà hát nữa. Tức là tu chưa đến nơi đến chốn, cái thân thể và mắc bệnh và thậm chí đã gì? Ỏ ý e, củ ơi, chết rồi. Người ta đến người ta hát là: củ ơi, sao cụ lại bỏ con bỏ cháu mà sớm đi về nơi đâu nhanh như thế, thế thì chết rồi. Đó. Đấy. Đây là cũng nói như vậy để nhắc nhở, để cảnh tỉnh các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta thì tu nhanh tu gấp quá như thế cũng không được. Mà giải đãi biếng lười quá, bê trễ quá, 3-4-5 ngày cả tuần mới lên được 1 khóa tụng kinh, mà muốn cho nghiệp chướng thì tiêu trừ hết 1 đời để con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con thành Phật 1 đời, có được không? Cũng khó lắm. Giống như dây trùng, dây đàn mà gì, nó trùng quá, nó cứ từng tưng từng tưng từng tưng, có đánh đàn được không? Cũng không được luôn. Đấy, nó phải vừa phải. Nhà Phật chúng ta gọi là đi theo con đường trung đạo,
không quá nhanh cũng không quá gấp, không quá nhanh không quá chậm, nó đi theo con đường ở trung đạo, đại khái thế. Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm sao đó mà phải luôn luôn hướng tâm vào trong để xem mình tu có đúng hay chưa. Tu đúng thì phiền não ngày một vơi đi, sân si ngày một thì giảm đi, trí tuệ ngày một tăng trưởng, lòng từ bi yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn người muôn loài ngày nó một gì tăng lên. Trước đây chúng ta đi ra đường cái chợ thấy con vật nó nhốt ở trong, người ta nhốt ở trong lồng, trong chậu, trong bu, trong rọ vân vân đó thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta khởi cái tâm gì thương xót, chúng ta niệm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho họ. Tâm chúng ta thầm ước nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho những chúng sinh ấy, giáo hóa những chúng sinh ấy, khiến cho họ gì đời sau và mãi mãi về sau không bị đọa lạc vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Đấy chính là gì? Tâm Bồ Đề phát khởi do mình tu gì đúng đường đúng pháp đó các quý vị. Đó. Trở sang chuyển sang một câu hỏi một Phật tử nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Phạm Thị Nhiệm, địa chỉ xóm 5 Giao An Giao Thủy Nam Định. Con do tiền kiếp gây bao tội chướng lầm lỡ, nay mang thân hình xấu xí, đi đâu không ai hoan hỷ. Nay xin bái bạch được thầy hoan hỷ cho con xin cầu pháp ngữ trực tiếp. Con Phạm Thị Nhiệm, số điện thoại. Phật tử nói rằng do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp gây tạo, cho nên đời nay thân thể xấu xí, đi đâu cũng bị người coi khinh. Phật tử này về nên xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, không? Xem bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, tiền kiếp của Ngọc Lâm Quốc Sư cũng gì cũng xấu xí lắm, vừa xấu vừa đen, vừa lùn vừa lé, lại vừa bị mọc một cái biếu thật to ở trên lưng. Nhưng đổi lại thì ông lại có trí tuệ tuyệt vời, và đặc biệt là có đôi bàn tay tài hoa viết chữ rất là gì, rất đẹp, viết chữ như rồng bay phượng múa. Nhưng mà thân thể thì lại quá xấu xí. Có cô tiểu thư dòng dõi vương tộc đến chùa lễ Phật, nhìn thấy chữ câu đối và cái hoành phi mà viết thờ trên chùa đó các vị, đẹp quá. Cô ấy nhìn thấy chữ đẹp mà cô cũng là cái người thích văn thơ chữ nghĩa, cho nên nhìn thấy chữ đẹp quá và cứ mường tượng là gì, người viết chữ đẹp như thế này chắc chắn người đó phải là tướng hảo lắm, đoan trang lắm, chắc chắn là phải gì cốt cách phi phàm, thân thể thì thân tướng thì phải tuyệt trần. Cho nên cô về cô tương tư, chưa nhìn thấy người, nhìn thấy chữ thôi các quý vị mà đã yêu rồi, gọi là yêu gì, yêu yêu thầm nhớ trộm đó không? Ở ngoài đời bây giờ người ta gọi là yêu gì ạ, tương tư đúng không, một mình mà gọi tương tư. Ngày này qua tháng khác, cô tương tư không thể chịu đựng được, cô quyết định đến chùa mà hỏi mấy chú tiểu ở trong chùa. Dạ thưa chú tiểu, cái bức hoành đại tự, bức hoành phi đó, cái đại tự ở trên chùa là do ai viết đấy, đôi câu đối là do ai viết đấy? Thế chú tiểu mới nói là sư huynh ở trong chùa viết đấy. Nghe nói sư huynh trong chùa, cô thì mặt cô sáng ra, tâm cô là hoan hỷ vô cùng, biết cái chữ này chính là một vị sư ở trong chùa. Cho nên từ đó là cô về, cô chịu khó đến chùa để cúng dường nhiều hơn. Nhưng việc đến chùa cúng dường nhiều không phải là vì cái tâm cầu đạo, mà vì muốn được thấy cái người ở trong gì, trong mộng của mình. Một hôm cô ấy đến, cô cũng mang đến thật nhiều, lấy cái cớ là thầy chủ trì đang kêu gọi tu sửa lại ngôi chính điện, tức là Tam Bảo đó. Cô mang lên
thật nhiều vàng bạc châu báu để cúng dường. Và khi thầy chủ trì nhận và tiếp nhận rồi và mời ngồi uống nước thì cô mới hỏi là ý khéo khéo với thầy chủ trì là không biết là ai viết cái bức đại tự với cái đôi câu đối ở trên chùa mà đẹp thế. Thầy chủ trì mới vội vàng mới nói là đấy, đệ tử của tôi tên như thế, pháp danh như thế thầy viết. Thế cô mới nói là bạch hòa thượng, vậy không biết là con muốn xin mấy chữ, anh khéo lắm chứ, con muốn xin mấy chữ của đệ tử của hòa thượng để con về con gì ạ, con treo ở trong cái phòng thờ Phật của con có được không. Hòa thượng nghĩ trong bụng, ôi cái tiểu thư thiên kim tiểu thư mà có tâm cúng dường như vậy thì là tốt rồi, bây giờ là còn thờ Phật là còn muốn xin chữ để thờ để ở trong nhà nữa thì càng tốt chứ sao. Bảo đệ tử thì giả của mình đi sang đằng sau gọi sư huynh con lên viết cho gì tiểu thư mấy chữ con. Tiểu thư nghe trong lòng mừng khấp khởi, nghĩ rằng mình sắp được gặp người trong mộng rồi. Chờ một chút thì thấy này, một vị sư lưng còng có biếu gì to ở sau lưng mà thằng cái biếu nó đè nặng còng hết cả cái lưng vị sư. Mặt mũi thì nhìn như là quỷ dạ xoa. Cô ấy sợ quá, cô ấy rụt người vào. Thì hòa thượng mới bảo là gì, à không sao, đây là gì, đệ tử của tôi, đây chính là vị sư sẽ viết chữ cho gì, cho tiểu thư đấy. Cô ấy vỡ mộng. Cô ấy vỡ mộng và cô gì, cô về cô buồn quá, về cô ốm gì, cô ốm bệnh và cô gì, cô chết. Cô ốm bệnh và cô chết. Sau khi cô ấy chết thì chúng ta biết tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chuyện đó không được mấy cô người hầu nó nói với gì, với vương gia, tức là với bố của cô tiểu thư ấy. Cho nên thì vương gia đùng đùng nổi giận và trách mắng chư tăng trong chùa. Chư tăng trong chùa thì lúc đó đổ hết lên đầu của cái vị sư ấy, trách mắng. Ai cũng trách mắng, duy nhất có sư phụ thì không nói gì. Vì sư phụ là bậc cao tăng đắc đạo rồi, cho nên biết cái nghiệp và cái nhân quả của đệ tử của mình rồi, cho nên không nói gì. Còn sư huynh, sư đệ thì trách mắng hết, ăn trách mắng bảo sư huynh thì bảo tại đệ, sư đệ thì bảo tại huynh mà làm cho cô tiểu thư thì kia phải gì, phải chết. Làm cho ngôi chùa của chúng ta mất đi một gì, một đại thí chủ. Làm cho cái việc xây dựng chùa chiền và hộ pháp của chùa sau này thì cũng gặp phần là khó khăn, vân vân và vân vân. Cho nên cái vị sư đó tức quá, đi ra sau vườn, lấy cái dây thừng treo lên cây mít và muốn là gì, kết liễu đời mình, là tự tử đó, mình là treo cổ tự tử đó. Thì công việc xong xuôi hết rồi, chỉ có mối gì, trèo lên ghế rồi buộc thắt dây vào cổ, thì chỉ có mối gì, hất cái chân một cái là 3 phút sau là về thế giới bên kia thôi. Nhưng mà may á, sư phụ biết được, cho nên lúc đó sư phụ đi ra và gì, mắng đệ tử của mình, nói rằng con đang làm gì đấy. Đệ tử khóc òa lên bảo thưa sư phụ ạ, cho con xin sám hối, con biết con có lỗi rồi, cho nên thôi cho con là xin sám hối, con để cho con lấy cái chết để con tạ tội với thì sư phụ và với thì với tăng đoàn, với chư huynh đệ ở trong chùa, vì con mà gì mà tăng đoàn mà các sư ở trong chùa phải chịu lời giảm pha và chịu cái lời khinh miệt của mọi người vân vân, xin cho con chết. Sư phụ mới bảo là nếu mà con chết ấy, con nghĩ là con hết khổ á, thì con cứ chết. Nhưng trong kinh Phật nói á, trước khi chết mà con chưa hết khổ thì sau này con vẫn cứ tiếp tục con khổ, mà thậm chí đời nay con khổ một phần, đời sau con khổ còn gì gấp bội phần. Đệ tử nghe vậy sợ quá, với buông dây ra mới bạch với sư phụ, bây giờ thì con phải làm thế nào. Sư phụ mới dạy con á, giống như người tu hành á, phải giống như người gì,
người mặc áo trắng không may bị ngã, bùn đất nó dính, phân nhơ nó dính đầy vào đó, thì phải đem, người mà thông minh nhất thì phải đem giặt rũ sạch sẽ nó đi, rồi mặc lại nó lại trở lại bình thường thôi. Còn nếu bảo gì, nó ngã nó bẩn rồi, dính bụi bẩn rồi mà đem vứt hết bỏ đi để cởi trần trùng trục, thì chúng ta thấy là như thế nào? Đấy là người thông minh hay là người gì? Si mê ngủ tối. Đệ tử nghe thầy giáo hóa như vậy liền là gì? Quỳ xuống sám hối và bạch với sư phụ, bây giờ thì bạch sư phụ con phải làm như thế nào? Sư phụ bảo rằng có lỗi thì phải sửa, biết mình có lỗi thì sửa, biết mình thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì phải bổ sung nó vào. Con do gì? Là một người có trí tuệ, có tài, nhưng mà thân tướng là gì? Lại xấu xí. Do đời trước con là gì? Vốn cũng là một người tu hành trụ trì một ngôi chùa, nhưng mà do lòng tham, do lòng kiêu căng và ngã mạn, cho nên đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy được làm tăng, tuy được xuất gia trong chùa, nhưng mà thân tướng của con gì? Xấu xí như vậy. Nay con muốn được cái tướng tăng hoàn mỹ, đời đời kiếp kiếp sinh ra được được đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính, vân vân đó, thì con phải gì? Tụng kinh dược sư đi. Thế đệ tử nghe vậy, thế là xin sư phụ này, đi vào nhập thất tụng kinh dược sư. Và hết kiếp đó, sang kiếp sau, sinh ra được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chính là gì? Là hậu thân của vị sư xấu xí kia, chính là gì? Là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó các quý vị. Vừa trí tuệ, vừa ở ngoài đời người ta gọi là gì? Điển trai, đẹp trai hả? Nhưng trong nhà chùa của chúng tôi thì gọi là gì? Tướng hảo, hay là hảo tướng. Đấy. Hôm qua có Phật tử lên lễ xong rồi. Dạ con 3 năm trời con không lên chùa được, nhưng mà lên đây mới nhìn thấy thầy vẫn đẹp trai lắm. Mệt lắm, không biết Phật tử này còn nữa không? Phật tử Hà Đông đây, Phật tử Hà Đông đây. Ai lại đi khen thầy đẹp trai lắm thế thì chết. Nhà chùa chúng ta muốn khen các quý thầy á, thì phải khen là gì? Thay bằng cái từ đẹp trai nó là gì? Hảo tướng. Hảo tướng tức là gì? Tướng tốt. À, hiện lên trên nét mặt trên vân vân. Hảo tướng. Ai khen các sư đẹp trai là nguy đấy. May là cụ ấy cũng hơn 70, gần 80 đến nơi rồi chứ. Cụ mà 18 đôi 10 mà khen thầy đẹp trai thì chắc chết toi. Nguy hiểm. Đấy, lần sau đây nói vui thế thì các Phật tử chúng ta lần sau muốn khen các sư á, thì hay muốn chúc các sư á, thì phải chúc các thầy và khen các thầy gì? Tướng hảo hoặc là hảo tướng. Chứ không khen quan chúc cho các thầy đẹp trai xinh gái á, sống thọ trăm năm là không nên. Ngoài đời chúng ta mới là đẹp trai, mới là xinh gái. Còn trong chùa thì gọi là hảo tướng. Đấy. Cho nên đối với Phật tử này thì thầy khuyên là cũng có thể là tụng kinh dược sư hoặc kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, bất cứ kinh gì mình phát nguyện mình chỉ vẫn được. Nhưng đặc biệt á, trong phòng á, trong cái nhà mình á, trên ban thờ á, hoặc là trong một nơi nào trang nghiêm trong nhà mình, nên treo một cái bức ảnh thật đẹp của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân, hay là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo có duyên với chư Phật Bồ Tát nào đó mà chúng ta thấy gì có duyên nhất á. Có duyên nhất thế là sao? Tức là chúng ta thích nhìn thấy cái tôn tướng của chư Phật Bồ Tát đấy mà chúng ta thấy hoan hỷ á, tức là đó, tức là chúng ta có duyên. Chúng ta nhìn thấy Đức Phật nào hoan hỷ, nhưng mà có vị là gì? Chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Di Đà thôi. Nhưng có vị thì chỉ nhìn thích nhìn thấy ảnh Đức Phật Thích Ca thôi. Có vị thì chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Cứ nhìn thấy ảnh Phật Dược Sư chẳng hạn là hoan hỷ. Tụng kinh Dược Sư thì hoan hỷ, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì hoan hỷ. Thì chúng ta phải biết những vị đó là vô lượng kiếp là
đã kết duyên với gì? Với Đức Phật Dược Sư rồi. Ngược lại, Đức Phật Di Đà, Thích Ca, vân vân, hoặc các chư vị Bồ Tát cũng đều như thế. Đó gọi là gì? Nhân duyên thầy trò, nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, nay gặp lại bỗng nhiên sinh tâm gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ, đại hoan hỷ. Đó. Không biết các vị thế nào, nhưng thầy thì thấy Đức Phật nào thầy cũng hoan hỷ. Thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Thấy các vị Bồ Tát nào, đại Bồ Tát nào cũng hoan hỷ, đại hoan hỷ. Không biết là gần các cụ ấy lâu chưa, hay là đời nay kiếp này mới gần mới gặp, nhưng mà thực sự trong lòng thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thấy ngày nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Cho nên bảo thầy tụng kinh Dược Sư thầy cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh Pháp Hoa cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh A Di Đà cũng hoan hỷ, bảo thầy học Duy Thức để gieo duyên với Bồ Tát Di Lặc cũng hoan hỷ, vân vân. Ngày nào cũng thấy hoan hỷ hết. Nhưng chúng ta thì cứ tùy duyên, chúng ta thấy thì chúng ta hoan hỷ với thân tướng của Đức Phật hoặc Bồ Tát nào, vị Bồ Tát nào chúng ta treo cái ảnh, mà phải ảnh thật đẹp, chúng ta ngắm tướng hảo của Ngài, đặc biệt là Phật tử này, ngắm tướng hảo của mà Ngài, đi ra nhìn thấy Ngài gì, giơ tay xá một khá, mỉm miệng cười thật tươi, và nguyện gì, khi con xả bỏ báo thân này, đời đời kiếp kiếp về sau, nguyện con đều được thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ tướng hảo như như Ngài. Nào, cứ như thế cho thầy, tu như thế cho thầy, đến khi xả bỏ báo thân đó, đời sau nếu mà còn phải chịu cái thân tướng xấu xa như kiếp này nữa, thì thầy chịu thay cho. Thôi thì dù sao Phật tử này cũng biết là gì, do nhân ác, do tiền kiếp mình gieo, cho nên đời nay thân thể mới gì, mới xấu xí, mọi người đi đâu ai nhìn thấy cũng ghét, cũng không muốn gần như vậy. Nhưng thôi đừng có buồn. Tôi đấy, thầy bảo là về xem bộ phim của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư là để như thế. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, Ngài cũng gì, ngày xưa cũng quấn, túng quấn và gì, và phấn uất mà đến nỗi phải chuẩn bị treo cổ tự tử rồi. Nhưng mà được thầy giác ngộ cho mà tu tập đó, đời sau kiếp sau lại được thân tướng trang nghiêm, lại giỏi về Phật Pháp, lại được xuất gia trở thành quốc sư, là thầy của vua nữa, là thầy của vua Càn Long đó các quý vị. Không phải đơn giản. Mà Càn Long chúng ta biết, chúng ta nếu ngày xưa đi học lịch sử, chúng ta học lịch sử thế giới, học lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy Càn Long là một vị vua rất là giỏi. Nhưng mà gì? Là phải bái gì? Ngọc Lâm á, làm thầy, và suy tôn á, Ngài Ngọc Lâm á, làm gì? Làm quốc sư, tức là thầy của gì? Của cả một đất nước, chứ không phải là thầy mình ông vua không. Chúng ta thấy đó, mà Ngài chính là một bậc cao tăng á, đắc đạo á, lúc bấy giờ của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử này cứ chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát nào vị này thấy hoan hỷ đó, thì chiêm bái sáng trưa chiều tối một ngày 5-3-7 lần vào, cứ đi qua nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, xá một xá và mỉm cười. Mồng một ngày rằm á, thì nếu không có điều kiện thì chỉ cần một bông hoa thôi cũng được, dâng lên cúng trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài, bông hoa cỏ dại cũng được các quý vị. Cốt là ở gì? Tâm thành, dâng hoa cúng dường thì đời đời kiếp kiếp sinh ra được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ. Đó, nhìn các Phật tử thế này là đại đa số tướng hảo, chắc là đời trước kiếp trước cũng hoa thật nhiều đấy mà. Hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ đấy mà. Đó, làm được cái điều đó thì chúng ta được như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, Phật tử con xin thầy bố thí cho con hỏi. Hàng ngày con niệm Phật, con xin cầu nguyện cho con có sức khỏe để con hành trì công phu khóa lễ hàng ngày. Mệnh con hết, cho con đi nhẹ nhàng về với Phật. Nhưng có Phật tử bảo cầu nguyện vãng sinh mà lại cầu sức khỏe
thì người thì không vãng sinh được. Kính mong thầy giảng cho con và nhiều Phật tử được thông, con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này hoặc là Phật tử nào mà nói với Phật tử này như thế thì chắc là chưa đọc cái bài phát nguyện ở trong cái khóa, trong cái chương kinh nhật tụng ấy. Cái bài gọi là phát nguyện vãng sinh đó, khể thủ Tây phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư á. Tức là cái bài đó phải nguyên phiên âm chữ Hán mà viết ra chữ Việt đó. Đó. Là cúi đầu đỉnh lễ Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật vân vân đó. Chúng ta thấy gì? Trong cái bài phát nguyện đấy của đó, chính là bài văn của ngài Liên Trì Đại sư, tức là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài soạn ra để cho chúng ta tu tập theo. Và trong bài đó thì ngài nguyện gì? Nguyện là đời nay kiếp này nguyện cho thân con gì ạ? Không bị bệnh khổ, đúng không? Tinh tiến tu hành, tới khi xả bỏ báo thân thì được bình an mạnh khỏe, biết trước ngày giờ. Trong chữ Hán gọi là dự chi thời chí. Dự chi, chi tức là gì? Tên rở, chi tức là biết á, tức là biết trước ngày giờ ra đi. Thấy A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí là hiện ra trước mắt, báo cho con biết là trước ngày giờ ra đi, và đến đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và chư thánh chúng hiện lên trên không, hoặc là hiện ra trước mắt con thân không bệnh khổ, tâm không phiền não, liền theo sau Phật nhẹ nhàng ra đi. Theo sau Phật về Tây Phương Cực Lạc. Đấy chính là gì? Bài phát nguyện của Đệ Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư, ngài dạy chúng ta. Vậy ở đây Phật tử nói rằng mình cầu cho sức khỏe để tu hành tinh tiến, sẽ tới cái xả bỏ để nhẹ nhàng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà lại có Phật tử khác bảo là người tu theo trình độ mà lại cầu vãng sinh, mà lại cầu cho mình khỏe mạnh như thế thì không được vãng sinh, là không đúng rồi. Chẳng nhẽ người tu tình độ chúng ta cứ phải ốm đau bệnh tật mới được vãng sinh à? Không phải. Các vị về đọc cái bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc đó mà xem. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói này, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựng cột mà nghe, là như thế, là dựa cột để mà nghe người ta nói, người ta bảo cho mà biết. Đã không hay không biết rồi là cứ muốn đi gì ạ? Ngoài đời người ta gọi là tinh vi, tinh tướng, đúng không? Đó. Đấy cho nên tôi mới nói với các quý vị phải gì ạ? Phải gần gũi Tam Bảo, gần gũi chư tăng. Để làm gì? Để thưa hỏi những vấn đề chúng ta còn mâu mắc ở trong tâm, còn vướng về giáo lý, về con đường tu tập là như thế. Không có cái chỗ nào mà nói rằng người tu tịnh độ chúng ta mà cầu gì ạ? Sức khỏe, cầu bình an để tinh tiến tu hành. Chúng ta không có sức khỏe thì có tu được không? Rất khó tu. Không bình an gia đình thì cứ lục đục vợ chồng và con cái, chửi bới, nguyền rủa, đánh nhau, thù nhau, hận nhau, thì chúng ta có bình an để tu được không? Cũng không luôn. Cho nên chúng ta thì tu tập là phải mong được mạnh khỏe, được bình an. Sau đó mới đến gì? Mới đến là cầu sinh cực lạc thế giới. Tu là phải an lạc ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời hiện tại này, đó mới gọi là tu. Còn tu mà chúng ta chỉ bảo là cứ tu đi, sau này về Tây Phương, Tây Phương chưa thấy đâu mà bây giờ họ khổ, họ khó khổ, họ không chịu được, ai họ tu nữa. Đó. Tôi nói với các quý vị trong hội trường này, có khi đến già nữa, chúng ta đến với Pháp hội ngày hôm nay không phải là vì cầu đạo giải thoát đâu, không phải vì mục đích là vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới 100% đâu, mà rất nhiều người đến đây vì
gia đình gặp nhiều những gì nỗi khổ, niềm lo. Có người thì ốm đau bệnh tật mà đến, có người thì thậm chí là điên khùng và loạn tâm mà đến, có người thì gia đình có người thân vừa mới mất muốn cầu siêu báo ân cho người thân mà đến, có người đi xem họ bảo là gì một tháng nữa chết cho nên sợ quá mà đến, vân vân. Đủ hạng người ở trong hội trường này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, các vị đã đến được đây và biết chắp tay trước gì, trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, biết ngồi lại để nghe chúng tôi chia sẻ về những lời vàng và tiếng ngọc của Tam Bảo của Phật Pháp á, thì đó cũng là quý rồi. Giống như người đi vào thì đi vào vườn cỏ lan cỏ chi, tuy không ngắt bông hái cỏ nhưng mà cũng gì đượm mùi thơm rồi vậy đó. Tuy rằng có thể các vị không gì không giác ngộ được ngay trong một hai buổi theo pháp hội này, một hai ngày theo pháp hội này, nhưng cái tâm thức của các vị, cái bồ đề hạt giống, cái chủng tử bồ đề tâm của các quý vị đã bắt đầu được tưới tẩm, đã được gieo vào trong a lại gia thức rồi đấy. Một ngày nào đó, một tháng nào đó, một năm nào đó, một kiếp nào đó, cái hạt giống bồ đề ấy đủ nhân, đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng, nó tự nhiên đơm hoa kết trái. Và các quý vị đi quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Phật, tu tập dần dần và cũng được giải thoát mà thôi. Cho nên dù đến bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng đều là tốt. Còn tốt vừa hay là cực tốt thì do cái tâm của chúng ta và do cái ý thức của chúng ta và do sự gì? Cầu nguyện và cái sự thực hành tâm của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói với các quý vị chúng ta là đấy, cái gì không hay không biết thì mình phải đi hỏi chứ đừng có nói bừa. Phán bừa đi là tội về khẩu nghiệp đó các quý vị, không đơn giản đâu đó. Vì vậy mà trường hợp này thì khuyên Phật tử là thôi, các Phật tử chúng ta thì chúng ta tu tập, chúng ta thì ở trong cái cảnh giới phàm phu này, trước tiên là chúng ta cứ cầu gì ạ, bình an mạnh khỏe để chúng ta tinh tiến tu hành, để cho chúng ta làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Trên thì báo ân Phật, dưới thì giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài. Đúng không? Xin thưa các quý vị, chứ nếu mà thầy mà không mạnh khỏe, thầy làm sao có thể lên ngồi đây với chúng ta được, đúng không? Đấy. Thế mà thầy tu càng ngày thì thân tướng nó gì? Nhìn nó càng gì ạ? Ngoài là gì? Da trắng như là củ súng, môi đỏ như chì, tướng hảo thì đẹp như là Ngưu Ma Vương. Các quý vị có muốn nhìn không, muốn gần không? Không. Giảng pháp thì tiếng thì hay như là quỷ La Sát đó. Chúng ta có muốn nghe không? Cũng không luôn. Tiếng thì phải gì? Nghe thánh thoát như là tiếng Ca Lăng Tần Già, nhưng mà khổ thầy lại không được cái tiếng ấy. Khổ lắm. Nói bao nhiêu năm nay tiếng nó vẫn, thỉnh thoảng cái tiếng dân tộc nó vẫn gì? Nó vẫn cứ lẫn vào đó. Người nào mà người Hòa Bình gốc á, người Mường gốc nghe thì phát hiện ra. Thôi, dù sao đi chăng nữa các cụ ngày xưa nói rồi, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Hái không được quả ngọt thì ít nhất cũng được quả chua, đúng không? Mà quả chua không ăn được luôn thì đem nấu canh cũng tốt. Thì dù sao vẫn là gì? Tiếng Việt phổ thông mình, nói sói hay là không sói, nói thì hay hay là chưa hay, nhưng mà mọi người cứ nghe được là được rồi. Các vị nghe có dễ nghe không? Lại đi định thầy rồi sao em vỗ tay to thế? có người nói là tiếng thầy khó nghe quá, vì tiếng thầy
nghe nó vẫn cứ ná ná cái tiếng dân tộc. Đúng thế, khổ sửa mãi cũng không được, chắc là trong dòng máu của mình nó đã gì ăn sâu vào rồi, cho nên cái tiếng nói gì nó mãi nó cũng vẫn không được. Thôi các vị hoan hỉ, các cụ ngày xưa nói rồi, ghét ra của nào thì trời trao của đấy, đúng không? Bây giờ phải ngồi đây mà nghe thầy nói. Trở lại một bài câu hỏi tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, con Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thầy, thầy xin hoan hỷ trả lời giúp con câu hỏi như sau. Viết này cũng sai về ngữ pháp nhé. Thầy xin hoan hỷ, gọi là xin thầy hoan hỷ. Thầy xin hoan hỷ là gì? Viết ngược lại, nó tối nghĩa lắm. Xin thầy hoan hỷ. Hàng ngày cứ vào khóa lễ ba thời sáng chiều tối, tụng kinh thì miệng con méo đi, lưỡi ngắn lại, rất khó cho việc tụng kinh. Con đã làm tất cả những điều thầy hướng dẫn, nhưng tụng kinh, sám hối, lễ Phật y học, tập bài thể dục dịch cân kinh từ tháng 9 năm 2021, và con cũng đi khám tất cả các bệnh lớn, các bệnh viện lớn, trung ương, nhưng không tìm ra bệnh. Giờ con phải làm gì ạ? Con phải, có phải do nghiệp của con không ạ? Xin kính mong thầy hoan hỷ hướng dẫn con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế này mà lại tụng, lúc tụng kinh lại bị méo mồm, lại bị ngắn lưỡi. Thế thì xem xét lại xem, cũng có thể là do nghiệp thật đấy. Nghiệp thật là sao? Do trước đây á, không chỉ trước đây một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp về trước gì, do bán bổ người tụng kinh niệm Phật, do bán bổ những bậc chân tu, cho nên đời nay kiếp này gì, khi mình học đạo mình tu hành, cho nên chướng là gì, chướng nghiệp nó sinh ra. Cho nên cái trường hợp này phải gì, nhất tâm sám hối đi thì mới có thể khỏi được đó. Sám hối cái tội chướng đó đi, đối trước cái Tam Bảo, đối trước cái tôn thượng tranh chư Phật Bồ Tát, mà sám hối cái nghiệp khẩu nghiệp đời trước, kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng đời kiếp về trước. Con tên như thế này, pháp danh như thế này, địa chỉ ở đâu? Nay con mỗi khi lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật, tự nhiên là bị méo miệng, bị rút lưỡi, bị ngắn lưỡi, và bị gì? Đọc kinh không tròn trịa ra tiếng. Con trộm nghĩ này, do cái cấu nghiệp của con từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, do bán bổ Tam Bảo, hủy nhục tăng ni, chê người gì, hoặc là phá người tụng kinh niệm Phật ở đời trước kiếp trước, cho nên nay con mới nghiệp, bị nghiệp báo như thế này. Nay con biết tội biết lỗi rồi, con gì nhất tâm sám hối, nguyện mong chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương, chư Thánh Tăng khắp mười phương, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, thủy tử chứng giám cho con, để cho con được gì, được đối trước Tam Bảo, để con gì thành tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp sinh ra không bao giờ hủy nhục Tam Bảo nữa, chỉ dùng những lời hay tiếng tốt để tán dương Tam Bảo, để khen ngợi Tam Bảo, khen ngợi chính pháp, khen ngợi những điều hay lẽ phải của thế gian và xuất thế gian. Đấy, làm như vậy, sám hối như vậy đi 21 ngày á, nếu có kết quả thì lên báo tin cho thầy. Pháp hội lần sau thì viết thư cảm ơn trước đại chúng cho mọi người có tín tâm A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, từ khi con biết và học Phật thì con không dùng và đốt vàng mã,
chỉ dùng tiền thật đặt lên ban thờ gia tiên. Sau đó tiền sẽ dùng để làm việc phúc thiện và cúng dường thì có được không ạ? Con xin Thầy giải đáp giúp con ạ. Con tri ân Thầy, con là Phật tử ở Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Tốt quá còn gì nữa. Quá tốt rồi. Làm như vậy là quá đúng rồi. Thực sự đúng với chính pháp của Đức Phật rồi. Không cần phải nói thêm gì nữa, không cần phải giải thích thêm gì nữa. Chỉ cần một tràng pháo tay thật to của cái quý Phật tử thôi là được rồi. Giả sử một người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh. Vậy làm thế nào để thần thức người này vẫn vãng sinh được? Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh. Vậy phải làm thế nào để cho thần thức của người đó được vãng sinh? Đây là một câu hỏi cũng khá là khó, có thể nói là rất là khó. Làm thế nào? Chúng ta thấy khi còn sống, họ niệm Phật cả đời, niệm nhiều năm, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mà không sinh được, mà cần từ nghiệp đến mà đọa làm vào súc sinh. Thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc này, nhưng tới khi cần từ nghiệp đến, tức là sắp sửa chết, nằm ốm trên giường bệnh đó, niệm thế nào mà cả cuộc đời niệm Phật, bao nhiêu năm niệm Phật cầu sinh cực lạc, mà đến khi cận tử nghiệp đến mà Phật không hiện ra, mà lại cảnh giới thì súc sinh hiện ra, chúng ta phải xem xét người đó niệm Phật nhiều năm đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, hay là chỉ niệm Phật gì khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi bên ngoài, hay là niệm Phật đi vào thì lạc vào con đường tà. Chúng ta biết không phải là cứ niệm Phật là đi theo chính đạo đâu nhé. Nhiều người niệm Phật nhưng mà lạc vào tà đạo, lạc vào mê cung tà đạo. Cho nên người đó khi cận tử nghiệp đến, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không hiện ra, mà cảnh giới ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện ra. Trường hợp này khi mà cảnh giới súc sinh hiện ra đối với những người niệm Phật như thế, chúng ta rất khó có thể kéo họ quay đầu trở lại. Vì chúng ta biết đấy là cái nghiệp của họ rồi. Cái cận tử nghiệp nó rất là mạnh. Trong kinh Đức Phật nói là Ngài có thể vào trong A Tỳ địa ngục để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh hết tội khổ, hoặc đang chịu tội khổ ở trong địa ngục giác ngộ và được thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nhưng những chúng sinh mà cận tử nghiệp đến, họ quyết định đi đầu thai, hoặc đi về một quyết định nghiệp nó đã đến, đi vào con đường nào đó như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để kéo họ quay trở lại được. Cho nên đây Phật tử hỏi là người niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, nhưng khi cận tử nghiệp đến mà bị đọa vào trong súc sinh thì làm cách nào để lôi họ ra? Khó vô cùng các quý vị. Nếu mà bảo kéo họ vào ngay luôn đó thì khó vô cùng các quý vị. Chúng ta bắc thang lên trời khó, nhưng bắc thang có thể được. Nhưng mà bảo kéo cái người cận tử nghiệp đến mà đọa vào súc sinh, mà kéo họ quay lại để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc còn khó hơn gấp bội lần như thế các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ mà xem, trong một thời gian qua cũng có khá nhiều người niệm Phật, kể cả tăng ni chứ đừng nói là mình Phật tử không. Lúc đầu thì cũng dẫn lời kinh ý tổ để giảng giải cho các Phật tử tu tập niệm Phật tinh tiến để cầu sinh cực lạc. Nhưng mà một thời gian sau thì mới thấy rằng chính họ đang đi lầm đường lạc lối. Họ hiểu lầm về pháp môn niệm Phật của Đức Phật dạy và chư tổ đã truyền. Ví dụ như là mấy năm trước chúng ta thấy có cái niệm Phật bất niệm từ niệm đó, đúng không? Đạo tràng chúng ta thầy nói đi nói lại mấy lần rồi. Lúc đầu bảo là sai, nhưng một số các Phật tử trong đạo tràng chúng ta
bỏ thầy bỏ tổ đi để chạy theo. Thầy bảo là sai nhưng các Phật tử đâu có nghe. Vì lúc đó thầy nói là họ làm như vậy là sai. Nhưng một số các Phật tử đó lại nói gì? Thầy nhỏ nhen, thầy hẹp hòi, thầy ích kỷ, thầy chỉ muốn là chúng con đến với thầy thôi chứ không muốn chúng con đi cầu học với các quý thầy khác. Không phải thầy nhỏ nhen. Các vị thấy thầy có cấm các Phật tử bao giờ đâu. Nhưng thầy chỉ muốn chúng ta đi làm sao đó cho đúng con đường mà lời Phật ý tổ đã gì? Đã trình bày, đã diễn giảng. Nhưng lúc đó thì mọi người bảo là thầy nhỏ nhen. Nhưng 2-3 năm sau nó vỡ lở ra, mọi người mới thấy là gì? Lời thầy nói hoàn toàn đúng đắn. Mà Hòa Thượng Tịnh Không ấy, là ân sư về Tịnh Độ Tông ấy, của đạo tràng chúng ta, Pháp năm 2018-19 gì đó, cùng cô cũng phải xác nhận là gì? Là cái phương pháp bất niệm từ niệm ấy là sai pháp. Rồi Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không ấy, cụ cũng thì cũng lên giảng và cũng nói đi nói lại khá nhiều lần về cái pháp tu niệm Phật bất niệm từ niệm ấy là gì? Là sai pháp. Đó, cho nên chúng ta thấy. Mà gần đây thì lại có một vài vị cư sĩ ở nước ngoài, hình như là cũng ở Mỹ thì phải, họ cũng lên trên room họ giảng, họ cũng khuyên các Phật tử niệm Phật. Tôi cũng xem qua. Cái vị này xưng là cái cư sĩ cái gì Vân, cái gì Vân Vân gì đó, tên là Vân, tôi không nhớ rõ lắm, vì tôi chỉ xem một chút thôi. Nhưng tôi xem một chút khoảng độ 5-10 phút, tôi phát hiện ra là trường hợp này cũng tương tự như trường hợp bất niệm từ niệm trước đây, mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Đó là trường hợp này là còn gì? Còn đi xem về vận hạn người này người nọ người kia, rồi bảo là cúng để thế này thế nọ thế kia. Nó giống như cái trường hợp mà Trần Tâm ấy. Nó tệ kiểu như thế. Nó cũng kiểu như là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nhưng mà bây giờ họ để ở trong cái giai đoạn này, nó chưa bộc lộ hết ra mà thôi, nó đang cứ thế là dạy là cứ một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thậm chí là khuyên các Phật tử là không đi chùa nữa, không tụng kinh nữa, không nghe pháp nữa, chỉ một câu A-di-đà Phật để cầu sinh cực lạc thôi. Chúng ta nghĩ xem, không đi chùa, không tụng kinh, không nghe pháp, chỉ cần một câu Nam Mô A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật để cầu sinh cực lạc. Không đi chùa, không nghe pháp, không tụng kinh, tức là gì? Chúng ta muốn để rời khỏi Tam Bảo, đúng không? Tam Bảo thì gồm có ba ngôi là gì? Phật, Pháp và Tăng. Thì bây giờ Pháp không nghe, không tụng kinh, không nghe Pháp, tức là rời khỏi ngôi gì? Ngôi Pháp Bảo. Không đi chùa, tức là không gần gũi chữ Tăng, tức là rời khỏi, xa lánh ngôi Tăng Bảo. Và chỉ có một câu A-di-đà Phật để cầu sinh cực lạc. Chúng ta nghĩ xem, mọi người cứ nghĩ rằng họ tu tinh tấn lắm, một ngày mấy thời niệm Phật, và như vậy là chúng ta nghĩ rằng đấy là họ tinh tấn, họ niệm Phật một ngày mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ. Các sư bây giờ thì ngày được 2 thời tụng kinh, có người còn chẳng được thời tụng kinh nào vì bận công việc Phật sự vân vân ABC này nọ. Đúng, ngay cả thầy bây giờ có những ngày có khi vài ngày không được thời tụng kinh nào vì công việc Phật sự quá nhiều. Vì sao mà công việc Phật sự quá nhiều? Vì đi làm công việc của giáo hội, rồi các công việc của chùa. Có làm công việc của giáo hội thì mới duy trì được mạnh mạch của Phật Pháp. Không có các tôn giáo khác thì nó chèn vào gì? Một lúc nào đó là chùa chiền chúng ta cũng bị đốt phá. Tăng ni thì bị bắt hoàn tục, bị đuổi về quê. Phật tử chúng ta còn chỗ để mà nương không? Còn chùa để mà đến, mà lễ mà lạy, còn chỗ để mà tu không? Không còn nữa. Đó, chúng ta phải hiểu cái điều sâu xa cái việc đó. Cho nên trong nhà Phật chúng ta, Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta mới có gì? Mới có các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo là như thế. Mà hành hành Bồ Tát là gì? Là tổn mình để lợi người. Mình sẵn sàng chịu hy sinh, chịu mất mát
để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ cho đại chúng, vân vân, có cái chỗ để nương tựa, để học tập, để tu hành, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy thì có những vị là nghịch hạnh Bồ Tát, có những vị thuận hạnh Bồ Tát là như thế. Chứ không phải là một ngày sáu thời lên chùa mới là người tu hành chân chính. Chúng ta thấy Tế Công Hòa Thượng, kinh Ngài cũng chẳng tụng, thiền Ngài cũng chẳng ngồi, nhưng mà Ngài vẫn cứu độ được vô số thì những chúng sinh. Vì sao? Vì Ngài đã chứng đắc thánh quả La Hán rồi. Ngài chính là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, tức là một trong gì? Thập Bát La Hán đó các quý vị. Đó, nhìn thấy Ngài cứ điên điên khùng khùng như vậy thôi, nhưng mà cứu độ được không biết bao nhiêu những chúng sinh đau khổ, bệnh tật, ốm đau, ma quỷ nhập thân, vân vân, đủ các thứ hết cả. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có vội vàng nghe thấy một số người họ bảo là họ tu tinh tấn lắm, ngày niệm Phật mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ, mà họ đi phản bác chư tôn túc mười phương và các đạo tràng Phật tử khác, vân vân. Thì những trường hợp như vậy không sớm thì muộn, nó cũng lộ hết cái đuôi ra thôi. Vì chúng ta biết là có những trường hợp tự họ không muốn hủy Phật giáo, không muốn làm như thế, nhưng mà họ bị ma dựa. Chúng ta biết thế nào là bị ma dựa không? Tức là bị thiên ma hoặc bị quỷ thần ma nó ám nhập vào cái thân thể của người đó, nó điều khiển những tư duy, những lời nói và những hành động của người đó, mà người đó cũng không biết là mình đang làm sai, cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là mình đang hộ trì Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang xiển dương Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang gì? Đang hoằng truyền Phật Pháp, vân vân. Nhưng thực tế đang làm chia rẽ Phật giáo chúng ta. Các Phật tử chúng ta phải tinh thì mới hiểu rõ điều này. Chúng ta biết là có ai bảo đi quy y nhị bảo bao giờ không? Đi quy y nhất bảo bao giờ không? Mà quy y tam bảo. Vì tam bảo trong kinh Đức Phật nói nó như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được. Cái đỉnh ba chân cưa một chân đi đổ ngay. Ví dụ chỉ có Phật Pháp còn bỏ tăng đi là đổ. Thì bây giờ họ bảo là chủ trương là gì? Không đến đến chùa và không gì? Không nghe Pháp. Vậy là bỏ đi cả hai bảo cơ. Bỏ đi cả chân gì? Pháp bảo, bỏ đi cả chân tăng bảo. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đây chính là gì? Là ma, là thiên ma, là quỷ thần ma ám nhập vào một số những vị, thậm chí là tăng ni và cư sĩ, để bên ngoài thì nói là xiển dương tịnh pháp, nhưng bên trong thì thực sự là gì? Đang chia rẽ và hủy hoại giáo lý của Đức Phật Thích Ca chúng ta, hủy hoại Phật giáo chúng ta. Thế nên chúng ta phải thì cũng phải cẩn thận và phải nghe, là phải biết tư duy, phải biết quán chiếu cái đúng cái sai. Nếu chưa hiểu, chưa biết được tận cùng đến nơi đến chốn phải đi thưa hỏi các bậc tôn túc là như thế. Cho nên ngày xưa các cụ người ta mới nói thân cận bậc hiền, bậc tài như là gì? Đi ở trong sương sớm, tuy không ướt nhưng mà cũng làm chúng ta đượm mát. Giống như người vào trong gì? Vào trong rừng cỏ lan, cỏ chi á, tuy không ngắt gì, ngắt bông lan, cỏ chi, nhưng mà thân thể cũng cho ta chúng gì? Cũng được đượm mùi thơm vậy. Đó. Cho nên gần gũi chư tăng, gần gũi các bậc gì? Tôn túc ở trong giáo hội, để chúng ta gì? Thưa hỏi những điều hay lẽ phải, những sự vi diệu màu nhiệm á, thầm thâm cùng tột ở trong Phật giáo, chúng ta thực sự khó mà có thể với được. Chúng ta đi tham vấn với các ngài để thưa hỏi thì dần dần chúng ta sẽ thấu hiểu được từng phần một thôi. Góp nhặt là cát đá, quét sạch xoải bụi thì chân tâm sẽ dần dần hiển lộ ra mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp niệm Phật mà cả đời niệm Phật mà cuối cùng để cho cận tử nghiệp lôi vào con đường súc sinh hoặc là ba đường ác đó, tức là mình niệm Phật gì
đang sai đường, phải xem xét lại. Niệm Phật mà mình á, vẫn tham sân si, tức là mình sân đang sai đường rồi. Đó. Các Phật tử chúng ta cứ tu, cứ phải nghe vào, hướng tâm mình vào nội tâm của mình, muốn biết mình có tu đúng hay không. Thì hãy xem, trước đây chúng ta chưa theo Phật mà chúng ta hay sân si, hay nóng giận. Từ khi theo Phật, niệm Phật đến giờ chúng ta giảm bớt đi, thì đó là chúng ta đang tu đúng. Trí tuệ của chúng ta ngày một mở mang ra, tâm tính của mình ngày một gì? Hiền lương, thuần hậu và hoan hỷ với mọi người. Cái lòng từ bi của mình thương tưởng chúng sinh khổ nhiều hơn. Trước đây bữa nào cũng muốn phải có thịt có cá mới ăn cơm, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ đến thì tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết như con người chúng ta thôi. Họ cũng có gia đình, cũng có vợ chồng con cái, vân vân, cũng có mái ấm yêu thương tình cảm chân thành của họ chứ, không phải không có đâu các quý vị ạ. Chúng ta nghĩ xem, con chó con mèo nó có tình cảm không? Có. Con cua con cá nó có tình cảm không? Cũng có. Con trâu con bò có tình cảm không? Có, có hết các quý vị. Đến như con kiến nó nhỏ như thế, chúng ta thấy nó có nhà không, có đàn không? Chúng ta thấy con kiến nó đi á, nó đi nó có gì? Nó có giữ gì trật tự tham gia giao thông, có khi nó còn tốt hơn Việt Nam, tốt hơn con người chúng ta. Chúng ta thấy nó đi theo hàng theo lối như vậy, nhưng nó có gì? Nó có cắn nhau không? Không có hàng theo lối, nó đi như vậy. Mà cái này có khi nó hàng triệu triệu năm rồi. Cái tham gia giao thông của con kiến nó còn văn minh như con người chúng ta rất là nhiều, từ lâu rồi cơ các quý vị ạ. Mình bây giờ mới khoảng độ mấy chục năm nay tham gia giao thông mới có đèn đỏ. Nhưng ở trong đây chúng ta thì có mấy người chúng ta chấp hành đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới đi. Ai cũng chấp hành được tuyệt đối không? Khó lắm. Nhìn ngược nhìn sau không thấy công an đâu là gì? Vọt. Đấy, chúng ta thấy không? Ý thức tham gia giao thông chúng ta đấy. Nhưng mà con kiến đó thì nó chờ nhau đi qua đi lại. Mình mới được chỉ có còn mấy chục năm nay thôi, nhưng con kiến đó, nó có cái hàng triệu năm, hàng tỷ năm rồi các quý vị. Đấy, chúng ta đừng nói rằng họ không có tri giác, không có tri thức, không có gì, gia đình có hết. Nhưng con người chúng ta không biết từ bao giờ chúng ta tự phong cho mình là con người là bậc tối tôn, là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của trời đất, còn hơn cả trời, hơn cả đất nữa. Chúng ta là trung tâm, tức là gì? Cái nơi quan trọng nhất của trời đất, của vũ trụ đó. Vì vậy mà chúng ta tự cho mình cái quyền là tự sinh tự sát, quyền sinh quyền sát. Cho loại chúng sinh nào sống thì họ được sống, bắt chúng sinh nào phải chết thì họ phải chết. Chính vì vậy chúng ta mới thấy chúng ta, con người chúng ta, cõi sa bà của chúng ta này mới gọi là cõi gì? Sa bà kham nhẫn đó, đau khổ thánh phàm, mà đồng cư phàm nhiều hơn thánh là như thế, khổ nhiều hơn gì, hơn vui hơn sướng là như thế. Đó, cho nên các vị cứ hướng tâm vào trong, xem mình tu đúng hay không là biết ngay. Mình tu sai thì sân si này vẫn cứ nổi, mặc dù tụng kinh một ngày 2-3 thời. Có những vị tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời là hết cả một cuốn quyển thượng của Trung Nguyên Hạ. Lên khoe với tôi là: "Bạch thầy, dạo nay tự nhiên con khản hết cả cổ, đau hết cả họng." Thế hỏi làm sao mà khản cổ đau họng? Và bạch thầy, từ khi con đã theo thầy nghe pháp, con phát nguyện tụng kinh tới nay là con đau hết cả cổ, khản hết cả họng. Thế tôi bảo: "Đi khám chưa?" Bảo: "Đi khám rồi." Họ bảo con là cái họng của con bây giờ là có vấn đề. Thế hỏi vấn đề là bị ung thư hay bị gì? Bảo: "Không." Họ bảo là do con nói nhiều quá. Thế tôi bảo làm sao mà lại nói nhiều? Bảo: "Bạch thầy, mỗi một ngày con tụng 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời hết cả 3 quyển, thượng trung hạ là 1 thời. Thế tôi bảo là đấy, tu á mà không hiểu á thì cũng sinh bệnh là như thế. Thế nếu mà cơ thể thân thể chúng ta và cái họng chúng ta nó yếu á,
thì sáng tụng một quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, dành thời gian mà niệm Phật nhẹ nhàng. Tu nó phải thanh thản, phải an lạc chứ các quý vị. Tu lại mau gấp như thầy, mong gấp như vậy. Mỗi ngày làm ba thời, nhưng mỗi thời cả ba quyển luôn, thượng, trung, hạ. Thế là đọc thì cứ rống thật to lên, đọc to lên, thế thì nó giãn thanh quản, đau họng. Lên kêu với thầy, con chưa tu thì không sao, tu rồi bây giờ là con phải bị bệnh. Có phải nghiệp không thầy? Thầy bảo không, cái này không phải là nghiệp. Cái này là do các Phật tử tu hành là gì? Không nghe theo cái cơ thể của mình, thân thể của mình, sức khỏe của mình. Mà tu như vậy là tu nhanh, tu gấp như vậy cũng không được đâu. Sức của mình gánh được có 30 cân mà mình muốn gánh một tạ để cho gì? Cho mau hết cái đống này, cái đống đất, đống phân bên này để dọn sạch nhà cũng không được đâu. Sức có 30 cân thì chúng ta phải làm 3 chuyến nó mới hết. Làm một chuyến đi thì chết là phải thôi. Đúng không? Đó, cho nên hỏi là hỏi thầy có phải nghiệp không thầy? Thế bảo không phải nghiệp. Mà đây là do gì? Hiểu không đúng. Tu không lượng sức mình. Tu muốn nhanh, muốn gấp cũng không được các quý vị ạ. Đó. Vừa phải thôi. Đó. Giống như dây đàn chúng ta lên căng quá rồi thì nó sao? Chưa vui đã đứt dây đàn đúng không? Đấy, chưa vui, chưa hát được đấy thì đứt mất dây đàn rồi còn đâu để mà hát nữa. Tức là tu chưa đến nơi đến chốn, cái thân thể và mắc bệnh và thậm chí đã gì? Ỏ ý e, củ ơi, chết rồi. Người ta đến người ta hát là củ ơi, sao cụ lại bỏ con bỏ cháu mà sớm đi về nơi đâu nhanh như thế, đây thì chết rồi. Đó. Đấy. Đây là cũng nói như vậy để nhắc nhở, để cảnh tỉnh các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta thì tu nhanh tu gấp quá như thế cũng không được. Mà giải đãi biếng lười quá, bê trễ quá, 3, 4, 5 ngày cả tuần mới lên được một khóa tụng kinh, mà muốn cho nghiệp chướng thì tiêu trừ hết một đời để con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con thành Phật một đời, có được không? Cũng khó lắm. Giống như dây trùng, dây đàn mà gì, nó trùng quá, nó cứ tưng tưng từng 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 từng, có đánh đàn được không? Cũng không được luôn. Đấy, nó phải vừa phải. Nhà Phật chúng ta gọi là đi theo con đường trung đạo, không quá nhanh cũng không quá gấp, không quá nhanh không quá chậm, nó đi theo con đường trung đạo đại khái thế. Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm sao đó mà phải luôn luôn hướng tâm vào trong để xem mình tu có đúng hay chưa. Tu đúng thì phiền não ngày một vơi đi, sân si ngày một thì giảm đi, trí tuệ ngày một tăng trưởng, lòng từ bi yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn người muôn loài ngày nó một gì tăng lên. Trước đây chúng ta đi ra đường chợ thấy con vật nó nhốt ở trong, người ta nhốt ở trong lồng, trong chậu, trong bu, trong rọ, vân vân, đó thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta khởi cái tâm gì thương xót, chúng ta niệm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho họ, tâm chúng ta thầm ước nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho những chúng sinh ấy, gia hóa những chúng sinh ấy, khiến cho họ gì đời sau và mãi mãi về sau không bị đọa lạc vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Đấy chính là gì? Tâm Bồ Đề phát khởi do mình tu gì đúng đường đúng pháp đó các quý vị. Đó, chuyển sang một câu hỏi một Phật tử nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Phạm Thị Nhiệm, địa chỉ xóm 5 Giao An, Giao Thủy, Nam Định. Con do tiền kiếp gây bao tội chướng lầm lỡ, nay mang thân hình xấu xí, đi đâu không ai hoan hỷ. Nay xin bái bạch được thầy hoan hỷ cho con xin cầu pháp ngữ trực tiếp. Con Phạm Thị Nhiệm, số điện thoại. Phật tử nói rằng do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp gây tạo, cho nên đời nay thân thể xấu xí, đi đâu cũng bị người coi khinh.
Phật tử này về nên xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, xem bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, tiền kiếp của Ngọc Lâm Quốc Sư cũng gì, cũng xấu xí lắm, vừa xấu vừa đen, vừa lùn vừa lé, lại vừa bị mọc một cái biếu thật to ở trên lưng. Nhưng đổi lại thì ông lại có trí tuệ tuyệt vời, và đặc biệt là có đôi bàn tay tài hoa viết chữ rất là gì, rất đẹp, viết chữ như rồng bay phượng múa. Nhưng mà thân thể thì lại quá xấu xí. Có cô tiểu thư dòng dõi vương tộc đến chùa lễ Phật, nhìn thấy chữ câu đối và cái hoành phi mà viết thờ ở trên chùa đó các vị, đẹp quá. Cô ấy nhìn thấy chữ đẹp mà cô cũng là cái người thích văn thơ chữ nghĩa, cho nên nhìn thấy chữ đẹp quá và cứ mường tượng là gì? Người viết chữ đẹp như thế này chắc chắn người đó phải là tướng hảo lắm, đoan trang lắm, chắc chắn là phải gì, cốt cách phi phàm, thân thể thì thân tướng thì phải tuyệt trần. Cho nên cô về cô tương tư, chưa nhìn thấy người, nhìn thấy chữ thôi các quý vị mà đã yêu rồi. Gọi là yêu gì? Yêu yêu thầm nhớ trộm, đúng không? Ở ngoài đời bây giờ người ta gọi là yêu gì ạ? Tương tư, đúng không? Một mình mà, và tương tư. Ngày này qua tháng khác, cô tương tư không thể chịu đựng được. Cô quyết định đến chùa mà hỏi mấy chú tiểu ở trong chùa. Dạ thưa chú tiểu, cái bức hoành đại tự, bức hoành phi đó, cái đại tự ở trên chùa là do ai viết đấy? Đôi câu đối là do ai viết đấy? Thế chú tiểu mới nói là sư huynh ở trong chùa viết đấy. Nghe nói sư huynh trong chùa, cô gì, mặt cô sáng ra, tâm cô là hoan hỷ vô cùng, biết cái chữ này chính là một vị sư ở trong chùa. Cho nên từ đó là cô về, cô chịu khó đến chùa để cúng dường nhiều hơn. Nhưng việc đến chùa cúng dường nhiều không phải là vì cái tâm cầu đạo, mà vì muốn được thấy cái người ở trong gì, trong mộng của mình. Một hôm cô ấy đến, cô cúng mang đến thật nhiều, lấy cái cớ là thầy chủ trì đang kêu gọi tu sửa lại ngôi chính điện, tức là tam bảo đó. Cô mang lên thật nhiều vàng bạc châu báu để cúng dường. Và khi thầy chủ trì nhận và tiếp nhận rồi và mời ngồi uống nước, thì cô mới hỏi là ý khéo khéo với thầy chủ trì là không biết là ai viết cái bức đại tự với cái đôi câu đối ở trên chùa mà đẹp thế. Thầy chủ trì mới vội vàng mới nói là đấy, đệ tử của tôi tên như thế, pháp danh như thế, như thế, thầy viết. Thầy cô mới nói là bạch hòa thượng, vậy không biết là con muốn xin mấy chữ, anh khéo lắm chứ, con muốn xin mấy chữ của đệ tử của hòa thượng để con về con gì ạ, con treo ở trong cái phòng thờ Phật của con có được không? Hòa thượng nghĩ trong bụng, ôi cái tiểu thư thiên kim tiểu thư mà có tâm cúng dường như vậy thì là tốt rồi, bây giờ là còn thờ Phật là còn muốn xin chữ để thờ để ở trong nhà nữa thì càng tốt chứ sao. Bảo đệ tử thì giả của mình đi sang đằng sau gọi sư huynh con lên viết cho gì tiểu thư mấy chữ con. Tiểu thư nghe trong lòng mừng khấp khởi, nghĩ rằng mình sắp được gặp người trong mộng rồi. Chờ một chút thì thấy gì, một vị sư lưng còng có biếu gì to ở sau lưng, mà thầm cái biếu nó đè nặng còng hết cả cái lưng vị sư. Mặt mũi thì nhìn như là quỷ dạ xoa. Cô ấy sợ quá, cô ấy rụt người vào. Thì hòa thượng mới bảo là gì, không sao, đây là gì, đệ tử của tôi, đây chính là vị sư sẽ viết chữ cho gì, cho tiểu thư đấy. Cô ấy vỡ mộng. Cô ấy vỡ mộng và cô gì, cô về cô buồn quá, về cô ốm gì, cô ốm bệnh và cô gì, cô chết. Cô ốm bệnh và cô chết. Sau khi cô ấy chết thì
Chúng ta biết tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chuyện đó không được mấy cô người hầu nó nói với gì? Với vương gia, tức là với bố của cô tiểu thư ấy. Cho nên thì vương gia đùng đùng nổi giận và trách mắng chư tăng trong chùa. Chư tăng trong chùa thì lúc đó đổ hết lên đầu của cái vị sư ấy, trách mắng. Ai cũng trách mắng, duy nhất có sư phụ thì không nói gì. Vì sư phụ là bậc cao tăng đắc đạo rồi, cho nên biết cái nghiệp và cái nhân quả của đệ tử của mình rồi, cho nên không nói gì. Còn sư huynh sư đệ thì trách mắng hết, ăn trách mắng bảo sư huynh thì bảo tại đệ, sư đệ thì bảo tại huynh, mà làm cho cô tiểu thư thì kia phải gì, phải chết, làm cho ngôi chùa của chúng ta mất đi một gì, một đại thí chủ, làm cho cái việc xây dựng chùa chiền và hộ pháp của chùa sau này thì cũng gặp phần khó khăn, vân 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 vân. Cho nên cái vị sư đó tức quá, đi ra sau vườn lấy cái dây thừng treo lên cây mít và muốn là gì, kết liễu đời mình, là tự tử đó, mình là treo cổ tự tử đó. Thì công việc xong xuôi hết rồi, chỉ có mối gì, trèo lên ghế rồi buộc thắt dây vào cổ, thì chỉ có mối gì, hất cái chân một cái là 3 phút sau là về thế giới bên kia thôi. Nhưng mà may sư phụ biết được, cho nên lúc đó sư phụ đi ra và gì, mắng đệ tử của mình, nói rằng con đang làm gì đấy. Đệ tử khóc òa lên bảo thưa sư phụ ạ, cho con xin sám hối, con biết con có lỗi rồi, cho nên thôi cho con là xin sám hối, con để cho con lấy cái chết để con tạ tội với thì sư phụ và với thì với tăng đoàn, với chư huynh đệ ở trong chùa, vì con mà gì mà tăng đoàn mà các sư ở trong chùa phải chịu lời gièm pha và chịu cái lời khinh miệt của mọi người vân vân, xin cho con chết. Sư phụ mới bảo là nếu mà con chết ấy, con nghĩ là con hết khổ ấy, thì con cứ chết. Nhưng trong kinh Phật nói á, trước khi chết mà con chưa hết khổ thì sau này con vẫn cứ tiếp tục con khổ, mà thậm chí đời nay con khổ một phần, đời sau á, con khổ còn gì gấp bội phần. Đệ tử nghe như vậy sợ quá, với buông dây ra mới bạch với sư phụ, bây giờ thì con phải làm thế nào? Sư phụ mới dạy con á, giống như người tu hành á, phải giống như người gì? Người mặc áo trắng, không may bị ngã, bùn đất nó dính, phân nhơ nó dính đầy vào đó, thì phải đem... Người mà thông minh thì phải đem giặt rũ sạch sẽ nó đi, rồi mặc lại nó lại trở lại bình thường thôi. Còn nếu bảo gì, nó ngã nó bẩn rồi, dính bụi bẩn rồi mà đem vứt hết bỏ đi để cởi trần trùng trục thì chúng ta thấy là như thế nào? Đấy là người thông minh hay là người gì? Si mê ngủ tối. Đệ tử nghe thầy giáo hóa như vậy liền là gì? Quỳ xuống sám hối và bạch với sư phụ, bây giờ thì bạch sư phụ con phải làm như thế nào? Sư phụ bảo rằng có lỗi thì phải sửa, biết mình có lỗi thì sửa, biết mình thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì phải bổ sung nó vào. Con do gì? Là một người có trí tuệ, có tài, nhưng mà thân tướng là gì? Lại xấu xí. Do đời trước con là gì? Vốn cũng là một người tu hành trụ trì một ngôi chùa. Nhưng mà do lòng tham, do lòng kiêu căng và ngã mạn, cho nên đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy được làm tăng, tuy được xuất gia trong chùa, nhưng mà thân tướng của con gì? Xấu xí như vậy. Này con muốn được cái tướng tăng hoàn mỹ, đời đời kiếp kiếp sinh ra được đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính vân vân đó, thì con phải gì? Tụng kinh dược sư đi. Thế đệ tử nghe vậy thế là xin sư phụ này, đi vào nhập thất tụng kinh dược sư. Và hết kiếp đó sang kiếp sau sinh ra được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chính là gì? Là hậu thân của vị sư xấu xí kia, chính là gì? Là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó các quý vị. Vừa trí tuệ, vừa ở ngoài đời người ta gọi là gì? Điển trai, đẹp trai hả?
Nhưng trong nhà chùa của chúng tôi thì gọi là gì? Tướng hảo hay là hảo tướng. Đấy. Hôm qua có Phật tử lên lễ xong rồi. Dạ con 3 năm trời con không lên chùa được, nhưng mà lên đây mới nhìn thấy thầy vẫn đẹp trai lắm. Mệt lắm, không biết Phật tử này còn nữa không. Phật tử Hà Đông đây, Phật tử Hà Đông đây. Ai lại đi khen thầy đẹp trai lắm thế thì chết. Nhà chùa chúng ta muốn khen các quý thầy á thì phải khen là gì? Thay bằng cái từ đẹp trai nó là gì? Hảo tướng. Hảo tướng tức là gì? Tướng tốt. À, hiện lên trên nét mặt trên vân vân. Hảo tướng. Ai khen các sư đẹp trai là nguy đấy. May là cụ ấy cũng hơn 70 gần 80 đến nơi rồi chứ. Cụ mà 18 đôi 10 mà khen thầy đẹp trai thì chắc chết toi. Nguy hiểm. Đấy, lần sau đây nói vui thế thì các Phật tử chúng ta lần sau muốn khen các sư á thì hay muốn chúc các sư á thì phải chúc các thầy và khen các thầy gì? Tướng hảo hoặc là hảo tướng, chứ không khen quan chúc cho các thầy đẹp trai xinh gái á, sống thọ trăm năm là không nên. Ngoài đời chúng ta mới là đẹp trai, mới là xinh gái, còn trong chùa thì gọi là hảo tướng. Đấy, cho nên đối với Phật tử này thì thầy khuyên là cũng có thể là tụng kinh Dược Sư hoặc kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, bất cứ kinh gì mình phát nguyện mình chỉ vẫn được. Nhưng đặc biệt á, trong phòng á, trong cái nhà mình á, trên ban thờ á, hoặc là trong một nơi nào trang nghiêm trong nhà mình, nên treo một cái bức ảnh thật đẹp của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân, hay là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo có duyên với chư Phật Bồ Tát nào đó mà chúng ta thấy gì có duyên nhất á. Có duyên nhất thế là sao? Tức là chúng ta thích nhìn thấy cái tôn tướng của chư Phật Bồ Tát đấy mà chúng ta thấy hoan hỷ á, tức là gì? Đó tức là chúng ta có duyên. Chúng ta nhìn thấy Đức Phật nào hoan hỷ, nhưng mà có vị là gì? Chỉ thích chứ nhìn thấy ảnh của Đức Phật Di Đà thôi. Nhưng có vị thì chỉ nhìn thích nhìn đấy ảnh Đức Phật Thích Ca thôi. Có vị thì chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Cứ nhìn thấy ảnh Phật Dược Sư chẳng hạn là hoan hỷ. Tụng kinh Dược Sư thì hoan hỷ, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì hoan hỷ. Thì chúng ta phải biết những vị đó là vô lượng kiếp là đã kết duyên với gì? Với Đức Phật Dược Sư rồi. Ngược lại, Đức Phật Di Đà hay Thích Ca hay vân vân, hoặc các chư vị Bồ Tát cũng đều như thế. Đó gọi là gì? Nhân duyên thầy trò. Nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, nay gặp lại bỗng nhiên sinh tâm gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ, đại hoan hỷ. Đó. Không biết các vị thế nào, nhưng thầy thì thấy Đức Phật nào thầy cũng hoan hỷ. Thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Thấy các vị Bồ Tát nào, đại Bồ Tát nào cũng hoan hỷ, đại hoan hỷ. Không biết là gần các cụ ấy lâu chưa, hay là đời nay kiếp này mới gần mới gặp. Nhưng mà thực sự trong lòng thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thấy ngày nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Cho nên bảo thầy tụng kinh Dược Sư thầy cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh Pháp Hoa cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh A Di Đà cũng hoan hỷ, bảo thầy học Duy Thức để gieo duyên với Bồ Tát Di Lặc cũng hoan hỷ, vân vân. Ngày nào cũng thấy hoan hỷ hết. Nhưng chúng ta thì cứ tùy duyên. Chúng ta thấy thì chúng ta hoan hỷ với thân tướng của Đức Phật hoặc Bồ Tát nào, vị Bồ Tát nào chúng ta treo cái ảnh, mà phải ảnh thật đẹp. Chúng ta ngắm tướng hảo của Ngài, đặc biệt là Phật tử này, ngắm tướng hảo của mà Ngài đi ra, nhìn thấy Ngài gì, giơ tay xá một khá, mỉm miệng cười thật tươi, và nguyện gì, khi con xả bỏ báo thân này, đời đời kiếp kiếp về sau, nguyện con đều được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ tướng hảo như Ngài. Nào, cứ như thế cho thầy, tu như thế cho thầy, đến khi xả bỏ báo thân nữa, đời sau nếu mà còn phải chịu cái thân tướng xấu xa như kiếp này nữa thì thầy chịu thay cho. Thôi
Tôi thì dù sao Phật tử này cũng biết là gì, do nhân ác, do tiền kiếp mình gieo, cho nên đời nay thân thể mới gì, mới xấu xí, mọi người đi đâu ai nhìn thấy cũng ghét, cũng không muốn gần như vậy. Nhưng thôi đừng có buồn. Tôi đấy, thầy bảo là về xem bộ phim của ngài Ngọc Lâm Quốc Sư là để như thế. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, ngài cũng gì, ngày xưa cũng quấn túng quấn và gì và phấn uất mà đến nỗi phải chuẩn bị treo cổ tự tử rồi, nhưng mà được thầy thì giác ngộ cho mà tu tập đó, đời sau kiếp sau lại được thân tướng trang nghiêm, lại giỏi về Phật pháp, lại được xuất gia trở thành quốc sư, là thầy của vua nữa, là thầy của vua Càn Long đó các quý vị, không phải đơn giản. Mà Càn Long chúng ta biết, chúng ta nếu ngày xưa đi học lịch sử, cho học lịch sử thế giới, học lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy Càn Long là một vị vua rất là giỏi. Nhưng mà gì, là phải bái gì Ngọc Lâm á, làm thầy, và suy tôn á, ngài Ngọc Lâm á, làm gì, làm quốc sư, tức là thầy của gì, của cả một đất nước, chứ không phải là thầy mình ông vua không, chúng ta thấy đó. Mà ngài chính là một bậc cao tăng á, đắc đạo á, lúc bấy giờ của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử này cứ chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát nào vị này thấy hoan hỷ đó, thì chiêm bái sáng trưa chiều tối một ngày 5-3-7 lần vào, cứ đi qua nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài xá một xá và mỉm cười. Mùng một ngày rằm á, thì nếu không có điều kiện thì chỉ cần một bông hoa thôi cũng được, dâng lên cúng trước tranh ảnh tôn tượng của ngài, bông hoa cỏ dại cũng được các quý vị. Cốt là ở gì? Tâm thành. Dâng hoa cúng dường thì đời đời kiếp kiếp sinh ra được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ. Đó. Nhìn các Phật tử thế này là đại đa số tướng hảo. Chắc là đời trước kiếp trước cúng hoa thật nhiều đấy mà. Hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ đấy mà. Đó. Làm được cái điều đó thì chúng ta được như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử con xin thầy bố thí cho con hỏi. Hàng ngày con niệm Phật, con xin cầu nguyện cho con có sức khỏe để con hành trì công phu khóa lễ hàng ngày. Mệnh con hết, cho con đi nhẹ nhàng về với Phật. Nhưng có Phật tử bảo cầu nguyện vãng sinh mà lại cầu sức khỏe thì người không vãng sinh được. Kính mong thầy giảng cho con và nhiều Phật tử được thông. Con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này hoặc là Phật tử nào mà nói với Phật tử này như thế thì chắc là chưa đọc cái bài phát nguyện ở trong cái khóa, trong cái chư kinh nhật tụng ấy. Cái bài gọi là phát nguyện vãng sinh đó, khể thủ Tây phương an lạc quốc tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư á, tức là cái bài đó phải nguyên phiên âm chữ Hán mà viết ra chữ Việt đó, là cúi đầu đỉnh lễ Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật vân vân đó. Chúng ta thấy gì trong cái bài phát nguyện đấy của đó, chính là bài văn của ngài Liên Trì Đại Sư, tức là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa, ngài soạn ra để cho chúng ta tu tập theo. Và trong bài đó thì ngài nguyện gì? Nguyện là đời nay kiếp này nguyện cho thân con gì ạ? Không bị bệnh khổ, đúng không? Tinh tiến tu hành, tới khi xả bỏ báo thân thì được bình an mạnh khỏe, biết trước ngày giờ. Trong chữ Hán là dự chi thời chí. Dự chi, chi tức là gì? T tên rở, chi tức là biết á, tức là biết trước ngày giờ ra đi. Thấy A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí là hiện ra trước mắt, báo cho con biết là trước ngày giờ ra đi, và đến đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và chư thánh chúng hiện lên trên không, hoặc là hiện ra trước mắt con, thân không bệnh khổ, tâm không phiền não, liền theo sau Phật nhẹ nhàng ra đi. Theo sau Phật về Tây phương cực lạc. Đấy chính là gì? Bài phát nguyện của
Đệ Bát Tổ Liên Tông, Liên Trì Đại Sư, Ngài dạy chúng ta. Vậy ở đây Phật tử nói rằng mình cầu cho sức khỏe để tu hành tinh tiến tới cái xả bỏ để nhẹ nhàng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà lại có Phật tử khác bảo là người tu theo trình độ mà lại cầu vãng sinh mà lại cầu cho mình khỏe mạnh như thế thì không được vãng sinh, là không đúng rồi. Chẳng nhẽ người tu trình độ chúng ta cứ phải ốm đau bệnh tật mới được vãng sinh à? Không phải. Các vị về đọc cái bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc đó mà xem. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói này, hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựng cột mà nghe, là như thế, là dựa cột để mà nghe người ta nói, người ta bảo cho mà biết. Đã không hay không biết rồi là cứ muốn đi gì ạ? Ngoài đời người ta gọi là tinh vi, tinh tướng, đúng không? Đó. Đấy, cho nên tôi mới nói với các quý vị phải gì ạ? Phải gần gũi Tam Bảo, gần gũi chư Tăng. Để làm gì? Để thưa hỏi những vấn đề chúng ta còn mâu mắc ở trong tâm, còn vướng về giáo lý, về con đường tu tập là như thế. Không có cái chỗ nào mà nói rằng người tu tịnh độ chúng ta mà cầu gì ạ? Sức khỏe, cầu bình an để tinh tiến tu hành. Chúng ta không có sức khỏe thì có tu được không? Rất khó tu. Không bình an gia đình thì cứ lục đục vợ chồng và con cái, chửi bới, nguyền rủa, đánh nhau, thù nhau, hận nhau, thì chúng ta có bình an để tu được không? Cũng không luôn. Cho nên chúng ta thì tu tập là phải mong được gì? Được mạnh khỏe, được bình an. Sau đó mới đến gì? Mới đến là cầu sinh cực lạc thế giới. Tu là phải an lạc ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời hiện tại này, đó mới gọi là tu. Còn tu mà chúng ta chỉ bảo là cứ tu đi, sau này về Tây Phương, Tây Phương chưa thấy đâu mà bây giờ họ khổ, họ khó khổ, họ không chịu được, ai họ tu nữa. Đó. Tôi nói với các quý vị trong hội trường này, có khi đến già nữa, chúng ta đến với Pháp hội ngày hôm nay không phải là vì cầu đạo giải thoát đâu, không phải vì mục đích là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới 100% đâu, mà rất nhiều người đến đây vì gia đình gặp nhiều những gì? Nỗi khổ, niềm lo. Có người thì ốm đau bệnh tật mà đến, có người thì thậm chí là điên khùng và loạn tâm mà đến, có người thì gia đình có người thân vừa mới mất, muốn cầu siêu báo ân cho người thân mà đến. Có người đi xem họ bảo là gì? Một tháng nữa chết cho nên sợ quá mà đến, vân vân. Đủ hạng người ở trong hội trường này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, các vị đã đến được đây và biết chắp tay trước gì? Trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, biết ngồi lại để nghe chúng tôi chia sẻ về những lời vàng tiếng ngọc của Tam Bảo, của Phật Pháp á, thì đó cũng là quý rồi. Giống như người đi vào gì? Đi vào vườn cỏ lan cỏ chi, tuy không ngắt bông hái cỏ nhưng mà cũng gì đượm mùi thơm rồi vậy. Đó. Tuy rằng có thể các vị không gì không giác ngộ được ngay trong một hai buổi theo pháp hội này, một hai ngày theo pháp hội này, nhưng cái tâm thức của các vị, cái bồ đề hạt giống, cái chủng tử bồ đề tâm của các quý vị đã bắt đầu được tưới tẩm, đã được gieo vào trong a lại gia thức rồi đấy. Một ngày nào đó, một tháng nào đó, một năm nào đó, một kiếp nào đó, cái hạt giống bồ đề ấy đủ nhân, đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng, nó tự nhiên đơm hoa kết trái, và các quý vị đi quy y Tam Bảo trở thành đệ tử của Phật, tu tập dần dần và cũng được giải thoát mà thôi. Cho nên dù đến bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng đều là tốt. Còn tốt vừa hay là cực tốt thì do cái tâm của chúng ta và do cái ý thức của chúng ta và do sự gì? Cầu nguyện và cái sự thực hành tâm của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp này thì Thầy nói với các quý vị chúng ta là
Đấy, cái gì không hay không biết thì mình phải đi hỏi chứ đừng có nói bừa. Phán bừa đi là tội về khẩu nghiệp đó các quý vị, không đơn giản đâu. Đó. Vì vậy mà trường hợp này thì khuyên Phật tử là thôi, các Phật tử chúng ta thì chúng ta tu tập, chúng ta thì ở còn ở trong cái cảnh giới phàm phu này, trước tiên là chúng ta cứ cầu gì ạ, bình an, mạnh khỏe để chúng ta tinh tiến tu hành, để cho chúng ta làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Trên thì báo ân Phật, dưới thì giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài. Đúng không? Đó. Xin thưa các quý vị, chứ nếu mà thầy mà không mạnh khỏe, thầy làm sao có thể lên ngồi đây với chúng ta được, đúng không? Đấy. Thế mà thầy tu càng ngày thì thân tướng nó gì? Nhìn nó càng gì ạ? Ngoài là gì? Da trắng như là củ súng. À, môi đỏ như chì. À, tướng hảo thì đẹp như là Ngưu Ma Vương. Các quý vị có muốn nhìn không? Muốn gần không? Không. Giảng pháp thì tiếng thì hay như là quỷ La Sát đó. Chúng ta có muốn nghe không? Cũng không luôn. Tiếng thì phải gì? Nghe thánh thoát như là tiếng Ca Lăng Tần Già, nhưng mà khổ thầy lại không được cái tiếng ấy. Khổ lắm. Nói bao nhiêu năm nay tiếng nó vẫn thỉnh thoảng cái tiếng dân tộc nó vẫn gì? Nó vẫn cứ lẫn vào đó. Người nào mà người Hòa Bình gốc á, người Mường gốc nghe thì phát hiện ra. Thôi, dù sao đi chăng nữa, các cụ ngày xưa nói rồi, quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Hái không được quả ngọt thì ít nhất cũng được quả chua, đúng không? Mà quả chua không ăn được luôn thì đem nấu canh cũng tốt. Thì dù sao vẫn là gì, tiếng Việt phổ thông mình, nói sói hay là không sói, nói thì hay là chưa hay, nhưng mà mọi người cứ nghe được là được rồi. Các vị nghe có dễ nghe không? Lại đi nịnh thầy rồi sao? Vỗ tay to thế. Có người nói là tiếng thầy khó nghe quá, vì tiếng thầy nghe nó vẫn cứ ná ná cái tiếng dân tộc. Đúng thế. Khổ sửa mãi cũng không được. Chắc là trong dòng máu của mình nó đã gì ăn sâu vào rồi, cho nên cái tiếng nói thì nó mãi nó cũng vẫn không được. Thôi các vị hoan hỉ. Các cụ ngày xưa nói rồi, ghét ra của nào thì trời trao của đấy, đúng không? Bây giờ phải ngồi đây mà nghe thầy nói. Trở lại một bài câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thầy. Thầy xin hoan hỷ trả lời giúp con câu hỏi như sau. Viết này cũng sai về ngữ pháp nhé. Thầy xin hoan hỷ, gọi là xin thầy hoan hỷ. Thầy xin hoan hỷ là gì? Viết ngược lại, nó tối nghĩa lắm. Xin thầy hoan hỷ. Hàng ngày cứ vào khóa lễ ba thời sáng chiều tối, tụng kinh thì miệng con méo đi, lưỡi ngắn lại, rất khó cho việc tụng kinh. Con đã làm tất cả những điều thầy hướng dẫn, nhưng tụng kinh, sám hối, lễ Phật y học, tập bài thể dục dịch cân kinh từ tháng 9 năm 2021, và con cũng đi khám tất cả các bệnh lớn, các bệnh viện lớn trung ương, nhưng không tìm ra bệnh. Giờ con phải làm gì ạ? Có phải do nghiệp của con không ạ? Xin kính mong thầy hoan hỷ hướng dẫn con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế này mà lại tụng lúc tụng kinh lại bị méo mồm, lại bị ngắn lưỡi. Thế thì xem xét lại xem.
cũng có thể là do nghiệp thật đấy. Nghiệp thật là sao? Do trước đây á, không chỉ trước đây một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp về trước gì, do báng bổ người tụng kinh niệm Phật, do báng bổ những bậc chân tu, cho nên đời nay kiếp này thì khi mình học đạo mình tu hành, cho nên chướng là gì, chướng nghiệp nó sinh ra. Cho nên cái trường hợp này phải gì, nhất tâm sám hối đi thì mới có thể khỏi được đó. Sám hối cái tội chướng đó đi, đối trước cái Tam Bảo, đối trước cái tôn thượng tranh chư Phật Bồ Tát, mà sám hối cái nghiệp khẩu nghiệp đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng đời kiếp về trước. Con tên như thế này, pháp danh như thế này, địa chỉ ở đâu, nay con mỗi khi lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật tự nhiên là bị méo miệng, bị rút lưỡi, bị ngắn lưỡi, và bị gì, đọc kinh không tròn trịa ra tiếng. Con trộm nghĩ này, do cái cấu nghiệp của con từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, do báng bổ Tam Bảo, hủy nhục tăng ni, chê người gì, hoặc là phá người tụng kinh niệm Phật ở đời trước kiếp trước, cho nên nay con mới nghiệp bị nghiệp báo như thế này. Nay con biết tội biết lỗi rồi, con thì nhất tâm sám hối, nguyện mong chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương, chư Thánh Tăng khắp mười phương hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Thủy Tử chứng giám cho con, để cho con được gì, được đối trước Tam Bảo, để con thì thành tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp sinh ra không bao giờ hủy nhục Tam Bảo nữa, chỉ dùng những lời hay tiếng tốt để tán dương Tam Bảo, để khen ngợi Tam Bảo, khen ngợi chính pháp, khen ngợi những điều hay lẽ phải của thế gian và xuất thế gian. Đấy, làm như vậy, sám hối như vậy đi, 21 ngày á, nếu có kết quả thì lên báo tin cho thầy. Pháp hội lần sau thì viết thư cảm ơn trước đại chúng cho mọi người có tín tâm. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, từ khi con biết và học Phật thì con không dùng và đốt vàng mã, chỉ dùng tiền thật đặt lên ban thờ gia tiên, sau đó tiền sẽ dùng để làm việc phúc thiện và cúng dường, thì có được không ạ? Con xin thầy giải đáp giúp con ạ. Con tri ân thầy, con là Phật tử ở Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Tốt quá còn gì nữa, quá tốt rồi, làm như vậy là quá đúng rồi, thực sự đúng với chính pháp của Đức Phật rồi, không cần phải nói thêm gì nữa, không cần phải giải thích thêm gì nữa, chỉ cần một tràng pháo tay thật to của cái quý Phật tử thôi là được rồi. Giả sử một người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy làm thế nào để thần thức người này vẫn vãng sinh được? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy phải làm thế nào để cho thần thức của người đó được vãng sinh? Đây là một câu hỏi cũng khá là khó, có thể nói là rất là khó. Làm thế nào? Chúng ta thấy khi còn sống, họ niệm Phật cả đời, niệm nhiều năm, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mà không sinh được, mà cần từ nghiệp đến mà đọa làm vào súc sinh, thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc này, nhưng tới khi cần từ nghiệp đến, tức là sắp sửa chết, nằm ốm trên giường bệnh đó, niệm thế nào mà cả cuộc đời niệm Phật, bao nhiêu năm niệm Phật cầu sinh cực lạc, mà đến khi cận tử nghiệp đến mà Phật không hiện ra, mà lại cảnh giới thì súc sinh hiện ra, chúng ta phải xem xét người đó niệm Phật nhiều năm đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, hay là chỉ niệm Phật gì khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi bên ngoài.
hay là niệm Phật đi vào để lạc vào con đường tà. Chúng ta biết không phải là cứ niệm Phật là đi theo chính đạo đâu nhé. Nhiều người niệm Phật nhưng mà lạc vào tà đạo, lạc vào mê cung tà đạo. Cho nên người đó khi cận tử nghiệp đến, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không hiện ra, mà cảnh giới ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện ra. Trường hợp này, khi mà cảnh giới súc sinh hiện ra đối với những người niệm Phật như thế, chúng ta rất khó có thể kéo họ quay đầu trở lại, vì chúng ta biết đấy là cái nghiệp của họ rồi. Cái cận tử nghiệp nó rất là mạnh. Trong kinh như Đức Phật nói là Ngài có thể vào trong A Tỳ địa ngục để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh hết tội khổ hoặc đang chịu tội khổ ở trong địa ngục, giác ngộ và được thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nhưng những chúng sinh mà cận tử nghiệp đến, họ quyết định đi đầu thai hoặc đi về một quyết định nghiệp nó đã đến, đi vào con đường nào đó như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để kéo họ quay trở lại được. Cho nên đây Phật tử hỏi là người niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, nhưng khi cận tử nghiệp đến mà bị đọa vào trong súc sinh thì làm cách nào để lôi họ ra? Khó vô cùng các quý vị. Nếu mà bảo kéo họ vào ngay luôn thì khó vô cùng các quý vị. Chúng ta bắc thang lên trời khó nhưng bắc thang có thể được. Nhưng mà bảo kéo cái người cận tử nghiệp đến mà đọa vào súc sinh mà kéo họ quay lại để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc còn khó hơn gấp bội lần như thế các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ mà xem, trong một thời gian qua cũng có khá nhiều người niệm Phật, kể cả tăng ni chứ đừng nói là mình Phật tử không. Lúc đầu thì cũng dẫn lời kinh ý tổ để giảng giải cho các Phật tử tu tập niệm Phật tinh tiến để cầu sinh cực lạc. Nhưng mà một thời gian sau thì mới thấy rằng chính họ đang đi lầm đường lạc lối. Họ hiểu lầm về pháp môn niệm Phật của Đức Phật dạy và chư tổ đã truyền. Ví dụ như là mấy năm trước chúng ta thấy có cái niệm Phật bất niệm từ niệm đó, đúng không? Đạo tràng chúng ta thầy nói đi nói lại mấy lần rồi. Lúc đầu bảo là sai, nhưng một số các Phật tử trong đạo tràng chúng ta bỏ thầy bỏ tổ đi để chạy theo. Thầy bảo là sai nhưng các Phật tử đâu có nghe, vì lúc đó thầy nói là họ làm như vậy là sai. Nhưng một số các Phật tử đó lại nói gì? Thầy nhỏ nhen, thầy hẹp hòi, thầy ích kỷ, thầy chỉ muốn là chúng con đến với thầy thôi chứ không muốn chúng con đi cầu học với các quý thầy khác. Không phải thầy nhỏ nhen, các vị thấy thầy có cấm các Phật tử bao giờ đâu. Nhưng thầy chỉ muốn chúng ta đi làm sao đó cho đúng con đường mà lời Phật ý tổ đã trình bày, đã diễn giải. Nhưng lúc đó thì mọi người bảo là thầy nhỏ nhen. Nhưng 2-3 năm sau nó vỡ lở ra, mọi người mới thấy là gì? Lời thầy nói hoàn toàn đúng đắn. Mà Hòa Thượng Tịnh Không là ân sư về Tịnh Độ Tông của đạo tràng chúng ta, pháp năm 2018-19 gì đó, cùng cô cũng phải xác nhận là gì? Là cái phương pháp bất niệm từ niệm ấy là sai pháp. Rồi Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không ấy, cụ cũng thì cũng lên giảng và cũng nói đi nói lại khá nhiều lần về cái pháp tu niệm Phật bất niệm từ niệm ấy là gì? Là sai pháp. Đó, cho nên chúng ta thấy. Mà gần đây thì lại có một vài vị cư sĩ ở nước ngoài, hình như là cũng ở Mỹ thì phải, họ cũng lên trên room họ giảng, họ cũng khuyên các Phật tử niệm Phật. Tôi cũng xem qua. Cái vị này xưng là cái cư sĩ cái gì Vân, cái gì Vân Vân gì đó, tên là Vân, tôi không nhớ rõ lắm, vì tôi chỉ xem một chút thôi. Nhưng tôi xem một chút khoảng độ 5-10 phút, tôi phát hiện ra là trường hợp này cũng tương tự như trường hợp bất niệm từ niệm trước đây, mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Đó là trường hợp này là còn gì? Còn đi xem về vận hạn người này, người nọ, người kia, rồi bảo là cúng để thế này, thế nọ, thế kia. Nó giống như cái trường hợp mà
cái trường hợp mà cái gì trần tâm ấy, nó tệ kiểu như thế, nó cũng kiểu như là thanh hải vô thượng sư. Nhưng mà bây giờ họ để ở trong cái giai đoạn này, nó chưa bộc lộ hết ra mà thôi, nó đang cứ thế là dạy là cứ một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thậm chí là khuyên các Phật tử là không đi chùa nữa, không tụng kinh nữa, không nghe pháp nữa, chỉ một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc thôi. Chúng ta nghĩ xem, không đi chùa, không tụng kinh, không nghe pháp, chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Không đi chùa, không nghe pháp, không tụng kinh, tức là gì? Chúng ta muốn để rời khỏi Tam Bảo, đúng không? Tam Bảo thì gồm có ba ngôi là gì? Phật, Pháp và Tăng. Thì bây giờ Pháp không nghe, không tụng kinh, không nghe Pháp, tức là rời khỏi ngôi gì? Ngôi Pháp Bảo. Không đi chùa, tức là không gần gũi chữ Tăng, tức là rời khỏi, xa lánh ngôi Tăng Bảo. Và chỉ có một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Chúng ta nghĩ xem, mọi người cứ nghĩ rằng họ tu tinh tấn lắm, một ngày mấy thời niệm Phật, và như vậy là chúng ta nghĩ rằng đấy là họ tinh tấn, họ niệm Phật một ngày mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ. Các sư bây giờ thì ngày được hai thời tụng kinh, có người còn chẳng được thời tụng kinh nào, bận công việc Phật sự vân vân, ABC này nọ. Đúng, ngay cả thầy bây giờ có những ngày có khi vài ngày không được thời tụng kinh nào vì công việc Phật sự quá nhiều. Vì sao mà công việc Phật sự quá nhiều? Vì đi làm công việc của giáo hội, rồi các công việc của chùa. Có làm công việc của giáo hội thì mới duy trì được mạnh mạnh của Phật Pháp. Không có các tôn giáo khác thì nó chèn vào gì? Một lúc nào đó là chùa chiền chúng ta cũng bị đốt phá. Tăng ni thì bị bắt hoàn tục, bị đuổi về quê. Phật tử chúng ta còn chỗ để mà nương không? Còn chùa để mà đến, mà lễ mà lạy, còn chỗ để mà tu không? Không còn nữa. Đó. Chúng ta phải hiểu cái điều sâu xa cái việc đó. Cho nên trong nhà Phật chúng ta, Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta mới có gì? Mới có các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo là như thế. Mà hành hành Bồ Tát là gì? Là tổn mình để lợi người. Mình sẵn sàng chịu hy sinh, chịu mất mát để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ cho đại chúng, vân vân. Có cái chỗ để nương tựa, để học tập, để tu hành, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy thì có những vị là nghịch hạnh Bồ Tát, có những vị thuần hạnh Bồ Tát là như thế. Chứ không phải là một ngày sáu thời lên chùa mới là người tu hành chân chính. Chúng ta thấy Tế Công Hòa Thượng, kinh Ngài cũng chẳng tụng, thiền Ngài cũng chẳng ngồi, nhưng mà Ngài vẫn cứu độ được vô số gì những chúng sinh. Vì sao? Vì Ngài đã chứng đắc thánh quả La Hán rồi. Ngài chính là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, tức là một trong gì? Thập Bát La Hán đó các quý vị. Đó, nhìn thấy Ngài cứ điên điên khùng khùng như vậy thôi, nhưng mà cứu độ được không biết bao nhiêu những chúng sinh đau khổ, bệnh tật, ốm đau, ma quỷ, nhập thân, vân vân, đủ các thứ hết cả. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có vội vàng nghe thấy một số người họ bảo là họ tu tinh tấn lắm, ngày niệm Phật mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ, mà họ đi phản bác chư tôn túc mười phương và các đạo tràng Phật tử khác, vân vân. Thì những trường hợp như vậy không sớm thì muộn, nó cũng lộ hết cái đuôi ra thôi. Vì chúng ta biết là có những trường hợp tự họ không muốn hủy Phật giáo, không muốn làm như thế, nhưng mà họ bị ma dựa. Chúng ta biết thế nào là bị ma dựa không? Tức là bị thiên ma hoặc bị quỷ thần ma nó ám nhập vào cái thân thể của người đó, nó điều khiển những tư duy, những lời nói và những hành động của người đó, mà người đó cũng không biết là mình đang làm sai. Cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là mình đang hộ trì Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang xiển dương Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang gì? Đang hoằng truyền Phật Pháp, vân vân. Nhưng thực tế
đang làm là chia rẽ Phật giáo chúng ta. Các Phật tử chúng ta phải tinh thì mới hiểu rõ điều này. Chúng ta biết là có ai bảo đi quy y nhị bảo bao giờ không? Đi quy y nhất bảo bao giờ không? Mà quy y tam bảo. Vì tam bảo trong kinh Đức Phật nói nó như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được. Cái đỉnh ba chân cưa một chân thì đổ ngay. Ví dụ chỉ có Phật Pháp còn bỏ tăng đi là đổ. Thì bây giờ họ bảo là chủ trương là gì? Không đến đến chùa và không gì? Không nghe Pháp. Vậy là bỏ đi cả hai bảo cơ. Bỏ đi cả chân gì? Pháp bảo, bỏ đi cả chân tăng bảo. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đây chính là gì? Là ma. Là thiên ma, là quỷ thần ma ám nhập vào một số những vị, thậm chí là tăng ni và cư sĩ, để bên ngoài thì nói là xiển dương tịnh pháp, nhưng bên trong thì thực sự là gì? Đang chia rẽ và hủy hoại giáo lý của Đức Phật Thích Ca chúng ta, hủy hoại Phật giáo chúng ta. Nên chúng ta phải thì cũng phải cẩn thận và phải nghe, là phải biết tư duy, phải biết quán chiếu cái đúng cái sai. Nếu chưa hiểu, chưa biết được tận cùng đến nơi đến chốn phải thì phải đi thưa hỏi các bậc tôn túc là như thế. Cho nên ngày xưa các cụ người ta mới nói thân cận bậc hiền, bậc tài như là gì? Đi ở trong sương sớm á, tuy không ướt nhưng mà gì? Cũng làm chúng ta đượm mát. Giống như người vào trong gì? Vào trong rừng cỏ lan cỏ chi á, tuy không ngắt gì? Ngắt bông lan cỏ chi, nhưng mà thân thể cũng cho ta chúng gì? Cũng được đượm mùi thơm vậy. Cho nên gần gũi chư tăng, gần gũi các bậc kìa, tôn túc ở trong giáo hội, để chúng ta gì? Thưa hỏi những điều hay lẽ phải, những sự vi diệu màu nhiệm thầm thâm cùng tột ở trong Phật giáo chúng ta thực sự khó mà có thể với được. Chúng ta đi tham vấn với các ngài để thưa hỏi thì dần dần chúng ta sẽ thấu hiểu được từng phần một thôi. Góp nhặt là cát đá, quét sạch là xoải bụi, thì chân tâm sẽ dần dần hiện lộ ra mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp niệm Phật mà cả đời niệm Phật mà cuối cùng để cho cận tử nghiệp lôi vào con đường súc sinh, hoặc là ba đường ác đó, tức là mình niệm Phật gì? Đang sai đường, phải xem xét lại. Niệm Phật mà mình vẫn tham sân si, tức là mình sân đang sai đường rồi. Đó. Các Phật tử chúng ta cứ tu, cứ phải nghe vào, hướng tâm mình vào nội tâm của mình. Muốn biết mình có tu đúng hay không thì hãy xem trước đây chúng ta chưa theo Phật mà chúng ta hay sân si, hay nóng giận. Từ khi theo Phật, niệm Phật đến giờ chúng ta giảm bớt đi thì đó là chúng ta đang tu đúng. Trí tuệ của chúng ta ngày một mở mang ra, tâm tính của mình ngày một gì? Hiền lương thuần hậu và hoan hỷ với mọi người. Cái lòng từ bi của mình thương tưởng chúng sinh khổ nhiều hơn. Trước đây bữa nào cũng muốn phải có thịt có cá mới ăn cơm, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ đến thì tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết như con người chúng ta thôi. Họ cũng có gia đình, cũng có vợ chồng con cái vân vân, cũng có mái ấm yêu thương tình cảm chân thành của họ chứ, không phải không có đâu các quý vị ạ. Chúng ta nghĩ xem con chó con mèo nó có tình cảm không? Có. Con cua con cá nó có tình cảm không? Cũng có. Con trâu con bò có tình cảm không? Có hết các quý vị. Đến như con kiến nó nhỏ như thế, chúng ta thấy nó có nhà không, có đàn không? Chúng ta thấy con kiến nó đi á, nó đi nó có gì? Nó có giữ gì trật tự tham gia giao thông, có khi nó còn tốt hơn Việt Nam, tốt hơn con người chúng ta. Chúng ta thấy nó đi theo hàng theo lối như vậy, nhưng nó có gì? Nó có cắn nhau không? Không, hàng theo lối nó đi như vậy mà cái này có khi nó hàng triệu triệu năm rồi. Cái tham gia giao thông của con kiến nó còn văn minh hơn con người chúng ta rất là nhiều, từ lâu rồi cơ các quý vị ạ. Mình bây giờ mới khoảng độ mấy chục năm nay tham gia giao thông mới có đèn đỏ, nhưng ở trong đây chúng ta thì
Có mấy người chúng ta chấp hành đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới đi. Ai cũng chấp hành được tuyệt đối không? Khó lắm. Nhìn ngược nhìn sau không thấy công an đâu là gì? Vọt. Đấy, chúng ta thấy không? Ý thức tham gia giao thông chúng ta đấy. Nhưng mà con kiến đó thì nó chờ nhau đi qua đi lại. Mình mới được chỉ có mấy chục năm nay thôi, nhưng con kiến ấy, nó có cái hàng triệu năm, hàng tỷ năm rồi các quý vị. Đấy, chúng ta đừng nói rằng họ không có tri giác, không có tri thức, không có gì, gia đình có hết. Nhưng con người chúng ta không biết từ bao giờ chúng ta tự phong cho mình là con người là bậc tối tôn, là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của trời đất, còn hơn cả trời, hơn cả đất nữa. Chúng ta là trung tâm, tức là gì? Cái nơi quan trọng nhất của trời đất, của vũ trụ. Đó. Vì vậy mà chúng ta tự cho mình cái quyền là tự sinh tự sát, quyền sinh quyền sát. Cho loại chúng sinh nào sống thì họ được sống, bắt chúng sinh nào phải chết thì họ phải chết. Chính vì vậy chúng ta mới thấy chúng ta, con người chúng ta, cõi Sa Bà của chúng ta này mới gọi là cõi gì? Sa Bà kham nhẫn đó. Đau khổ, thánh phàm, đồng cư phàm nhiều hơn thánh là như thế. Khổ nhiều hơn gì? Hơn vui, hơn sướng là như thế. Đó, cho nên các vị cứ hướng tâm vào trong, xem mình tu đúng hay không là biết ngay. Mình tu sai thì sân si này vẫn cứ nổi, mặc dù tụng kinh một ngày 2-3 thời. Có những vị tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời là hết cả một cuốn quyển thượng của Trung Nguyên Hạ. Lên khoe với tôi là: bạch thầy, dạo này tự nhiên con khản hết cả cổ, đau hết cả họng. Thế hỏi làm sao mà khản cổ đau họng? Và bạch thầy, từ khi con đã theo thầy nghe pháp, con phát nguyện tụng kinh tới nay là con đau hết cả cổ, khản hết cả họng. Thế tôi bảo đi khám chưa? Bảo đi khám rồi, họ bảo con là cái họng của con bây giờ là có vấn đề. Thế hỏi vấn đề là bị ung thư hay bị gì à? Bảo không, họ bảo là do con nói nhiều quá. Thế tôi bảo làm sao mà lại nói nhiều? Bảo bạch thầy, mỗi một ngày con tụng 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời hết cả 3 quyển, thượng trung hạ là một thời. Thế tôi bảo là đấy, tu mà không hiểu thì cũng sinh bệnh là như thế. Thế nếu mà cơ thể, thân thể chúng ta và cái họng chúng ta nó yếu thì sáng tụng một quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, dành thời gian mà niệm Phật để nhẹ nhàng tu, nó phải thanh thản, phải an lạc chứ các quý vị. Tu lại mau gấp như thế, mong gấp như vậy, mỗi ngày làm 3 thời, nhưng mỗi thời cả 3 quyển luôn, thượng trung hạ. Thế là đọc thì cứ rống thật to lên, đọc to lên, thế thì gì? Nó giãn thanh quản, đau họng, lên kêu với thầy: con chưa tu thì không sao, tu rồi bây giờ là con phải bị bệnh, có phải nghiệp không thầy? Thầy bảo không, cái này không phải là nghiệp, cái này là do các Phật tử tu hành là gì? Không nghe theo cái cơ thể của mình, thân thể của mình, sức khỏe của mình mà tu như vậy là tu nhanh, tu gấp như vậy cũng không được đâu. Sức của mình gánh được có 30 cân mà mình muốn gánh một tạ để cho gì? Cho mau hết cái đống này, cái đống đất, đống phân bên này để dọn sạch nhà cũng không được đâu. Sức có 30 cân thì chúng ta phải làm 3 chuyến nó mới hết. Làm một chuyến đi thì chết là phải thôi, đúng không? Đó, cho nên hỏi là hỏi thầy có phải nghiệp không thầy? Tôi bảo không phải nghiệp, mà đây là do gì? Hiểu không đúng, tu không lượng sức mình, tu muốn nhanh muốn gấp cũng không được các quý vị ạ. Đó, vừa phải thôi. Đó, giống như dây đàn đó, chúng ta lên căng quá rồi thì nó sao? Chưa vui đã đứt dây đàn, đúng không? Đấy, chưa vui, chưa hát được đấy thì đứt mất dây đàn rồi, còn đâu để mà hát nữa. Tức là tu chưa đến nơi đến chốn, cái thân thể và mắc bệnh và thậm chí đã gì? Ỏ ý e, củ ơi, chết rồi. Người ta đến người ta hát là: cụ ơi, sao cụ lại bỏ con bỏ cháu mà sớm đi về nơi đâu nhanh như thế, thế thì chết rồi. Đó, đấy, đây là cũng nói như vậy để nhắc nhở, để cảnh tỉnh các Phật tử chúng ta vậy.
Nếu mà chúng ta thì tu nhanh tu gấp quá như thế cũng không được. Mà giải đãi biếng lười quá, bê trễ quá, 3-4-5 ngày cả tuần mới lên được một khóa tụng kinh, mà muốn cho nghiệp chướng thì tiêu trừ hết một đời để con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con thành Phật một đời, có được không? Cũng khó lắm. Giống như dây trùng, dây đàn mà gì, nó trùng quá, nó cứ từng tưng từng tưng từng tưng, có đánh đàn được không? Cũng không được luôn. Đấy, nó phải vừa phải. Nhà Phật chúng ta gọi là đi theo con đường trung đạo, không quá nhanh cũng không quá gấp, không quá nhanh không quá chậm, nó đi theo con đường trung đạo, đại khái thế. Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm sao đó mà phải luôn luôn hướng tâm vào trong để xem mình tu có đúng hay chưa. Tu đúng thì phiền não ngày một vơi đi, sân si ngày một thì giảm đi, trí tuệ ngày một tăng trưởng, lòng từ bi yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn người muôn loài ngày nó một gì tăng lên. Trước đây chúng ta đi ra đường ra chợ thấy con vật nó nhốt ở trong, người ta nhốt ở trong lồng, trong chậu, trong bu, trong rọ vân vân đó, thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta khởi cái tâm gì thương xót, chúng ta niệm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho họ. Tâm chúng ta thầm ước nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho những chúng sinh ấy, gia hóa những chúng sinh ấy, khiến cho họ gì đời sau và mãi mãi về sau không bị đọa lạc vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Đấy chính là gì, tâm Bồ Đề phát khởi do mình tu gì đúng đường đúng pháp đó các quý vị. Đó, trở sang chuyển sang một câu hỏi một Phật tử nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Phạm Thị Nhiệm, địa chỉ xóm 5 Giao An Giao Thủy Nam Định. Con do tiền kiếp gây bao tội chướng lầm lỡ, nay mang thân hình xấu xí, đi đâu không ai hoan hỷ. Nay xin bái bạch được thầy hoan hỷ cho con xin cầu pháp ngữ trực tiếp. Con Phạm Thị Nhiệm, số điện thoại. Phật tử nói rằng do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp gây tạo, cho nên đời nay thân thể xấu xí, đi đâu cũng bị người coi khinh. Phật tử này về nên xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, không? Xem bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, tiền kiếp của Ngọc Lâm Quốc Sư cũng gì, cũng xấu xí lắm. Vừa xấu vừa đen, vừa lùn vừa lé, lại vừa bị mọc một cái biếu thật to ở trên lưng. Nhưng đổi lại thì ông lại có trí tuệ tuyệt vời, và đặc biệt là có đôi bàn tay tài hoa viết chữ rất là rất đẹp, viết chữ như rồng bay phượng múa. Nhưng mà thân thể thì lại quá xấu xí. Có cô tiểu thư dòng dõi vương tộc đến chùa lễ Phật, nhìn thấy chữ câu đối và cái hoành phi mà viết thờ trên chùa đó các vị, đẹp quá. Cô ấy nhìn thấy chữ đẹp mà cô cũng là cái người thích văn thơ chữ nghĩa, cho nên nhìn thấy chữ đẹp quá và cứ mường tượng là gì, người viết chữ đẹp như thế này chắc chắn người đó phải là tướng hảo lắm, đoan trang lắm, chắc chắn là phải gì cốt cách cho phi phàm, thân thể thì thân tướng thì phải tuyệt trần. Cho nên cô về cô tương tư, chưa nhìn thấy người, nhìn thấy chữ thôi các quý vị mà đã yêu rồi, gọi là yêu gì, yêu yêu thầm nhớ trộm, đúng không? Ở ngoài đời bây giờ người ta gọi là yêu gì ạ, tương tư, đúng không? Một mình mà và tương tư, ngày này qua tháng khác, cô tương tư không thể chịu đựng được, cô quyết định đến chùa mà hỏi mấy chú tiểu ở trong chùa. Dạ thưa chú tiểu, cái bức hoành đại tự, bức hoành phi đó, cái đại tự ở trên chùa là do ai viết đấy, đôi câu đối là do ai viết đấy? Thế chú tiểu mới nói là sư huynh ở trong chùa viết đấy. Nghe nói sư huynh trong chùa, cô gì mặt cô
sáng ra. Tâm cô là hoan hỷ vô cùng, biết cái chữ này chính là một vị sư ở trong chùa. Cho nên từ đó là cô về, cô chịu khó đến chùa để cúng dường nhiều hơn. Nhưng việc đến chùa cúng dường nhiều không phải là vì cái tâm cầu đạo, mà vì muốn được thấy cái người ở trong gì? Trong mộng của mình. Một hôm cô ấy đến, cô cúng mang đến thật nhiều. Lấy cái cớ là thầy chủ trì đang kêu gọi tu sửa lại ngôi chính điện, tức là Tam Bảo đó. Cô mang lên thật nhiều vàng bạc châu báu để cúng dường. Và khi thầy chủ trì nhận và tiếp nhận rồi và mời ngồi uống nước thì cô mới hỏi là ý khéo khéo với thầy chủ trì là không biết là ai viết cái bức đại tự với cái đôi câu đối ở trên chùa mà đẹp thế. Thầy chủ trì mới vội vàng mới nói là đấy, đệ tử của tôi tên như thế, pháp danh như thế, thầy viết. Thế cô mới nói là bạch hòa thượng, vậy không biết là con muốn xin mấy chữ, khéo lắm chứ, con muốn xin mấy chữ của đệ tử của hòa thượng để con về con gì ạ, con treo ở trong cái phòng thờ Phật của con có được không. Hòa thượng nghĩ trong bụng, ôi cái tiểu thư thiên kim tiểu thư mà có tâm cúng dường như vậy thì là tốt rồi, bây giờ là còn thờ Phật là còn muốn xin chữ để thờ để ở trong nhà nữa thì càng tốt chứ sao. Bảo đệ tử thì giả của mình đi sang đằng sau gọi sư huynh con lên viết cho gì tiểu thư mấy chữ con. Tiểu thư nghe trong lòng mừng khấp khởi, nghĩ rằng mình sắp được gặp người trong mộng rồi. Chờ một chút thì thấy này, một vị sư lưng còng có biếu gì to ở sau lưng, mà thầm cái biếu nó đè nặng còng hết cả cái lưng vị sư. Mặt mũi thì nhìn như là quỷ dạ xoa. Cô ấy sợ quá, cô ấy rụt người vào. Thì hòa thượng mới bảo là gì, không sao, đây là gì, đệ tử của tôi, đây chính là vị sư sẽ viết chữ cho gì, cho tiểu thư đấy. Cô ấy vỡ mộng. Cô ấy vỡ mộng và cô gì, cô về cô buồn quá, về cô ốm gì, cô ốm bệnh và cô gì, cô chết. Cô ốm bệnh và cô chết. Sau khi cô ấy chết thì chúng ta biết tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chuyện đó không được mấy cô người hầu nó nói với gì, với vương gia, tức là với bố của cô tiểu thư ấy. Cho nên thì vương gia đùng đùng nổi giận và trách mắng chư tăng trong chùa. Chư tăng trong chùa thì lúc đó đổ hết lên đầu của cái vị sư ấy, trách mắng. Ai cũng trách mắng, duy nhất có sư phụ thì không nói gì. Vì sư phụ là bậc cao tăng đắc đạo rồi, cho nên biết cái nghiệp và cái nhân quả của đệ tử của mình rồi, cho nên không nói gì. Còn sư huynh, sư đệ thì trách mắng hết, ăn trách mắng bảo. Sư huynh thì bảo tại đệ, sư đệ thì bảo tại huynh mà làm cho cô tiểu thư thì kia phải gì, phải chết. Làm cho ngôi chùa của chúng ta mất đi một gì, một đại thí chủ. Làm cho cái việc xây dựng chùa chiền và hộ pháp của chùa sau này thì cũng gặp phần khó khăn, vân vân và vân vân. Cho nên cái vị sư đó tức quá, đi ra sau vườn, lấy cái dây thừng treo lên cây mít và muốn là gì? Kết liễu đời mình, là tự tử đó, mình là treo cổ tự tử đó. Thì công việc xong xuôi hết rồi, chỉ có mối gì? Trèo lên ghế rồi buộc thắt dây vào cổ, thì chỉ có mối gì? Hất cái chân một cái là 3 phút sau là về thế giới bên kia thôi. Nhưng mà may sư phụ biết được, cho nên lúc đó sư phụ đi ra và gì, mắng đệ tử của mình, nói rằng con đang làm gì đấy. Đệ tử khóc òa lên bảo thưa sư phụ cho con xin sám hối, con biết con có lỗi rồi, cho nên thôi cho con là xin sám hối, con để cho con lấy cái chết để con tạ tội với thì sư phụ và với thì với tăng đoàn, với chư huynh đệ ở trong chùa, vì con mà gì mà tăng đoàn mà các sư ở trong chùa phải chịu lời giảm pha và chịu cái lời khinh miệt của mọi người vân vân, xin cho con chết. Sư phụ mới bảo là nếu mà con chết
con nghĩ là con hết khổ á, thì con cứ chết. Nhưng trong kinh Phật nói á, trước khi chết mà con chưa hết khổ thì sau này con vẫn cứ tiếp tục con khổ, mà thậm chí đời nay con khổ một phần, đời sau á, con khổ còn gì gấp bội phần. Đệ tử nghe như vậy sợ quá, với buông dây ra mới bạch với sư phụ: bây giờ thì con phải làm thế nào? Sư phụ mới dạy con á, giống như người tu hành á, phải giống như người gì? Người mặc áo trắng, không may bị ngã, bùn đất nó dính, phân nhơ nó dính đầy vào đó, thì phải đem... Người mà thông minh thì phải đem giặt rũ sạch sẽ nó đi, rồi mặc lại nó lại trở lại bình thường thôi. Còn nếu bảo gì, nó ngã nó bẩn rồi, dính bụi bẩn rồi mà đem vứt hết bỏ đi để cởi trần trùng trục, thì chúng ta thấy là như thế nào? Đấy là người thông minh hay là người gì? Si mê ngủ tối. Đệ tử nghe thầy giáo hóa như vậy liền là gì? Quỳ xuống sám hối và bạch với sư phụ: bây giờ thì bạch sư phụ, con phải làm như thế nào? Sư phụ bảo rằng có lỗi thì phải sửa, biết mình có lỗi thì sửa, biết mình thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì phải bổ sung nó vào. Con do gì? Là một người có trí tuệ, có tài, nhưng mà thân tướng là gì? Lại xấu xí. Do đời trước con là gì? Vốn cũng là một người tu hành trụ trì một ngôi chùa, nhưng mà do lòng tham, do lòng kiêu căng và ngã mạn, cho nên đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy được làm tăng, tuy được xuất gia trong chùa, nhưng mà thân tướng của con gì? Xấu xí như vậy. Nay con muốn được cái tướng tăng hoàn mỹ, đời đời kiếp kiếp sinh ra được được đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính, vân vân đó, thì con phải gì? Tụng kinh dược sư đi. Thế đệ tử nghe vậy, thế là xin sư phụ này, đi vào nhập thất tụng kinh dược sư. Và hết kiếp đó sang kiếp sau sinh ra được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chính là gì? Là hậu thân của vị sư xấu xí kia, chính là gì? Là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó các quý vị. Vừa trí tuệ, vừa ở ngoài đời người ta gọi là gì? Điển trai, đẹp trai hả? Nhưng trong nhà chùa của chúng tôi thì gọi là gì? Tướng hảo, hay là hảo tướng. Đấy. Hôm qua có Phật tử lên lễ xong rồi, dạ con 3 năm trời con không lên chùa được, nhưng mà lên đây mới nhìn thấy thầy vẫn đẹp trai lắm. Mệt lắm, không biết Phật tử này còn nữa không? Phật tử Hà Đông đây, Phật tử Hà Đông đây. Ai lại đi khen thầy đẹp trai lắm, thế thì chết. Nhà chùa chúng ta muốn khen các quý thầy á, thì phải khen là gì? Thay bằng cái từ đẹp trai, nó là gì? Hảo tướng. Hảo tướng tức là gì? Tướng tốt, hiện lên trên nét mặt trên vân vân. Hảo tướng, ai khen các sư đẹp trai là nguy đấy. May là cụ ấy cũng hơn 70, gần 80 đến nơi rồi, chứ cụ mà 18 đôi 10 mà khen thầy đẹp trai thì chắc chết thôi. Nguy hiểm. Đấy, lần sau đây nói vui thế thì các Phật tử chúng ta lần sau muốn khen các sư á, thì hay muốn chúc các sư á, thì phải chúc các thầy và khen các thầy gì? Tướng hảo hoặc là hảo tướng, chứ không khen quan chúc cho các thầy đẹp trai xinh gái á, sống thọ trăm năm là không nên. Ngoài đời chúng ta mới là đẹp trai, mới là xinh gái, còn trong chùa thì gọi là hảo tướng. Đấy, cho nên đối với Phật tử này thì thầy khuyên là cũng có thể là tụng kinh dược sư hoặc kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, bất cứ kinh gì mình phát nguyện mình chỉ vẫn được. Nhưng đặc biệt á, trong phòng á, trong cái nhà mình á, trên ban thờ á, hoặc là trong một nơi nào trang nghiêm trong nhà mình, nên treo một cái bức ảnh thật đẹp của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân, hay là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo có duyên với chư Phật Bồ Tát nào đó mà chúng ta thấy gì có duyên nhất á. Có duyên nhất thế là sao?
Tức là chúng ta thích nhìn thấy cái tôn tướng của chư Phật Bồ Tát đấy mà chúng ta thấy hoan hỷ á, tức là đó, tức là chúng ta có duyên. Chúng ta nhìn thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ, nhưng mà có vị là gì? Chỉ thích cái nhìn thấy ảnh của Đức Phật Di Đà thôi. Nhưng có vị thì chỉ nhìn thích nhìn đấy ảnh Đức Phật Thích Ca thôi. Có vị thì chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Cứ nhìn thấy ảnh Phật Dược Sư chẳng hạn là hoan hỷ. Tụng kinh Dược Sư thì hoan hỷ, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì hoan hỷ. Thì chúng ta phải biết những vị đó là vô lượng kiếp là đã kết duyên với gì? Với Đức Phật Dược Sư rồi. Ngược lại, Đức Phật Di Đà hay Thích Ca hay vân vân, hoặc các chư vị Bồ Tát cũng đều như thế. Đó gọi là gì? Nhân duyên thầy trò. Nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, nay gặp lại bỗng nhiên sinh tâm gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ, đại hoan hỷ. Đó. Không biết các vị thế nào, nhưng thầy thì thấy Đức Phật nào thầy cũng hoan hỷ. Thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Thấy các vị Bồ Tát nào, đại Bồ Tát nào cũng hoan hỷ, đại hoan hỷ. Không biết là gần các cụ ấy lâu chưa, hay là đời nay kiếp này mới gần mới gặp. Nhưng mà thực sự trong lòng thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thấy ngày nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Cho nên bảo thầy tụng kinh Dược Sư thầy cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh Pháp Hoa cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh A Di Đà cũng hoan hỷ, bảo thầy học Duy Thức để gieo duyên với Bồ Tát Di Lặc cũng hoan hỷ, vân vân. Ngày nào cũng thấy hoan hỷ hết. Nhưng chúng ta thì cứ tùy duyên, chúng ta thấy thì chúng ta hoan hỷ với thân tướng của Đức Phật hoặc Bồ Tát nào, vị Bồ Tát nào chúng ta treo cái ảnh, mà phải ảnh thật đẹp. Chúng ta ngắm tướng hảo của Ngài, đặc biệt là Phật tử này, ngắm tướng hảo của Ngài, đi ra nhìn thấy Ngài gì, giơ tay xá một khá, mỉm miệng cười thật tươi, và nguyện gì, khi con xả bỏ báo thân này, đời đời kiếp kiếp về sau, nguyện con đều được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ tướng hảo như như Ngài. Nào, cứ như thế cho thầy, tu như thế cho thầy, đến khi xả bỏ báo thân đó, đời sau nếu mà còn phải chịu cái thân tướng xấu xa như kiếp này nữa thì thầy chịu thay cho. Thôi thì dù sao Phật tử này cũng biết là gì, do nhân ác, do tiền kiếp mình gieo, cho nên đời này mới thân thể mới gì, mới xấu xí, mọi người đi đâu ai nhìn thấy cũng ghét, cũng không muốn gần như vậy. Nhưng thôi đừng có buồn. Thôi đấy, thầy bảo là về xem bộ phim của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư là để như thế. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, Ngài cũng gì, ngày xưa cũng quấn, túng quấn và gì, và phấn uất mà đến nỗi phải chuẩn bị treo cổ tự tử rồi. Nhưng mà được thầy giác ngộ cho mà tu tập đó, đời sau kiếp sau lại được thân tướng trang nghiêm, lại giỏi về Phật Pháp, lại được xuất gia trở thành quốc sư, là thầy của vua nữa, là thầy của vua Càn Long đó các quý vị. Không phải đơn giản. Mà Càn Long chúng ta biết, chúng ta nếu ngày xưa đi học lịch sử, cho học lịch sử thế giới, học lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy Càn Long là một vị vua rất là giỏi. Nhưng mà gì? Là phải bái gì? Ngọc Lâm á, làm thầy, và suy tôn á, Ngài Ngọc Lâm á, làm gì? Làm quốc sư, tức là thầy của gì? Của cả một đất nước, chứ không phải là thầy mình ông vua không. Chúng ta thấy đó, mà Ngài chính là một bậc cao tăng á, đắc đạo á, lúc bấy giờ của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử này cứ chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát nào vị này thấy hoan hỷ đó, thì chiêm bái sáng trưa chiều tối một ngày 5-7 lần vào, cứ đi qua nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, xá một xá và mỉm cười. Mồng một ngày rằm thì nếu không có điều kiện thì chỉ cần một bông hoa thôi cũng được, dâng lên cúng trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài, bông hoa cỏ dại cũng được các quý vị. Cốt là ở gì? Tâm thành. Dâng hoa cúng dường thì đời đời kiếp kiếp sinh ra được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ. Đó, nhìn các Phật tử thế này là đại đa số tướng hảo, chắc là đời trước kiếp trước cũng hoa thật nhiều đấy mà. Hoặc là nhìn thấy
tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ đấy mà. Đó, làm được cái điều đó thì chúng ta được như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Phật tử con xin Thầy bố thí cho con hỏi. Hàng ngày con niệm Phật, con xin cầu nguyện cho con có sức khỏe để con hành trì công phu khóa lễ hàng ngày. Mệnh con hết, cho con đi nhẹ nhàng về với Phật. Nhưng có Phật tử bảo cầu nguyện vãng sinh mà lại cầu sức khỏe thì người thì không vãng sinh được. Kính mong Thầy giảng cho con và nhiều Phật tử được thông. Con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này hoặc là Phật tử nào mà nói với Phật tử này như thế thì chắc là chưa đọc cái bài phát nguyện ở trong cái khóa, trong cái chương kinh nhật tụng ấy. Cái bài gọi là phát nguyện vãng sinh đó: khể thủ Tây phương an lạc quốc, tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư á. Tức là cái bài đó phải nguyên phiên âm chữ Hán mà viết ra chữ Việt đó. Đó, là cúi đầu đỉnh lễ Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật vân vân đó. Chúng ta thấy gì? Trong cái bài phát nguyện đấy của đó, chính là bài văn của Ngài Liên Trì Đại Sư, tức là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài soạn ra để cho chúng ta tu tập theo. Và trong bài đó thì Ngài nguyện gì? Nguyện là đời nay kiếp này nguyện cho thân con gì ạ? Không bị bệnh khổ, đúng không? Tinh tiến tu hành, tới khi xả bỏ báo thân thì được bình an mạnh khỏe, biết trước ngày giờ. Trong chữ Hán gọi là dự chi thời trí. Dự chi, chi tức là gì? Tên R, chi tức là biết á. Tức là biết trước ngày giờ ra đi. Thấy A-di-đà Phật và Quán Âm Thế Chí là hiện ra trước mắt, báo cho con biết là trước ngày giờ ra đi. Và đến đúng ngày đó, giờ đó, tháng đó, năm đó là A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí và chư Thánh chúng hiện lên trên không, hoặc là hiện ra trước mắt. Con thân không bệnh khổ, tâm không phiền não, liền theo sau Phật nhẹ nhàng ra đi. Theo sau Phật về Tây phương cực lạc. Đấy chính là gì? Bài phát nguyện của Đệ Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư, Ngài dạy chúng ta. Vậy ở đây Phật tử nói rằng mình cầu cho sức khỏe để tu hành tinh tiến, sẽ tới cái xả bỏ để nhẹ nhàng về Tây phương cực lạc thế giới. Mà lại có Phật tử khác bảo là người tu theo trình độ mà lại cầu vãng sinh, mà lại cầu cho mình khỏe mạnh như thế thì không được vãng sinh, là không đúng rồi. Chẳng nhẽ người tu tịnh độ chúng ta cứ phải ốm đau bệnh tật mới được vãng sinh à? Không phải. Các vị về đọc cái bài Khể Thủ Tây Phương An Lạc Quốc đó mà xem. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói này: hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựng cột mà nghe, là như thế, là dựa cột để mà nghe người ta nói, người ta bảo cho mà biết. Đã không hay không biết rồi là cứ muốn đi gì ạ? Ngoài đời người ta gọi là tinh vi, tinh tướng, đúng không? Đó. Đấy, cho nên tôi mới nói với các quý vị phải gì ạ? Phải gần gũi Tam Bảo, gần gũi chư Tăng. Để làm gì? Để thưa hỏi những vấn đề chúng ta còn mâu mắc ở trong tâm, còn vướng về giáo lý, về con đường tu tập là như thế. Không có cái chỗ nào mà nói rằng người tu tịnh độ chúng ta mà cầu gì ạ? Sức khỏe, cầu bình an để tinh tiến tu hành. Chúng ta không có sức khỏe thì có tu được không? Rất khó tu. Không bình an gia đình thì cứ lục đục vợ chồng và con cái, chửi bới, nguyền rủa, đánh nhau, thù nhau, hận nhau, thì chúng ta có bình an để tu được không? Cũng không luôn. Cho nên chúng ta thì tu tập là phải mong được gì? Được mạnh khỏe, được bình an. Sau đó mới đến gì? Mới đến là cầu sinh cực lạc thế giới.
Tu là phải an lạc ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời hiện tại này, đó mới gọi là tu. Còn tu mà chúng ta chỉ bảo là cứ tu đi, sau này về Tây Phương, Tây Phương chưa thấy đâu mà bây giờ họ khổ, họ khó, họ khổ, họ không chịu được, ai họ tu nữa. Đó. Tôi nói với các quý vị trong hội trường này, có khi đến già nữa, chúng ta đến với Pháp hội ngày hôm nay không phải là vì cầu đạo giải thoát đâu, không phải vì mục đích là vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới 100% đâu, mà rất nhiều người đến đây vì gia đình gặp nhiều những gì? Nỗi khổ, niềm lo. Có người thì ốm đau bệnh tật mà đến, có người thì thậm chí là điên khùng và loạn tâm mà đến, có người thì gia đình có người thân vừa mới mất, muốn cầu siêu báo ân cho người thân mà đến, có người đi xem họ bảo là gì, một tháng nữa chết cho nên sợ quá mà đến, vân vân. Đủ hạng người ở trong hội trường này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, các vị đã đến được đây và biết chắp tay trước gì, trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, biết ngồi lại để nghe chúng tôi chia sẻ về những lời vàng và tiếng ngọc của Tam Bảo, của Phật Pháp á, thì đó cũng là quý rồi. Giống như người đi vào gì, đi vào vườn cỏ lan cỏ chi, tuy không ngắt bông hái cỏ nhưng mà cũng gì đượm mùi thơm rồi vậy. Đó. Tuy rằng có thể các vị không gì không giác ngộ được ngay trong một hai buổi theo pháp hội này, một hai ngày theo pháp hội này, nhưng cái tâm thức của các vị, cái bồ đề hạt giống, cái chủng tử bồ đề tâm của các quý vị đã bắt đầu được tưới tẩm, đã được gieo vào trong a lại gia thức rồi đấy. Một ngày nào đó, một tháng nào đó, một năm nào đó, một kiếp nào đó, cái hạt giống bồ đề ấy đủ nhân, đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng, nó tự nhiên đơm hoa kết trái. Và các quý vị đi quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Phật, tu tập dần dần và cũng được giải thoát mà thôi. Cho nên dù đến bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng đều là tốt. Còn tốt vừa hay là cực tốt thì do cái tâm của chúng ta và do cái ý thức của chúng ta và do sự gì? Cầu nguyện và cái sự thực hành tâm của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói với các quý vị chúng ta là đấy, cái gì không hay không biết thì mình phải đi hỏi chứ đừng có nói bừa. Phán bừa đi là tội về khẩu nghiệp đó các quý vị, không đơn giản đâu. Đó. Vì vậy mà trường hợp này thì khuyên Phật tử là thôi, các Phật tử chúng ta thì chúng ta tu tập, chúng ta thì ở trong cái cảnh giới phàm phu này, trước tiên là chúng ta cứ cầu gì ạ, bình an, mạnh khỏe để chúng ta tinh tiến tu hành, để cho chúng ta làm được nhiều việc tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Trên thì báo ân Phật, dưới thì giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài. Đúng không? Đó. Xin thưa các quý vị, chứ nếu mà thầy mà không mạnh khỏe, thầy làm sao có thể lên ngồi đây với chúng ta được, đúng không? Đấy. Thế mà thầy tu càng ngày thì thân tướng nó gì? Nhìn nó càng gì ạ? Ngoài là gì? Da trắng như là củ súng, môi đỏ như chì, tướng hảo thì đẹp như là Ngưu Ma Vương. Các quý vị có muốn nhìn không, muốn gần không? Không. Giảng pháp thì tiếng thì hay như là quỷ La Sát đó. Chúng ta có muốn nghe không? Cũng không luôn. Tiếng thì phải gì? Nghe thánh thoát như là tiếng Ca Lăng Tần Già, nhưng mà khổ thầy lại không được cái tiếng ấy. Khổ lắm. Nói bao nhiêu năm nay tiếng nó vẫn, thỉnh thoảng cái tiếng dân tộc nó vẫn gì? Nó vẫn cứ lẫn vào đó. Người nào mà người Hòa Bình gốc ấy, người Mường gốc nghe thì phát hiện ra. Thôi, dù sao đi chăng nữa các cụ ngày xưa nói rồi, quê hương là chùm khế ngọt.
cho con trèo hái mỗi ngày. Hái không được quả ngọt thì ít nhất cũng được quả chua, đúng không? Mà quả chua không ăn được luôn thì đem nấu canh cũng tốt. Thì dù sao vẫn là gì, tiếng Việt phổ thông mình, nói sói hay là không sói, nói thì hay là chưa hay, nhưng mà mọi người cứ nghe được là được rồi. Các vị nghe có dễ nghe không? Lại đi định thầy rồi sao em vỗ tay to thế? Có người nói là tiếng thầy khó nghe quá, vì tiếng thầy nghe nó vẫn cứ ná ná cái tiếng dân tộc. Đúng thế, khổ sửa mãi cũng không được. Chắc là trong dòng máu của mình nó đã gì ăn sâu vào rồi, cho nên cái tiếng nói thì nó mãi nó cũng vẫn không được. Thôi các vị hoan hỉ. Các cụ ngày xưa nói rồi, ghét ra của nào thì trời trao của đấy, đúng không? Bây giờ phải ngồi đây mà nghe thầy nói. Trở lại một bài câu hỏi tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, con Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thầy, thầy xin hoan hỷ trả lời giúp con câu hỏi như sau. Viết này cũng sai về ngữ pháp nhé. Thầy xin hoan hỷ, gọi là xin thầy hoan hỷ. Thầy xin hoan hỷ là gì? Viết ngược lại, nó tối nghĩa lắm. Xin thầy hoan hỷ. Hàng ngày cứ vào khóa lễ ba thời sáng chiều tối, tụng kinh thì miệng con méo đi, lưỡi ngắn lại, rất khó cho việc tụng kinh. Con đã làm tất cả những điều thầy hướng dẫn, nhưng tụng kinh, sám hối, lễ Phật y học, tập bài thể dục dịch cân kinh từ tháng 9 năm 2021, và con cũng đi khám tất cả các bệnh lớn, các bệnh viện lớn, trung ương, nhưng không tìm ra bệnh. Giờ con phải làm gì ạ? Con phải, có phải do nghiệp của con không ạ? Xin kính mong thầy hoan hỷ hướng dẫn con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế này mà lại tụng, lúc tụng kinh lại bị méo mồm, lại bị ngắn lưỡi. Thế thì xem xét lại xem, cũng có thể là do nghiệp thật đấy. Nghiệp thật là sao? Do trước đây á, không chỉ trước đây một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp về trước gì, do báng bổ người tụng kinh niệm Phật, do báng bổ những bậc chân tu, cho nên đời nay kiếp này thì khi mình học đạo, mình tu hành, cho nên chướng là gì? Chướng nghiệp nó sinh ra. Cho nên cái trường hợp này phải gì? Nhất tâm sám hối đi thì mới có thể khỏi được. Đó, sám hối cái tội chướng đó đi. Đối trước Tam Bảo, đối trước tôn trưởng tranh chư Phật Bồ Tát, mà sám hối cái nghiệp khẩu nghiệp đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng đời kiếp về trước. Con tên như thế này, pháp danh như thế này, địa chỉ ở đâu? Nay con mỗi khi lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật, tự nhiên là bị méo miệng, bị rút lưỡi, bị ngắn lưỡi, và bị gì? Đọc kinh không tròn trịa ra tiếng. Con trộm nghĩ là gì? Do cái cấu nghiệp của con từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, do báng bổ Tam Bảo, hủy nhục tăng ni, chê người gì, hoặc là phá người tụng kinh niệm Phật ở đời trước kiếp trước, cho nên nay con mới nghiệp, bị nghiệp báo như thế này. Nay con biết tội biết lỗi rồi, con gì nhất tâm sám hối, nguyện mong chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương, chư Thánh Tăng khắp mười phương, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, thủy tử chứng giám cho con, để cho con được gì, được đối trước Tam Bảo, được con gì thành tâm sám hối, nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp sinh ra không bao giờ hủy nhục Tam Bảo nữa, chỉ dùng những lời hay tiếng tốt để tán dương Tam Bảo, để khen ngợi Tam Bảo, khen ngợi chính pháp, khen ngợi những điều hay lẽ phải,
của thế gian và xuất thế gian. Đấy, làm như vậy, sám hối như vậy đi 21 ngày á, nếu có kết quả thì lên báo tin cho thầy. Pháp hội lần sau thì viết thư cảm ơn trước đại chúng cho mọi người có tín tâm. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, từ khi con biết và học Phật thì con không dùng và đốt vàng mã, chỉ dùng tiền thật đặt lên ban thờ gia tiên, sau đó tiền sẽ dùng để làm việc phúc thiện và cúng dường, thì có được không ạ? Con xin thầy giải đáp giúp con ạ. Con tri ân thầy, con là Phật tử ở Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Tốt quá còn gì nữa, quá tốt rồi, làm như vậy là quá đúng rồi, thực sự đúng với chính pháp của Đức Phật rồi, không cần phải nói thêm gì nữa, không cần phải giải thích thêm gì nữa, chỉ cần một tràng pháo tay thật to của cái quý Phật tử thôi là được rồi. Giả sử một người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy làm thế nào để thần thức người này vẫn vãng sinh được? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cận tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh, vậy phải làm thế nào để cho thần thức của người đó được vãng sinh? Đây là một câu hỏi cũng khá là khó, có thể nói là rất là khó. Làm thế nào? Chúng ta thấy khi còn sống, họ niệm Phật ra cả đời, niệm nhiều năm, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mà không sinh được, mà cần từ nghiệp đến mà đọa làm vào súc sinh. Thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc này, nhưng tới khi cần từ nghiệp đến, tức là sắp sửa chết, nằm ốm trên giường bệnh đó, niệm thế nào mà cả cuộc đời niệm Phật, bao nhiêu năm niệm Phật cầu sinh cực lạc, mà đến khi cận tử nghiệp đến mà Phật không hiện ra, mà lại cảnh giới thì súc sinh hiện ra, chúng ta phải xem xét người đó niệm Phật nhiều năm đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, hay là chỉ niệm Phật gì khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi bên ngoài, hay là niệm Phật đi vào thì lạc vào con đường tà. Chúng ta biết không phải là cứ niệm Phật là đi theo chính đạo đâu nhé. Nhiều người niệm Phật nhưng mà lạc vào tà đạo, lạc vào mê cung tà đạo. Cho nên người đó khi cận tử nghiệp đến, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không hiện ra, mà cảnh giới ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện ra. Trường hợp này khi mà cảnh giới súc sinh hiện ra đối với những người niệm Phật như thế, chúng ta rất khó có thể kéo họ quay đầu trở lại, vì chúng ta biết đấy là cái nghiệp của họ rồi, cái cận tử nghiệp nó rất là mạnh. Trong kinh Đức Phật nói là ngài có thể vào trong A Tỳ địa ngục để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh hết tội khổ hoặc đang chịu tội khổ ở trong địa ngục, giác ngộ và được thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nhưng những chúng sinh mà cận tử nghiệp đến, họ quyết định đi đầu thai hoặc đi về một quyết định nghiệp nó đã đến, đi vào con đường nào đó như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để kéo họ quay trở lại được. Cho nên đây Phật tử hỏi là người niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, nhưng khi cận tử nghiệp đến mà bị đọa vào trong súc sinh thì làm cách nào để lôi họ ra?